Hạ An đã ở trong quan trường nhiều năm, cũng hình thành thói quen quan cách nhất định, bình thường đi đường cũng có dáng vẻ đường bệ ra oai của quan chức. Nhưng anh ta vừa thấy Hạ Tưởng, vẻ mặt liền lập tức cười yếu ớt, trở lại với dáng vẻ của một cậu em trai, chỉ gọi một tiếng cộc lốc. Anh! Trên mặt Hứa Ninh vẫn còn vết bàn tay, mặc dù không rõ, nhưng Hạ Tưởng vẫn nhìn lướt một cái là biết. Hắn đương nhiên biết tính tình của Hứa Ninh, mặc dù thiền cận, lại hay lắm chuyện, nhưng nói chung cũng không có ý xấu. Chờ sau khi Hứa Ninh rụt rè gọi một tiếng, anh, hắn mới gật đầu nói. Hứa Ninh, bây giờ Hạ An đã lên tới huyện ủy, bước tiếp theo có khả năng sẽ đảm nhiệm chức phó thị trưởng. Thủ quân bây giờ mới là trưởng phòng ở sở tài chính, cậu ta muốn đảm nhiệm phó giám đốc sở còn phải chờ từ 5-6 năm trở lên. Nơi địa phương không thể so với tỉnh thành, mọi chuyện phức tạp hơn, phiền toái cũng nhiều hơn, em phải thông cảm cho Hạ An nhiều hơn. Trước tiên là nhắc nhở Hứa Ninh, lại lập tức nói tiếp. Nghe nói em có một cậu em họ tốt nghiệp đại học xong vẫn còn ở Bắc Kinh. Cậu ta có chí hướng gì, nói sớm cho anh một tiếng, nếu tiện thì anh giúp đỡ một chút. Hứa Ninh được Hạ An chỉ bảo, cũng hiểu đôi chút về thị phi trong quan trường. Lời của Hạ Tưởng phê trước khen sau, chỉ ra rất rõ, Tào Thù Quân có một người cha là chủ tịch tỉnh, còn có một ông anh rể là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, vị trí bây giờ còn không bằng Hạ An. Mà Hạ An chỉ có một ông anh là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, cho nên so sánh với nhau nếu còn không biết thỏa mãn thì chính là không biết điều. Nhưng sau đó lại chủ động đề xuất giúp cô giải quyết một vấn đề khó khăn không lớn cũng chẳng nhỏ, khiến cô nở mày nở mặt với người nhà, liền khiến cho Hứa Ninh vừa hổ thẹn lại vừa vô cùng cảm tạ tấm lòng khoan dung rộng lượng của Hạ Tưởng. Đôi mắt cô đỏ lên, gần như nói không nên lời. Anh, đã làm phiền anh. Hạ An đứng bên thấy vô cùng xấu hổ, so với Hạ Tưởng, trí tuệ chính trị và cách xử lý mọi chuyện của cậu quả là vẫn còn có thiếu sót không ít, về sau còn cần phải học tập Hạ Tưởng rất nhiều. Hạ Thiên Thành và Trương Lan nhìn nhau, cũng vui mừng nở nụ cười. Một giờ sau, đoàn của Tào Vĩnh Quốc cũng tới nơi. Tinh thần Tào Vĩnh Quốc rất tốt, Vương Vũ Phân cũng vui vẻ ra mặt. Người ta thường nói khi người ta có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái quả nhiên không hề sai chút nào. Tào Vĩnh Quốc bắt tay Hạ Tưởng, chỉ nói mấy câu liền chuyển sang nói cười với không ngớt với Hạ Thiên Thành. Cũng đúng, từ trước đến nay đề tài giữa cha vợ và con rể rất ít. Sau đó, người mấy nhà coi như thực sự tụ họp với nhau, đi vào trong phòng. Trương Lan vừa đến đã tìm cháu trai, lại thấy cháu trai không có nhà, liền trách Hạ Tưởng nên đón Hạ Đông trước. Ông nội bà nội yêu thương cháu trai là chuyện thường tình, tuy nhiên sau đó Trương Lan lại hỏi thêm một câu, không khỏi khiến Hạ Tưởng nhức đầu. Con bé Nhược Hạm hôm nay có tới không? Còn con trai Liên Hạ của nó nữa, nếu tới thì cùng nhau đến đây chơi với Hạ Đông cho Đông vui. Hạ Tưởng xấu hổ không biết trả lời thế nào, Tào Thù Lê trước tiên là thầm liếc mắt nhìn hắn một cái, lại lặng lẽ véo tay hắn, rồi mới tươi cười đáp. Mẹ, chị Liên sắp đến rồi. Hạ Đông và Liên Hạ cũng tới. Hạ Tưởng đành phải đau khổ chịu sự trả thù của Thù Lê, chỉ có điều ánh mắt đầy ẩn ý của mẹ khiến hắn như bị kề dao vào lưng, vội tìm lý do chạy ra ngoài. Giống như Trương Lan, Vương Vũ Phân vừa xuống xe cũng tìm Hạ Đông. Tuy nói Hạ Đông chỉ là cháu ngoại của bà, bây giờ bà cũng đã có cháu trai, nhưng Vương Vũ Phân lại không hề thân cháu nội mà xa cháu ngoại, ngược lại còn có vẻ yêu quý Hạ Đông hơn một chút. Nghe thấy Hạ Đông đang đi trên đường, Vương Vũ Phân nói hơi có vẻ trách giận. Thù Lê, con và Hạ Tưởng cũng thật là, con của mình mà không tự đưa đi, còn trẻ như vậy mà đã lười biếng. Đợi đến khi Hạ Đông trưởng thành không thân thiết với các con nữa, lúc đó các con mới hối hận đấy. Hạ Tưởng cười ha hả, không hề cãi lại, Tào Thù Lê cũng không giải thích, chỉ cười, khiến Vương Vũ Phân thật sự không có cách nào, chỉ có thể khoát tay đi vào trong. Thôi tùy các con. Thanh niên có cách sống của thanh niên, thảnh thơi cái gì chứ, thật là. Cũng may Liên Nhược Hạm đi khá nhanh, cuối cùng cũng đưa Hạ Đông và Liên Hạ tới trước 12 giờ giờ chính thức khai tiệc. Hạ Đông và Liên Hạ vừa xuống xe, không hề sợ người lạ, liền đi vào giữa đám người, gặp ai cũng chào hỏi thân thiết. Đừng nói, không so sánh thì không biết, vừa so sánh liền phát hiện, quả nhiên Hạ Đông có sức thu hút và biết ăn nói hơn Liên Hạ. Hạ Tưởng còn tưởng rằng thằng nhóc không ở chung với ông bà nội ngoại nhiều sẽ cảm thấy lạ, không ngờ thằng nhóc vừa gặp đã khiến cho mấy ông bà già cười không dứt, thực đúng là chỉ có nó. Liên Hạ thì hơi kém hơn một chút, nhưng cũng không phải không ai yêu quý nó,
chẳng qua nó không biết ăn nói dễ thương như Hạ Đông thôi. Liên Nhược Hạm đương nhiên không thể ngồi cùng bàn với người nhà. Cô lén gọi vệ tân, sau đó liền ngồi ở một bàn khác cùng với vệ tân và Lý Thấm. Một buổi tụ họp, với nền nhạc rộn ràng, chính thức bắt đầu thời khắc vui vẻ. Ngoài người của năm nhà tề tụ, các thành viên trong tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng cũng nhân cơ hội này tụ tập ở một phòng tiếp khách khác. Mà những người trong quan trường như Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ, Bành Vân Phong, Bành Dũng thì lại không xuất hiện. Nói cho cùng thì thân phận không tương đồng, quan hệ của bọn họ và Hạ Tưởng cũng khá tốt, có thể thoải mái một chút, nhưng có Tào Vĩnh Quốc ở đó thì hoàn toàn không thể như vậy. Dù sao ông ấy cũng đường đường là chủ tịch của một tỉnh, không có sự đồng ý của Hạ Tưởng, không có Tào Vĩnh Quốc lên tiếng, không ai có thể chủ động xuất hiện, để tránh tạo ấn tượng không tốt. Tào Vĩnh Quốc là người đầu tiên nâng cốc chúc mừng, sau đó Hạ Thiên Thành cũng nói vài câu, đều là những lời chúc phúc, cuối cùng Hạ Tưởng cũng đứng lên. Hắn thấy thần sắc của cha mẹ vợ khá tốt, nhớ tới tiền đồ của cha vợ vẫn rộng mở, mà cha mẹ mình thì da rẻ hồng hào, vẫn khỏe mạnh như xưa. Hạ An càng ngày càng thêm chín chắn, vững vàng, Tào Thủ Quân cũng khiêm tốn hiểu chuyện. Cả mấy gia đình đều vui vẻ hòa đồng, cuộc sống đều đầy đủ và bình yên, còn có điều gì không hài lòng mà không thỏa mãn. Trong lòng Hạ Tưởng tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn, nâng chén với mọi người, cùng nhau chúc mừng giờ phút tươi đẹp. Nếu không có một chuyện bất ngờ nho nhỏ xen vào, bữa tiệc hôm nay sẽ kết thúc trong cảnh gia đình đại đoàn kết. Đương nhiên chuyện đó cũng không ảnh hưởng tới chủ đề chính của bữa tiệc hôm nay, càng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Hạ Tưởng. Nhưng không thể không nói trong khoảnh khắc khi Thi Phương Dân ngẩng đầu ưỡn ngực xông vào, vẫn khiến Hạ Tưởng có phần không vui. Bởi vì Thi Phương Dân rất không biết chừng mực, dáng vẻ ngẩng cao đầu sải bước không hề giống như đến để chúc mừng, mà có vẻ giống như đến để gây rối hơn. Hơn nữa Thi Phương Dân mặc quân trang, đeo quân hàm thiếu tướng vô cùng chói mắt, bên người lại có vài cảnh vệ, không ai dám ngăn y. Y cũng không thèm gõ cửa, đẩy cửa bước thẳng vào. Y cũng không để ý tới Tào Vĩnh Quốc đường đường là chủ tịch tỉnh, là một trong số ít cán bộ cấp tỉnh nắm giữ thực quyền trong nước đang ngồi ở chính giữa, mà trực tiếp gọi nhân viên phục vụ bảo mang một chén rượu lên, chỉ kính một mình Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ, tôi mạo muội đến đây, tôi cũng chỉ nói ba câu. Thi Phương Dân dáng người vạm vỡ, khuôn mặt phóng khoáng, lông mày rậm, khi nói chuyện vô cùng tự tin, cất tiếng nói sang sảng. Thứ nhất, tôi kính anh một chén. Bởi vì tôi khâm phục những gì anh đã làm, là một người bạn đáng để kết giao. Thứ hai, tôi kính trọng con người anh, đồng thời là được thủ trưởng phó thác, có ý gửi tặng một phần lễ mọn. Thứ ba, tôi có chuyện phải trực tiếp tỏ rõ thái độ, trong chuyện trước mắt, tôi và Hạ Tưởng có cùng lập trường. Không thể không nói Thi Phương Dân có chỗ thất lễ, dù sao ngồi ở vị trí quan trọng nhất chính là chủ tịch tỉnh, mà y chỉ là chính ủy quân khu tỉnh Yến, cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến. Thấp hơn một bậc so với Tào Vĩnh Quốc. Y đáng lý ra nên thăm hỏi Tào Vĩnh Quốc trước, nhưng đồng thời phải thừa nhận, tuy rằng y trông có vẻ thô lỗ, nhưng tính cách ngay thẳng của y rất được Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc khen ngợi. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Cảm tạ. Thi Phương Dân càng vui vẻ, sau khi uống một hơi cạn sạch nói. Không có gì. Sau đó quay lưng bước đi, không nói thêm câu nào. Sự xuất hiện và lễ vật bất ngờ của Thi Phương Dân đẩy bữa tiệc lên cao trào, đồng thời cũng gióng tiếng chuông dứt điểm, xác định rõ quan điểm cơ bản là bước tiếp theo Hạ Tưởng sẽ chủ động tiến công. Buổi tiệc kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc trong không khí vui vẻ tưng bừng. Một buổi hội tụ lớn hiếm có, cơ bản tất cả đều thuận lợi, ngoài món quà mà lão cổ gửi đến, cả quá trình thuận lợi và hoàn hảo, không hề có một chút bại lộ nào. Cũng khiến Hạ Tưởng phải cảm ơn sự ủng hộ của người thân và bè bạn. Thật ra món quà của lão cổ cũng rất tốt, nhưng lại mang ý đùa ác ý, khiến Hạ Tưởng không khỏi cười bất đắc dĩ. Là một viên ngọc trạm, nếu là một món quà mang ý nghĩa như ý Cát Tường, đoàn tụ sum vầy hay hoa khai phú quý cũng tốt, nhưng viên ngọc trạm mà lão cổ mang đến lại có ngụ ý là bọ ngựa đòi bắt ve, chim vàng anh ở phía sau, tuy không phải cùng một món quà như lúc hắn kết hôn, nhưng lại không kém nhau là mấy. Cũng không biết lão cổ ám chỉ cái gì, là chỉ Phạm Duệ Hằng khi bước vào đây là bọ ngực bắt ve, hay ám chỉ hắn sau lưng dùng thủ đoạn phản pháo với Phạm Duệ Hằng là chim vàng anh. Hoặc ám chỉ Phạm Duệ Hằng là bọ ngựa, Bắc Kinh có nhân tài là chim vàng anh. Bất luận có ngụ ý gì, dù sao lão cổ cũng có nhiều lúc đứng phía sau để lấy người khác ra làm trò đùa,
người già rồi, thích vui thì cứ vui một chút thôi, tùy lão. Bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng quay về phòng, người nào nói chuyện người ấy, vẫn rất hòa thuận vui vẻ. Cũng may, Liên Nhược Hạm không ra mặt quấy rối, cũng khiến Hạ Tưởng thở phào nhẹ nhõm. Không sợ cha mẹ có ánh mắt sâu sắc, chỉ sợ ánh mắt cha vợ mẹ vợ quá phức tạp. Liên Nhược Hạm là một phụ nữ thông minh, bình thường cũng có cố ý khiến hắn khó chịu, gây ra phiền phức, nhưng vào thời điểm quan trọng, từ trước đến nay chưa hề làm khó hắn. Ngay cả Vệ Tân bất ngờ xuất hiện, cũng không thấy lộ mặt, chỉ nói chuyện với Liên Nhược Hạm, chỉ cười nói với Lý Thấm, mà không hề xuất hiện ở nơi cô không nên xuất hiện. Đều là những người phụ nữ thông minh sắc sảo, Hạ Tưởng rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nghĩ lại tất cả những sự thuận lợi ngày hôm nay, rồi mỉm cười hài lòng. Càng làm cho hắn hài lòng hơn nữa là, ngoài những người phía thi công, tỉnh ủy và thành ủy cũng không có người nào đến quấy rầy, cũng khiến hắn an tâm. Bớt một việc đón và tiễn người trong chốn quan trường, ở cùng với người nhà, cũng cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng một chút. Lý Thấm tổng cộng đã sắp xếp 5 phòng, 5 nhà mỗi nhà một phòng, bây giờ cha vợ có lẽ đang ở trong phòng nói chuyện với cha, cô bé Lê không biết đi đâu, có lẽ đang ở cùng với Liên Nhược Hạm và Hứa Ninh, còn bây giờ ngồi trước mặt hắn. Là Hạ An và Tào Thủ Quân. Tào Thủ Quân tạm thời không cần quan tâm, cứ tiếp tục ở cục làm việc tích lũy kinh nghiệm là được rồi. Còn Hạ An nếu bây giờ thăng lên cấp phó giám đốc sở thì hơi liều lĩnh, Hạ Tưởng muốn để y rèn luyện ở cấp cục thêm 3 năm nữa, sau đó đảm nhiệm một kỳ bí thư huyện ủy hay bí thư quận ủy. Việc này ngày hôm qua Chu Duệ Nhạc cũng có báo cáo với hắn, Chu Duệ Nhạc cũng có suy nghĩ như vậy, nên cả hai người đã nhất trí với nhau. Nếu ở cấp cục thời gian quá ngắn, rất dễ rơi vào trường hợp gốc rễ không vững, kinh nghiệm của Hạ An quá ít, nếu cứ nóng lòng thăng chức ngược lại sẽ có kết quả xấu. Hạ Tưởng cũng không cần vòng vo mà nói thẳng với Hạ An về suy nghĩ của hắn. Hạ An thành khẩn gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy, trong khi đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy, sẽ có thể làm được nhiều việc thực tế hơn cho dân chúng. Thấy Hạ An có thể hiểu được, Hạ Tưởng cảm thấy rất vui. Không nên quá nóng lòng ngồi lên những vị trí quá cao. Trước tiên nên bồi dưỡng trách nhiệm của mình trước. Tất cả những cán bộ chỉ có mục đích đơn thuần là thăng quan tiến chức, đều không phải là những cán bộ tốt. Tào Thù Quân thậm chí không đợi Hạ Tưởng nhắc đến chuyện của y, đã lười biếng nói. Tôi chờ đến lúc được đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc sở là được rồi. Giám đốc sở thì không hy vọng, nhân vật đứng đầu quá nhiều việc, trách nhiệm cũng lớn, chỉ mệt người. Có những người cứ luôn nỗ lực làm quan lớn, thì cũng có những người vì không muốn gánh những trách nhiệm lớn mà không muốn làm quan lớn. Hạ Tưởng cũng rất tôn trọng lựa chọn của Tào Thủ Quân, mỗi người có một lựa chọn riêng, không thể miễn cưỡng. Huống hồ hắn thấy, con đường sống của Tào Thủ Quân cũng nên do y lựa chọn. Nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa, Tào Thủ Quân và Hạ An tiếp tục nói chuyện, Hạ Tưởng đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố Yến, ánh mặt trời mùa thu ấm áp, toàn bộ thành phố được bao bọc bởi ánh mặt trời. Khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nếu như, không có việc Phạm Duệ Hằng trước khi đi còn cố ý gây loạn, kỳ nghỉ quốc khánh năm nay, chính là một lần nghỉ ngơi thoải mái nhất của Hạ Tưởng. Từ đầu đến cuối, Phạm Duệ Hằng vừa không chủ động gọi điện thoại cho Diệp Thạch Sinh, cũng không gọi cho hắn, thậm chí cũng không chào hỏi cha vợ, chứng tỏ bí thư Phạm đã quyết tâm đi đến cùng. Nếu đã như vậy, Hạ Tưởng cũng không cần thiết có liên lạc gì với Phạm Duệ Hằng nữa, bao gồm chuyển lời hay kêu gọi, đều không có. Đã không còn cần thiết nữa. Biết Phạm Duệ Hằng gây hấn rồi, bí thư Phạm từ trước đến nay luôn là người dao động, là một người thấy có lợi thì lập tức tranh thủ. Đáng tiếc là, y không có âm mưu thủ đoạn như Phó Tiên Phong, cũng không có trí tuệ chính trị của Diệp Thiên Nam, bởi vậy cuối cùng cũng rơi vào kết cục phải thối lui. Chỉ vì muốn nắm lấy cọng rơm cuối cùng, lại không hề quan tâm tới thế cục tỉnh Yến sau này, cũng không quan tâm sau này Trương Quốc Vĩ và Lục Minh làm sao có thể sống yên được ở tỉnh Yến. Chỉ muốn vì bản thân, lấy tiền đồ của nhiều người chỉ để đổi lấy tiền đồ của một mình Phạm Tranh, quá tham lam, mà cũng quá khó coi. Lấy quyền lực để mưu ích cho bản thân cũng không sao, chỉ cần không quá đà là được, nhưng Phạm Duệ Hằng lại quá đáng quá. Hạ Tưởng chắp hai tay, hai mắt mơ màng, nhưng trong ánh mắt lại là sự kiên định chưa hề có từ trước đến nay, hắn phải khiến Phạm Duệ Hằng ngã một cú thật đau, khiến y phải chịu một thiệt thòi lớn cả đời cũng không thể quên được. Điện thoại rung lên, là Lục Minh gọi đến. Lục Minh bất ngờ về phe hắn, tuy cũng cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc, nhưng cũng hợp lý,
Hạ Tưởng hoàn toàn tin tưởng vào thành ý của Lục Minh. Lúc ở Tần Đường, hắn và Lục Minh tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng cảm thấy Lục Minh là một người điềm đạm, không dễ dàng đưa ra lựa chọn, một khi đã lựa chọn rồi, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý. Lục Minh chủ động đề nghị phải âm thầm làm một việc gì đó, Hạ Tưởng không phản đối cũng không mở miệng ủng hộ, thật ra cũng đang ngầm đồng ý, đối phó Phạm Duệ Hằng, bất luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần Phạm Duệ Hằng không thực hiện được âm mưu là được. Dù sao Phạm Duệ Hằng cũng là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một, nếu như muốn cưỡng ép thi hành lệnh bổ nhiệm, nếu Cao Tấn Chu và Hồ Tăng Chu hơi buông lỏng, thì sẽ thua toàn bàn. Cuộc điện thoại của Lục Minh rất ngắn gọn. Chủ nhiệm Hạ, tất cả đều thuận lợi. Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, nói một câu khiến Lục Minh an tâm. Bí thư Diệp ở trên du thuyền trên sông Hạ Mã, cùng với bí thư Mã, chủ tịch tỉnh lãnh, trưởng ban lý, trò chuyện vui vẻ, hoan hỉ chúc mừng. Một viên thuốc an thần rất lớn rất thực tế, giọng nói của Lục Minh lộ rõ sự vui mừng. Xin chủ nhiệm Hạ cứ yên tâm, tôi sẽ làm tốt việc của mình, hy vọng có cơ hội được ngồi cùng bí thư Chu, thị trưởng Trần. Lục Minh thể hiện mong muốn bức thiết có thể ngồi vào hệ thống hạt nhân, Hạ Tưởng đương nhiên sẽ hé cánh cổng một chút. Có cơ hội, chắc chắn có cơ hội. Buông điện thoại, Hạ Tưởng thầm cười, nói ra cũng phải cảm ơn bí thư Phạm, nếu không phải vì bí thư Phạm đầu cơ, hắn làm sao có thể bất ngờ nhận được sự dựa dẫm của Lục Minh. Lục Minh là một người có thể dùng, hắn bây giờ cũng đang cần thêm trợ lực, những người đoàn kết ở bên cạnh hắn không nhiều, mà còn quá ít nữa. Lực lượng lớn mạnh, chính là điều cơ bản nhất của việc vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Tuy nhiên, kế hoạch của Phạm Duệ Hằng cũng khiến Hạ Tưởng ý thức được những suy nghĩ trước đây có chút không ổn, cách đem tất cả trứng để vào một cái rổ quá nguy hiểm, rất dễ bị người ta lấy hết cùng một lúc. Bước tiếp theo, đã đến lúc phân tán những người thân tín và những người đứng về phe hắn ra khắp nước rồi. Ngày mai khi gặp mặt Ngô Tài Dương, Phó Tiên Phong, Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong, sẽ đề cập đến đại kế lâu dài. Nhưng trước đó, tối hôm nay, chắc đã có thể quyết định được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến với Phạm Duệ Hằng rồi, đồng thời không thể không nói, trong lòng hắn, hình tượng của Diệp Thạch Sinh cũng đã thay đổi rất nhiều. Bình tĩnh mà xét, Hạ Tưởng vốn dĩ cũng nhận định Diệp Thạch Sinh là một bí thư nhu nhược, lúc đảm nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh, bị Cao Thành Tùng ép gần chết, mặc dù sau khi tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, cũng không thể hiện ra mặt mạnh mẽ, cương quyết. Đương nhiên có liên quan đến cá tính của y. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng có thể Diệp Thạch Sinh giả vờ nhu nhược. Quan hệ mật thiết giữa Diệp Thạch Sinh và Tổng Bí Thư, những người ngoài biết không nhiều, nhưng những cán bộ cấp cao biết chắc chắn không ít. Vì vậy lúc Diệp Thạch Sinh đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, khiêm tốn mà thực tế, nấp dưới ánh hào quang của Cao Thành Tùng, nói không chừng cũng có liên quan đến việc lúc đó Tổng Bí Thư chưa đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí Thư. Còn sau đó khi Tổng Bí Thư nhậm chức, Cao Thành Tùng dần dần thất thế. Đồng thời sau đó còn liên tục bị giáng ba cấp, âm thầm rút lui, rơi vào cảnh thê lương, ai dám nói sau lưng không có bàn tay Diệp Thạch Sinh. Còn sau khi Diệp Thạch Sinh cố ý để hắn tung tin đồn, Hạ Tưởng cũng từng lo lắng sức ảnh hưởng của Diệp Thạch Sinh ở tỉnh Yến đã suy giảm đến mức không có người ủng hộ, không ngờ, có đến hai vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy và rất nhiều lãnh đạo cấp sở, cấp cục đến thăm hỏi y, khiến hắn thật sự kinh ngạc. Mới biết trước kia hắn đã thực sự xem nhẹ thủ đoạn chính trị của Diệp Thạch Sinh, không ngờ y cũng đã bồi dưỡng được một thế lực không tệ ở tỉnh Yến. Mấy vị lãnh đạo cấp sở, cục thì không cần nói ra, mà cũng không đủ để khiến Hạ Tưởng kinh ngạc, Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong xuất hiện, khiến Hạ Tưởng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không chỉ bởi vì hắn không hiểu lắm về lai lịch của Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong, mà còn vì Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong là hai ủy viên thường vụ tỉnh Yến mà hắn khó nói chuyện nhất. Kể từ đó, với thực lực bản thân hắn, lại thêm sức ảnh hưởng của Diệp Thạch Sinh, việc lớn có thể thành. Nhưng ở một mặt khác Diệp Thạch Sinh cũng đã dạy cho Hạ Tưởng một bài học sống động, khiến hắn hiểu được một đạo lý, chỉ khi trải qua rồi mới có thể thực sự lĩnh hội được, đừng xem nhẹ bất kỳ một quan lớn ở vị trí cấp tỉnh bộ nào, cho dù người đó mạnh mẽ cũng được, nhu nhược cũng thế, luôn tiềm ẩn một mặt khó đối địch mà người khác chưa biết. Lễ Quốc Khánh năm nay là một kỳ nghỉ Phạm Duệ Hằng cảm thấy bực bội nhất, vốn dĩ y còn sắp xếp một loạt chuyến thị sát và thăm viếng, nhưng bởi vì Hạ Tưởng đánh một đòn trả quá bất ngờ, khiến y vô cùng căm tức, liền hủy bỏ toàn bộ. Dù sao cũng sắp rời khỏi tỉnh Yến rồi, ít làm bộ một chút cũng không sao. Nói thật, vốn dĩ y muốn trước khi chuyển đi sẽ bất ngờ điều chỉnh nhân sự một chút, y nghĩ đề bạt người thân tín của mình vẫn còn đó,
điều quan trọng nhất là đánh bật thế lực của Hạ Tưởng, không ngờ, Đàm Quốc Thụy lại bán đứng y. Thật là tiểu nhân. Một ngày hôm nay, tin tức xấu không ngừng truyền đến, nếu nói thì phương dân xuất hiện ở tòa nhà Tề thị còn chưa đủ khiến cho Phạm Duệ Hằng khiếp sợ, thì khi Trương Quốc Vĩ nói với y về việc Lục Minh đã xoay về phía Hạ Tưởng, thật sự khiến y giận tím mặt. Nhưng Phạm Duệ Hằng không biết rằng, còn có những tin tức tệ hơn đang chờ y. Buổi tối, Hạ Tưởng dưới sự dẫn đường của Diệp Thạch Sinh, đã gặp mặt Lãnh Nhạc Thương, Lý Phong. Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong cũng không có ấn tượng tốt lắm về Hạ Tưởng. Lãnh Nhạc Thương là do năm đó Hạ Tưởng tự nhiên trên trời rơi xuống, cưỡng ép mà vào hội nghị thường vụ tỉnh ủy, y có hảo cảm với Hạ Tưởng mới lạ. Lý Phong là vì những thủ đoạn dứt khoát của Hạ Tưởng ở Tần Đường mà có thành kiến với Hạ Tưởng. Y có tính cách bảo thủ, từ trước đến nay thích điềm đạm ẩn dật, chứ không phải thích nhanh gọn dứt khoát, cứ luôn cho rằng những gì Hạ Tưởng làm ở Tần Đường đã quá ồn ào, là cố ý tạo thành tích cho bản thân. Mặc dù sau đó Lý Phong cũng hiểu một chút nội tình, biết rằng Hạ Tưởng là bất đắc dĩ mới ra tay đối phó, nhưng ác cảm của y đối với Hạ Tưởng cũng không thay đổi được bao nhiêu. Nhưng cho dù Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong không có thiện cảm với Hạ Tưởng như thế nào, cũng đều phải thừa nhận sự ưu tú và tiền đồ vô hạn của Hạ Tưởng, cũng khâm phục Hạ Tưởng vì hắn là một người đáng để kính nể. Những gì Hạ Tưởng làm ở tỉnh Tương, trừng trị quan tham, phát động hai luồng gió chống tham nhũng, đều khiến Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong có cách nhìn khác với Hạ Tưởng. Lại thêm sự bảo vệ của Diệp Thạch Sinh đối với Hạ Tưởng, là một sự kiên định mà Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong chưa từng thấy. Một vị lãnh đạo già mà họ từng quen biết, luôn nói chuyện ôn hòa và uyển chuyển, nhưng trong sự đối kháng của Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng, vị lãnh đạo đó lại có thái độ kiên định ủng hộ Hạ Tưởng. Vừa khiến cho người ta kinh sợ, lại càng không ngừng suy đoán thử xem Hạ Tưởng rốt cuộc đã làm gì mà lại khiến vị lãnh đạo này đối tốt với hắn như vậy. Đừng nói Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong không biết lý do, Mã Kiệt cũng không hiểu vì sao, hoàn toàn không hiểu được sự bảo vệ của Diệp Thạch Sinh đối với Hạ Tưởng, hoàn toàn vượt qua sự quan tâm của một cấp trên đối với cấp dưới. Hơn nữa trong ấn tượng khi Bí Thư Diệp còn ở trong nhiệm kỳ, dường như quan hệ với Hạ Tưởng cũng không thân thiết lắm, rốt cuộc Hạ Tưởng đã làm thế nào để đả động đến Bí Thư Diệp. Không hiểu thì vẫn không hiểu, với một lãnh đạo lớn cấp phó tỉnh, chỉ biết phải thực thi chỉ thị tinh thần của lãnh đạo, mà sẽ không hỏi thêm gì nhiều. Bởi vì lãnh đạo có ơn dẫn dắt đối với bọn họ, ân tình mà họ thiếu của lãnh đạo thì phải trả. Không chỉ như vậy, ơn của lãnh đạo đối với họ cao như núi, chưa bao giờ yêu cầu ở họ cái gì, vì vậy, một khi lãnh đạo mở miệng, chắc chắn sẽ là việc rất quan trọng. Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong khách sáo mà bắt tay vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh trẻ tuổi và khiêm tốn trước mặt. Theo xếp hạng, trong đảng, Hạ Tưởng có địa vị cao hơn so với Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong nhiều. Diệp Thạch Sinh ở cao ốc Hỏa Thụ gần sông Hạ Mã, có thể nghe được tiếng sóng trên sông Hạ Mã, có thể nhìn xuống và ngắm được toàn cảnh quận Hạ Mã. Diệp Thạch Sinh cảm thấy rất được an ủi khi nhìn thấy công viên với những hàng cây xanh tươi và thiết kế tỉ mỉ, lại càng có nhiều trông đợi đối với việc sau này dưỡng lão ở gần sông Hạ Mã. Nhưng trước đó, y còn phải có kế hoạch vì Hạ Tưởng, cuối cùng cũng phải đốt thêm một que củi. Trong phòng của Diệp Thạch Sinh, có ba vị ủy viên thường vụ tỉnh Yến đang ngồi, Bí thư Đảng ủy Công an Mã Kiệt, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lãnh Nhạc Thương, Trưởng ban tuyên giáo Lý Phong. Nếu cả ba người này có cùng quan điểm trong hội nghị thường vụ, cũng tạo nên một lực lượng không phải nhỏ. Đương nhiên mặc dù cả ba người đều có cùng một vị lãnh đạo, nhưng bình thường trong những việc lớn họ cũng có những ý kiến bất đồng, nên vẫn chưa hình thành được một thế lực mạnh. Cũng là sự cao minh của Diệp Thạch Sinh, chính vì như vậy, mới không có ai ngờ được rằng ở tỉnh Yến Diệp Thạch Sinh lại có được một thế lực kinh người gồm ba vị ủy viên thường vụ. Một khi cả ba người có cùng một quan điểm trong một sự việc gì đó, nhất định sẽ gây ra một lực ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì có sự giới thiệu của Diệp Thạch Sinh, Hạ Tưởng biết rõ Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong là đang nể ân tình với Diệp Thạch Sinh. Vì vậy ngay cả những lời quá nhiệt tình hắn cũng không cần phải nói nhiều, chỉ khách sáo bắt tay hàn huyên vài câu, nếu nhiệt tình quá mức lại có vẻ như Diệp Thạch Sinh có ý đồ lôi kéo hai người họ, cũng quá thất lễ thất sách. Sau đó lại nói mấy câu chuyện nhẹ nhàng với Diệp Thạch Sinh, ví dụ điều kiện sinh sống và văn hóa ở quận Hạ Mã, ví dụ như có vừa lòng với biệt thự này hay không, v.v. Diệp Thạch Sinh cũng không nói bất cứ đề tài nào có liên quan đến Phạm Duệ Hằng, mà chỉ nói mấy câu khen ngợi về việc xây dựng quận Hạ Mã, và hy vọng sang năm quận Hạ Mã sẽ càng thêm đẹp và phát triển hơn. Tóm lại không có gì liên quan đến quan trường,
không khí rất thoải mái, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại ngồi ôn chuyện với nhau vậy. Mã Kiệt, Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong cũng ở bên cạnh nói phụ họa thêm vài câu, không khí của buổi nói chuyện rất thoải mái. Sau khi nói chuyện một tiếng đồng hồ, Hạ Tưởng đề xuất việc cáo từ, Diệp Thạch Sinh tiễn ra tận cửa, Hạ Tưởng khiêm tốn nói. Thật có lỗi với bí thư Diệp, ngày mai không thể rảnh rỗi được, không thể cùng đi với anh được. Nếu anh không chê, tôi sắp xếp Giang Thiên, Chu Duệ Nhạc và Thiên Vũ đi cùng anh. Diệp Thạch Sinh khoát tay. Không cần làm phiền bọn họ, nghỉ Tết họ cũng phải ở cùng người nhà mà không phải sao. Nhưng tôi cũng không biết có chuyện gì lại khiến cậu hứng thú như vậy, Hạ Tưởng, cậu phải có lý do mới được. Diệp Thạch Sinh tươi cười và có vẻ nghi ngờ hàm xúc, còn có vẻ cười giảo hoạt, Hạ Tưởng hình như hiểu ra được điều gì, thành khẩn nói. Ngày mai trưởng ban Ngô của ban tổ chức cán bộ trung ương đến thành phố Yến, tôi phải ra mặt tiếp khách. Hạ Tưởng đi được một lúc lâu rồi, sự kinh ngạc vẫn còn quanh quẩn trong lòng Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong, không thể tin được một cán bộ cấp phó tỉnh như Hạ Tưởng lại có mối giao tình thâm sâu như vậy với Ngô Tài Dương. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và nhà họ Ngô, nói là bí mật, quả thật cũng có rất nhiều người không biết, ví dụ như những cán bộ cấp phó tỉnh như Mã Kiệt, và cả những cán bộ lớn cấp tỉnh. Nói không phải bí mật, số cán bộ cao cấp ở trong Bắc Kinh biết tin này, cũng không phải ít. Nhưng nói chung, vẫn là người biết ít, vì vậy, không chỉ Mã Kiệt khiếp sợ, mà cả Lãnh Nhạc Thương cũng không dám tin. Còn sợ ngạc nhiên của Lý Phong, cũng có thể hiểu được. Bởi vì ai cũng biết Đường Đường là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương đến thành phố Yến là khách quý như thế nào, không đi gặp Phạm Duệ Hằng, mà Hạ Tưởng lại đi tiếp, là có dụng ý gì. Đối với sự khiếp sợ, Diệp Thạch Sinh chỉ cười thầm. Y tin chắc sau khi y đã ngầm ám chỉ mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương khá thân thiết, ba người Mã Kiệt, Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong, chỉ cần có một chút đầu óc chính trị liền biết trong sự việc tiếp theo, nên bỏ ra bao nhiêu phần sức lực, nên ra tay như thế nào. Hạ Tưởng trên đường về nhà còn không ngừng lắc đầu cười, trong lòng nghĩ bí thư Diệp cũng thật giỏi, cố ý để hắn nói trước mặt việc gặp mặt với Ngô Tài Dương, không nghi ngờ gì nữa là một cách tăng sức mạnh. Tăng thêm sự quyết tâm cho ba người Mã Kiệt, Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong. Cho dù như thế nào, vẫn phải cảm ơn bí thư Diệp đã vất vả quan tâm. Hạ Tưởng lái xe chạy trên con đường tỉnh Yến quen thuộc, tuy rằng trời thu mát mẻ, nhưng vẫn mở cửa xe, để gió thu thổi vào trong xe, cảm thấy ý thu nồng đậm. Nước dưới sông Hà Mã ào ào, giống như một bản hòa âm làm dao động lòng người. Có lẽ bây giờ đã đến đoạn nhạc cao nhất, Hạ Tưởng nhấn chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước, hắn tận hưởng cảm giác mát mẻ thoải mái do tốc độ nhanh mang lại, trong lòng thầm nghĩ, đối với bí thư Phạm Duệ Hằng mà nói, hôm nay, hẳn là một đêm không ngủ. Hạ Tưởng đoán đúng rồi, Phạm Duệ Hằng thật sự không có tâm trạng để ngủ, thật ra cũng không phải không có tâm trạng, mà là bực bội bất an, khó có thể ngủ được. Ngay khi Lục Minh xoay người bán đi kế hoạch của y, y lập tức gọi điện thoại, muốn giáo huấn Lục Minh một trận, không ngờ Lục Minh cũng biết thức thời, không nghe điện thoại của y, hơn nữa khi y gọi thêm một lần nữa, đã trực tiếp tắt máy. Khiến cho Phạm Duệ Hằng tức giận vô cùng, bảo Trương Quốc Vĩ trực tiếp đến phòng tìm Lục Minh, kết quả Lục Minh đã trả phòng, người cũng không biết tung tích ở đâu. Được lắm, đến mức mất tích, thật sự nghĩ y không có cách nào với gã nữa. Phạm Duệ Hằng tức giận, lúc đó đi đến tỉnh ủy, mở một cuộc hội nghị họp bàn công việc bí thư trong phạm vi nhỏ. Bởi vì đang kỳ nghỉ, phần lớn ủy viên thường vụ không có mặt ở thành phố Yến, những người đến họp cũng chỉ có Hồ Tăng Chu, Vương Bằng Phi và Tiếu Viễn Tâm. Phạm Duệ Hằng quyết định thiên hạ thủ vi cường, đã nêu rõ phương án của y trong vấn đề điều chỉnh nhân sự. Bởi vì sự phản bội của Lục Minh, sau khi y đã thảo luận với Vương Bằng Phi, đã tiến hành những điều chỉnh thích hợp, điều Lục Minh đến thành phố chương trình tiếp tục đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng ủy viên thường vụ, còn đề cử một thân tín của Vương Bằng Phi làm thị trưởng Tân Đường. Tiếu Viễn Tâm cũng giữ thái độ ủng hộ nhất định đối với phương án điều chỉnh nhân sự. Vương Bằng Phi bởi vì trước đó đã đạt được tiếng nói chung với Phạm Duệ Hằng, trong lần điều chỉnh nhân sự này, có thể kiếm được lợi ích, đương nhiên là có thái độ tán thành hoàn toàn. Hồ Tăng Chu kiên trì phản đối, cho rằng sự việc quá bất ngờ, y trước đó chưa từng xem xét kỹ về lý lịch của những người liên quan. Đồng thời cho rằng điều chỉnh lần này không phù hợp trình tự, kiến nghị chờ kỳ nghỉ Tết xong đi làm lại bình thường, đợi có mặt phó chỉ tịch tỉnh cao, rồi xem xét cụ thể sau. Phạm Duệ Hằng lại cưỡng ép bắt buộc,
không quan tâm đến sự phản đối của Hồ Tăng Chu, nói rằng y sẽ đích thân giải thích với Cao Tấn Chu. Trong hội nghị Hồ Tăng Chu chỉ đơn độc một mình, cuối cùng đành phải chịu sự cưỡng ép của Phạm Duệ Hằng mà thông qua. Nhưng y cũng biết, còn có một cửa quan trọng hơn phải bước qua, chính là hội nghị thường vụ. Hồ Tăng Chu hy vọng hội nghị thường vụ sẽ phủ quyết phương án của Phạm Duệ Hằng, bởi vì y trước đó đã nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, biết ý đồ của Phạm Duệ Hằng. Thân là người bạn người thầy lâu năm của Hạ Tưởng, tuy Hồ Tăng Chu từ lúc đảm nhiệm vị trí phó bí thư tỉnh ủy đến nay cũng không có nhiều lần tiếp xúc với Phạm Duệ Hằng, nhưng vì ích lợi của Hạ Tưởng, y lần đầu tiên hoàn toàn đứng trên lập trường đối nghịch với Phạm Duệ Hằng. Hồ Tăng Chu sắp nhậm chức chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, ở thành phố Yến nhiều năm, tuy rằng bước đi của y chậm nhưng lại chắc. Y cũng biết rõ, đằng sau mỗi bước đi của y, đều có những sự giúp đỡ hoặc nhiều hoặc ít, hoặc âm thầm hoặc rõ ràng của Hạ Tưởng. Còn y từ đầu đến giờ đối với người thanh niên luôn thản nhiên này, chỉ giúp được rất ít, lúc này đây, y phải dùng hết sức mình. Ngược lại với kỳ vọng hội nghị thường vụ sẽ phủ quyết phương án của Phạm Duệ Hằng của Hồ Tăng Chu chính là, Phạm Duệ Hằng lại chắc chắn phương án của y có thể được hội nghị thường vụ thông qua. Hơn nữa vì sự trở mặt của Lục Minh, y đã ra một quyết định rất lớn, không chờ đến ra Tết, ngày mai sẽ triệu tập hội nghị thường vụ trước, không đợi Hạ Tưởng chuẩn bị xong hết mới ra tay nữa. Bây giờ sẽ thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ lập tức quay về tỉnh ủy, không để Hạ Tưởng có cơ hội trở tay. Phạm Duệ Hằng lúc này còn chưa biết, không những Diệp Thạch Sinh và ba vị ủy viên thường vụ đi du lịch nửa ngày quanh sông Hạ Mã, mà Hạ Tưởng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Y lại càng không biết rằng, ngày mai sẽ có một vở kịch lớn nào đang đợi y làm diễn viên chính, còn không biết rằng, Lục Minh mất tích nhưng thật ra không hề mất tích. Tuy nhiên có đôi lúc, diễn viên chính thật không dễ làm. Nếu đã có dũng khí bước lên sân khấu, thì cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý để bất cứ lúc nào cũng phải bước xuống sân khấu. Nhưng thông thường người ta chỉ chuẩn bị sẵn tâm lý để chiến thắng, mà rất ít khi nghĩ đến việc thất bại rồi sẽ có một kết cục như thế nào. Buổi tối, Liên Nhược Hạm cũng ở tòa cao ốc Tề Thị, khiến Hạ Tưởng có chút kinh ngạc, sợ Liên Nhược Hạm nhiệt huyết bừng bừng đến đụng chạm vào điểm yếu của hắn. Cũng may, Liên Nhược Hạm rất nghe lời, chỉ ngồi cùng với Vệ Tân, Lý Thấm. Không hề tìm hắn gây phiền toái. Tuy nhiên có một điều, Liên Nhược Hạm có lẽ cũng thành tâm, còn đặc biệt kéo cả Tào Thù Lê đi, kết quả tối hôm nay Hạ Tưởng một mình phòng không. Cũng may hắn quả thực cũng đã mệt mỏi hết sức, nằm lên giường liền ngủ mất, không hề có một chút tư tưởng không an phận nào. Trời chưa sáng, Hạ Tưởng đã dậy rồi, thấy ánh mặt trời đã bắt đầu ló ra khỏi đám mây, bầu trời như một mảng ngọc bích, biết hôm nay là một ngày đẹp hiếm gặp, nhất thời tâm tình tốt hẳn lên. Hôm nay là một ngày quan trọng, chẳng những phải gặp mặt với Ngô Tài Dương, Phạm Duệ Hằng cũng quyết định sẽ lật bài, đã đến lúc tiến hành trận chiến quan trọng liên quan đến thân thích rồi. Liệu có thể ngăn cản được âm mưu của Phạm Duệ Hằng hay không, việc này không chỉ liên quan đến triển vọng và tổ chức chính trị sau này, cũng liên quan đến uy vọng của cá nhân hắn. Một lãnh đạo không thể giữ gìn tổ chức thành viên chính trị thì không phải là lãnh đạo tốt. Một lần không được, hai lần không được, sau ba lần. Nội bộ sẽ lục đục, từ đó dần dần mất khống chế. Huống hồ nói ra Hạ Tưởng cũng có một mặt bao che khuyết điểm, hắn không muốn có người dẫm lên cấp dưới của hắn để có được lợi ích chính trị, cho dù đối phương là bí thư tỉnh ủy đang nắm quyền lớn trong tay cũng không được. Không nói đến việc Phạm Duệ Hằng sắp rời chức vụ, cho dù Phạm Duệ Hằng bây giờ đang như mặt trời giữa trưa, thì Hạ Tưởng vì tổ chức cũng sẽ không tiếc quyết chiến với y một trận. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Những khó khăn mà Phạm Duệ Hằng trải qua không phải ít, cho đến hôm nay hiểu biết chính trị vẫn chưa tăng thêm được bao nhiêu. Muốn đầu cơ cũng có thể lý giải được, trong chính trị ở đâu cũng có thể thấy được những kẻ đầu cơ. Nhưng đầu cơ thì cần ánh mắt nhạy bén, thủ đoạn cao siêu và thực lực hùng hậu. Phạm Duệ Hằng không có tất cả những thứ đó, mà còn muốn đầu cơ để mưu cầu lợi ích chính trị, thật sự là tính toán sai lầm. Nếu y có được đầu óc chính trị của Diệp Thiên Nam hay bối cảnh gia tộc của Phó Tiên Phong, thì y có thể chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, trên đời này quả thật không có việc gì là hoàn mỹ cả. Điểm đáng thương của Phạm Duệ Hằng chính là y đã từng không ít lần muốn lọt vào tầm mắt của thế lực gia tộc, cũng đã từng muốn tiếp cận và dựa dẫm vào nhà họ Phó và nhà họ Khâu, nhưng cuối cùng lại thất bại hoàn toàn. Nhưng sau khi tất cả những cố gắng đó đều thất bại thì y lại đổi thành thế lực phản đối, muốn đánh một vố cuối cùng, muốn có được lợi ích chính trị tư bản cuối cùng trước khi rời khỏi vị trí. Không tiếc lợi ích của Hạ Tưởng, cũng không tiếc việc đem những người cùng phe với mình đẩy thêm một bước,
chính là được ăn cả ngã về không. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, hắn đã từng ôm ảo tưởng đối với Phạm Duệ Hằng, hy vọng sau khi Phạm Duệ Hằng rời chức, yên ổn qua tuổi già. Cũng hy vọng tình bạn với Phạm Duệ Hằng tiếp tục được duy trì, cho dù đó chỉ là tình bạn sơ giao. Hắn không muốn chỉ vì lợi ích trước mắt mà tất cả những gì nhiều năm nay hắn làm cho Phạm Duệ Hằng, đều toàn bộ tan thành mây khói. Cẩn thận nghĩ lại, hắn cũng không còn nợ nần gì cha con nhà họ Phạm nữa. Từ nay về sau, có lẽ sẽ thực sự chấm dứt hoàn toàn với hai cha con họ. Tình bạn bình thường của Hạ Tưởng và Phạm Tranh duy trì nhiều năm như vậy rồi, năm đó có phải vừa gặp đã thân hay không thì không cần nói, nhưng từ đó về sau, khi còn gặp lại nhau, Hạ Tưởng cũng hơi có chút thương cảm. Nghiêm Tiểu Thì vừa vặn gọi điện thoại đến. Anh và Phạm Tranh chấm dứt rồi. Nghiêm Tiểu Thì đang ở Thiên Trạch, Thảo Nguyên vào mùa thu chính là mùa đẹp nhất, cũng là mùa du lịch lớn nhất cuối cùng trên Thảo Nguyên, cô đang bận kinh doanh. Năm đó quen biết với Cao Kiến Viễn, biết Phạm Tranh, mới biết Nghiêm Tiểu Thì, sau 10 năm, Cao Kiến Viễn vẫn còn sống trong nhà giam, Phạm Tranh lại sắp đi con đường riêng, chỉ có Nghiêm Tiểu Thì vẫn như cũ. Hạ Tưởng vô tình cảm thán. Tiểu Thì, cảm ơn tất cả những gì cô đã làm cho tôi, đời người có được mấy người bạn, nhưng đều vì lợi ích mà bỏ quên tất cả. Lẽ nào tôi phải đi cầu xin Phạm Tranh hãy quý trọng tình bạn giữa tôi và y? Ngay thời điểm Phạm Duệ Hằng ra quyết định, giữa tôi và Phạm Tranh, đã đứng ở thế đối lập rồi. Giọng nói của Nghiêm Tiểu Thì thấp hẳn đi. Tôi hiểu, tôi biết anh không phải là người vì lợi ích mà bán rẻ bạn bè, Phạm Duệ Hằng và Phạm Tranh, không nói đến bọn họ nữa. Bất luận như thế nào, tôi đều đứng về phía anh. Giọng nói mềm mại của Nghiêm Tiểu Thì khiến Hạ Tưởng có được chút an ủi. Nghe xong điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì, lúc này trời đã sáng hẳn, ánh sáng mặt trời phía chân trời, mang theo ánh sáng và hy vọng của một ngày mới. Sau 8 giờ, điện thoại của Hạ Tưởng reo không ngừng khiến hắn nghe không kịp, tin tức cứ từng tin truyền đến. Đầu tiên là Khâu Tự Phong đã đến thành phố Yến, sau đó là Phó Tiên Phong, lại thêm Mai Thái Bình. Một lúc sau nữa, lại nghe Ngô Tài Dương đã đi đến đường cao tốc. Hội nghị lần thứ ba, cũng là một lần hội nghị có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất, đã mở màn như vậy. Địa điểm gặp mặt, vẫn ở tòa nhà Tề Thị. Khi Tề Á Nam nghe nói sẽ có một vị phó chủ tịch tỉnh, hai vị chủ tịch tỉnh, cộng thêm một vị ủy viên Bộ Chính trị Trung ương nghỉ lại ở tòa nhà Tề Thị, y kinh ngạc vô cùng. Quả là từ khi y quen được Hạ Tưởng cũng đã mở rộng kiến thức được nhiều rồi. Nhưng tòa nhà Tề Thị suy cho cùng cũng chỉ là một khách sạn hạng sang trong tỉnh Yến, nhìn ra khắp nước thì không thể xếp hạng là khách sạn cao cấp được. Tập đoàn Tề Thị cũng xem như có chút danh tiếng trong tỉnh Yến, nhưng vừa ra khỏi tỉnh Yến thì trở thành một tập đoàn nhỏ nhoi, nhưng lại có được nhiều nhân vật quan trọng như vậy ngủ lại, quả thật rất vinh hạnh. Tề Á Nam vui mừng đến mức gần như không khống chế được, cũng may, dưới sự nhắc nhở của Hạ Tưởng, lão cũng đã bình tĩnh lại được. Bởi Hạ Tưởng đã nói với lão, sự việc hôm nay phải giữ bí mật, không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Tề Á Nam lập tức ý thức được tính quan trọng của vấn đề, liền dặn dò cấp dưới, sắp xếp riêng một tầng để đón tiếp những nhân vật chính trị quan trọng đại giá quang lâm. Vì tránh việc lại thu hút sự chú ý của nhiều người, bất luận là ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh Yến Khâu Tự Phong, hay thân là chủ tịch tỉnh Tương, chủ tịch tỉnh Sở Phó Tiên Phong và Mai Thái Bình. Thậm chí đường đường là trưởng ban tổ chức cán bộ trung ương như Ngô Tài Dương, bốn người đều im lặng mà ra khỏi đường cao tốc, ngồi trong những chiếc xe ô tô bình thường, lặng lẽ tiến vào tòa nhà Tề Thị. Hội nghị được diễn ra ở trong phòng họp lớn, đợi khi Hạ Tưởng đón được tất cả mọi người, cũng đã vào lúc giữa trưa. Là người triệu tập hội nghị, Phó Tiên Phong lại không phải là người đến đầu tiên. Lại có ý nghĩa hơn nữa là, bốn người đều xuất phát từ Bắc Kinh, nhưng lại đều đi riêng. Không có hai người nào đi chung. Là người tổ chức hội nghị, Hạ Tưởng đã sắp xếp xong tất cả mọi việc, đợi cả năm người cùng ngồi đầy đủ trong phòng họp sáng sủa và yên tĩnh, thì cũng vừa đúng giờ. Trong mấy người này, cấp bậc của Ngô Tài Dương cao nhất, nhưng Hạ Tưởng lại là cầu nối giữa tất cả mọi người ngồi đây, nên Hạ Tưởng dành lời phát biểu trước. Hắn thấy Phó Tiên Phong cười nhạt, Mai Thái Bình cười yếu ớt, Khâu Tự Phong mỉm cười, còn Ngô Tài Dương, không cười. Vẻ mặt hắn liền rất vui vẻ, câu đầu tiên đã nói. Chưa rồi, có phải nên ăn cơm trước không? Một câu nói đã khiến tất cả mọi người cùng cười, vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Tài Dương cũng được thả lỏng hơn nhiều, liền nói. Ăn cơm trước đã. Dân lấy thực làm trọng, trời cao đất dày, ăn cơm là chuyện lớn.
không khí thoải mái hẳn. Trong lúc ăn cơm, Phó Tiên Phong mở đề, nói tới ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc gặp mặt hôm nay. Thật ra, hội nghị tập trung các lực lượng lần này, ý nghĩa ban đầu là nhằm vào sự kiện Diệp Thiên Nam, không ngờ Diệp Thiên Nam đề nghị rút lui, nên hội nghị lần này dường như không còn bức thiết nữa. Thật ra không phải vậy, ngoài việc Diệp Thiên Nam người rút lui nhưng tâm chưa yên, trong kỳ nghỉ quốc khánh một mình ở Bắc Kinh đã âm thầm hoạt động. Nghe tình báo của Phó Tiên Phong nói lại, Diệp Thiên Nam và Tôn Tập Dân thường xuyên qua lại. Bởi vì sự kiện Diệp Thiên Nam mà nảy sinh hàng loạt phản ứng dây chuyền, hơn nữa còn đang tiếp tục. Hệ bình dân và những thế lực phản đối đã liên kết lại với nhau rồi, tuy cùng bồi dưỡng một lực lượng kế thừa là Diệp Thiên Nam đã phải chịu thất bại, nhưng có tin tức truyền ra, đối với Chu Hồng Cơ mà thế lực phản đối vừa mới tìm ra, thế lực bình dân có lẽ cũng khoảng 2 năm nữa, cũng sẽ bắt tay bồi dưỡng, để y nhanh chóng trưởng thành, trở thành đối thủ ngang sức với Hạ Tường. Ngoài ra, giữa hai thế lực còn đạt được những sự đồng thuận nhất định, để cùng đối phó với xu thế càng ngày càng xích lại gần nhau của đoàn hệ và thế lực gia tộc. Vì vậy, tình thế càng thêm ác liệt, áp lực cũng từ đó mà tăng thêm, hội nghị lần này, chẳng những tất yếu, mà còn bắt buộc phải làm. Cũng là nguyên nhân khiến Ngô Tài Dương đường đường là trưởng ban tổ chức trung ương, cũng sẽ không dễ dàng vì việc riêng mà rời khỏi Bắc Kinh. Lại dưới sự đề nghị của Hạ Tưởng và Phó Tiên Phong, đích thân đến nơi hội nghị diễn ra để cùng gặp mặt. Bởi vì quốc khánh qua đi, sẽ còn có thêm một trận đánh ác liệt, Diệp Thiên Nam đã trở thành quá khứ, nhưng vẫn còn có rất nhiều vị trí còn cần tranh giành, hơn nữa nếu không nằm ngoài dự liệu, đến năm sau sẽ còn có những đợt điều chỉnh nhân sự dày đặc hơn. Đã đến lúc thế lực gia tộc nên đoàn kết lại rồi, hơn nữa có Hạ Tưởng tham gia buổi nói chuyện, có nghĩa là có thể đem tất cả những nội dung cần thiết, chuyển đến tai Tổng Bí Thư rồi. Còn có một điểm nữa, gặp mặt ở thành phố Yến sẽ an toàn hơn ở Bắc Kinh nhiều, nếu không bốn gia tộc lớn nếu có hành động bất thường sẽ khiến người khác để ý, và đề phòng. Đương nhiên, nếu nói những nguyên nhân ở trên chưa đủ để Ngô Tài Dương đích thân đến thành phố Yến, thì có lẽ từ sâu bên trong nội tâm Ngô Tài Dương, cũng có suy nghĩ muốn gặp mặt ba mẹ Hạ Tưởng một lần. Cho dù chỉ là nhìn qua, cũng rất hiếu kỳ muốn biết ba mẹ Hạ Tưởng rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại có thể nuôi dạy được một nhân tài như Hạ Tưởng. Sau khi ăn xong, lại trở về phòng họp để trao đổi. Sau khi nói chuyện sâu hơn về kế hoạch lớn tiếp theo, cơ bản đã đạt được sự thống nhất, bốn nhà tuy là lực lượng chủ yếu của thế lực gia tộc, đồng thời cùng ở Bắc Kinh, nhưng thật ra chưa từng có được dịp gặp mặt như hôm nay, bởi vì tất cả đều biết bước tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn và trở ngại hơn nữa. Nhiệm kỳ năm sau, thứ nhất là vững vàng trao đổi, thứ hai là bảo đảm cho Quan Viễn Khúc tiếp nhận chức vụ, thứ ba là liệu Quan Viễn Khúc có thể tiếp nhận chức vụ thuận lợi được không, bốn là trước khi bầu cử nhiệm kỳ mới, đoàn hệ và thế lực gia tộc liệu có thể có được bao nhiêu vị trí quan trọng trong tỉnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi hội nghị chấm dứt, Phó Tiên Phong còn có việc phải làm, Mai Thái Bình còn có bạn cần gặp, Ngô Tài Dương đề nghị Hạ Tưởng dẫn y đi dạo vài vòng. Chỉ có Khâu Tự Phong dường như không có việc gì, Hạ Tưởng liền cho y một đề tài khó. Tự Phong, buổi chiều tỉnh ủy triệu tập hội nghị thường vụ, cậu thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới nhậm chức, bí thư Phạm không thông báo cho cậu. Khâu Tự Phong sửng sốt, liền hiểu ra. Ha ha, bí thư Phạm dường như không hoan nghênh sự có mặt của tôi, nhưng tôi cũng có thể tự cam chịu, nói gì cũng phải cho y một sự bất ngờ thật lớn. Phó Tiên Phong và Mai Thái Bình đã từng giữ chức vụ ở thành phố Yến, khẳng định bọn họ sẽ muốn gặp lại bằng hữu, cho nên bọn họ sẽ phải vội vàng. Hạ Tưởng cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý tới việc Khâu Tự Phong sắp gây cho Phạm Duệ Hằng một niềm vui bất ngờ lớn lao. Khác với lệnh điều động Hồ Tăng Chu chưa được gửi xuống đó là, ngay trước ngày lễ bổ nhiệm của Khâu Tự Phong đã gửi xuống, chẳng qua không tiến hành theo đúng trình tự mà thôi. Nhưng lúc này, Khâu Tự Phong đã chính thức là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, cho dù anh ta còn cần theo trình tự vận động bầu cử mới có thể trở thành phó chủ tịch tỉnh xứng đáng với cái tên của nó, lại hoàn toàn có thể sử dụng quyền lực ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Phạm Duệ Hằng là giả bộ hồ đồ mà thôi, cố ý nhảy qua Khâu Tự Phong, chính là vì giảm bớt một tiếng nói phản đối ở hội nghị thường vụ. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, Khâu Tự Phong vô cùng đúng lúc tới thành phố Yến. Anh ta chẳng những mở xong hội nghị năm phương, còn bình tĩnh không mời mà tới tỉnh ủy, muốn tham gia hội nghị thường vụ lần đầu tiên sau khi anh ta đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Không đề cập việc Khâu Tự Phong mang ý định phải đưa niềm vui bất ngờ tới cho Phạm Duệ Hằng,
quyết tâm tới tỉnh ủy, tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Trước tiên là nói về Hạ Tưởng theo Ngô Tài Dương xuống lầu, chuẩn bị đi tới quận Hạ Mã chơi một chuyến. Cũng thật khéo, mới xuống tới phòng lớn, liền gặp Hạ Thiên Thành và Trương Lan. Ba mẹ Hạ Tưởng và Hạ An vừa đi dạo phố một vòng, mua được vài thứ đúng lúc vừa trở về. Hạ Thiên Thành trông còn rất khỏe, vừa thấy Hạ Tưởng liền nói vừa may gặp lúc giảm giá, nên đã mua vài bộ quần áo, so với Đan Thành còn rẻ hơn, sau đó cũng rất hiền hòa quay về phía Ngô Tài Dương bắt chuyện. Ông ta nghĩ Ngô Tài Dương chỉ là một trong phần đông đám bằng hữu của Hạ Tưởng, nào biết đâu rằng người trước mắt đúng là cán bộ mà thiên hạ kính ngưỡng, trưởng ban tổ chức trung ương. Trương Lan mơ hồ nhìn ra Ngô Tài Dương và Liên Nhược Hạm có vẻ giống nhau, cũng không dám tiếp chuyện, chỉ nói. Con trai, con có khách thì nên tiếp khách đi, không cần phải quan tâm tới chúng ta. Phải nhiệt tình đãi khách, đừng làm cho khách không vui, nơi ăn trốn ở và những việc khác, đều phải an bài cho tốt. Còn nữa, lúc ra ngoài, nhớ rõ đừng keo kiệt. Nghe mẹ nói liên miên cằn nhằn nói tới một vài chuyện nhà, Hạ An một lòng đã ngán ngẩm, sớm bị dọa tới ngốc, trộm kéo áo mẹ vài cái, Trương Lan lại không tự hiểu, còn nói không ngừng. Hạ An dù chưa gặp qua Ngô Tài Dương, nhưng là người trong quan trường, ai không xem tin tức, ai không nhớ rõ diện mạo của vài người lãnh đạo chủ chốt ở Trung ương. Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Ngô Tài Dương, trong chốc lát đã muốn ngừng thở. Đối với một bí thư huyện ủy cấp cục mà nói, trưởng ban tổ chức Trung ương giống như đỉnh núi Everest, đồ sộ cao ngất trời, cao không thể với tới, cho tới bây giờ chỉ ngưỡng mộ khi thấy trên các tin tức quan trọng, làm sao nghĩ đến có một ngày sẽ mặt đối mặt, cùng đứng chung một chỗ. Hạ An tim đập như trống, miệng lưỡi khô khốc, một câu cũng nói không nên lời. Cũng biết Hạ Tưởng có quan biết một vài nhân vật cấp quan trọng, không ngờ anh trai cũng quan hệ với trưởng ban tổ chức Trung ương. Hạ An ngoại trừ không thể tin được vào hai mắt của mình, còn cảm thấy cả người hơi choáng váng. Ngô Tài Dương cũng không nhìn về phía Hạ An, chỉ ôn hòa cười nhìn Hạ Thiên Thành và Trương Lan. Ông ta từ nhỏ lớn lên trong gia tộc, thiếu sự dịu dàng, sống nhiều trong bầu không khí mang tính chính trị, chưa từng nghe được ai đó cằn nhằn liên miên giống như Trương Lan, cảm giác có ba phần thân thiết bốn phần ấm áp. Đúng là không cảm thấy có chút gì phiền chán. Hạ Tưởng nghĩ ngợi một chút, liền giới thiệu ba mẹ mình với Ngô Tài Dương, nhưng không nói ra thân phận của ông ta. Ba, mẹ, vị này chính là lãnh đạo của con trưởng ban Ngô. Hạ Thiên Thành cũng biết quy củ quan trường, không chủ động giơ tay, bởi vì nếu Hạ Tưởng nói là lãnh đạo, khẳng định là quan lớn, ông ta cười ngây ngô. Ngô Tài Dương lại chủ động chìa tay ra trước. Anh Hạ, xin chào. Sau đó lại nắm tay Trương Lan. Chị dâu, xin chào. Sau đó hơi chần chừ, lại nắm tay Hạ An. Cậu là Hạ An, không tồi, rất có tinh thần của tuổi trẻ, làm tốt lắm. Hạ Thiên Thành và Trương Lan liền khách khí cười không ngừng. Hạ An cũng kích động cầm hai tay Ngô Tài Dương, nói năng gần như lộn xộn. Trưởng ban Ngô khỏe không, tôi là Hạ An. Khi Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương lên ô tô cuốn tung bụi mù mà đi, qua được một lúc lâu sau, Hạ An vẫn còn đứng ngây tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Không thể tin được anh ta và trưởng ban tổ chức Trung ương vừa bắt tay, cảm giác giống như đang nằm mơ. Toàn bộ Đan Thành, bao gồm bí thư Thành ủy Chu, chỉ sợ anh ta là người duy nhất bắt tay trưởng ban tổ chức Trung ương, thật sự là vinh hạnh lớn. Hạ Thiên Thành bất mãn đẩy Hạ An một cái. Đừng ngây mãi ra đấy nữa, khẩn trương lên lầu, sao giống như mất hồn vậy? Ba có biết trưởng ban Ngô vừa rồi là ai không? Hai mắt Hạ An như tỏa sáng. Không biết, dù sao cũng là quan lớn, anh con quen biết không phải đều là quan lớn sao? Hạ Thiên Thành dù sao cũng không phải là người trong quan trường, đối với bộ trưởng Ngô trong chính đàn trong nước cũng không có khái niệm gì. Ta thấy người đó có vẻ rất hiền lành, chỉ là tướng mạo hơi cứng rắn, hẳn phải là một người rất dữ tính, tuy nhiên ta thấy ông ta đối với anh con lại rất hòa nhã. Nói hơn nửa ngày, rốt cuộc ông ta là ai? Vẻ mặt Trương Lan cũng có chút buồn bực nói. Ông ấy là trưởng ban tổ chức Trung ương Ngô Tài Dương. Hạ An đầy kích động, còn đắm chìm trong niềm vui sướng được bắt tay với trưởng ban tổ chức Trung ương, trưởng ban tổ chức cán bộ lớn nhất thiên hạ. Hả? Hạ Thiên Thành giật mình há to miệng, đúng là mưa dầm thấm lâu. Ông ta cũng biết trưởng ban tổ chức Trung ương là quan lớn tới mức nào, là nhân vật có bao nhiêu trọng lượng, kinh ngạc không thể tin được. Anh cả con cũng thật là lợi hại. Cách nghĩ của Trương Lan so với Hạ Thiên Thành.
Hạ An thực sự rất khác, suy nghĩ nói. Tôi càng nhìn càng thấy trưởng ban Ngô và Liên Nhược Hạm có vẻ rất giống. Hạ Thiên Thành hoảng sợ, vội chặn lời Trương Lan. Đừng nói, cẩn thận kẻo họa từ miệng mà ra. Ngô Tài Dương kêu Hạ Tưởng đi khắp nơi cùng ông ta, thật ra là muốn mượn cơ hội giải sầu, du lãm sông Hạ Mã một chút. Đối với thành tích của Hạ Tưởng, Ngô Tài Dương cũng rất ngạc nhiên. Quận Hạ Mã rốt cuộc tạo lên được bao nhiêu cái tốt. Phong cảnh sông Hạ Mã đẹp không sao tả xiết. Hạ Tưởng khó được có cơ hội ở một mình với Ngô Tài Dương. Hắn đảm đương việc lái xe kiêm hướng dẫn du lịch cho Ngô Tài Dương, hắn cũng không cho cảnh vệ đi theo, chỉ hai người lái một chiếc ô tô bình thường, như hai người bình thường trên đường phố của thành phố Yến. Cha mẹ cậu, mọi người cũng không tồi, rất thành thực, rất thiện lương, tôi rất thích tính cách của họ. Ngô Tài Dương dường như lầm bầm lầu bầu, lại dường như là cảm thán, ánh mắt ông ta nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ sông Hạ Mã đang chảy xiết không ngừng. Hạ Tưởng có thể hiểu được tâm tình của Ngô Tài Dương, tuy là xuất thân gia tộc, tuy là thân phận cao quý, nhưng so với người thường, lại thiếu sự ấm áp của gia đình, càng không có vợ con ở bên cạnh dịu dàng và yêu thương. Nghe nói Phạm Duệ Hằng sau cùng đã vừa gây ra sức ép phong ba tại tỉnh Yến. Ngô Tài Dương lại hỏi một câu, đôi mắt bỗng chốc híp lại. Hạ Tưởng biết rõ tính tình Ngô Tài Dương, lúc ông ta híp mắt lại, chính là lúc Ngô Tài Dương cực kỳ không vui. Hạ Tưởng khẽ gật đầu. Đã chuẩn bị tốt sách lược ứng phó. Hiện giờ ở hội nghị thường vụ, hẳn là đã có một màn trình diễn hay rồi. Muốn đánh, phải đánh thật mạnh, đừng nương tay. Ngô Tài Dương vẻ mặt hờ hững. Nói vậy, tôi không cần ra tay chào hỏi rồi. Hạ Tưởng mỉm cười. Sự tình ở tỉnh Yến sẽ không phiền toái đến trưởng ban Ngô phải ra tay, tuy nhiên nếu bí thư Phạm sau khi lui ra, ở lại thủ đô, phỏng chừng sẽ cần trưởng ban Ngô chăm sóc. Ngô Tài Dương cũng cười. Tôi luôn luôn không thích đánh người không có khả năng trả đòn. Tuy nhiên, thi thoảng luyện tập một chút cũng không tính làm gì. Dường như lại có chút lo lắng tới lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng tại tỉnh Yến, hỏi thêm một câu. Ở hội nghị thường vụ, có thể có gì ngoài ý muốn hay không? Có, khẳng định sẽ có bất ngờ. Ngoài ý muốn mới bình thường, không có bất ngờ ngược lại mới chính là bất ngờ. Hạ Tưởng hiểu ý mà đắc ý mỉm cười. Đương nhiên, bất ngờ như lời hắn nói và bất ngờ mà Ngô Tài Dương nhận định, vừa khéo tương phản. Ngô Tài Dương bất ngờ là lo lắng Hạ Tưởng không nắm được thế cục trong tay. Bất ngờ theo như Hạ Tưởng nói, là bao gồm cả Khâu Tự Phong, một ủy viên thường vụ gây cho Phạm Duệ Hằng một niềm vui lớn. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến đúng kỳ hạn lại mở cuộc họp. Tham dự hội nghị tổng cộng có 12 người, ngoại trừ Khâu Tự Phong mới nhậm chức ủy viên thường vụ ra. Những người còn lại toàn bộ đã đến đông đủ. Thứ tự tới bắt đầu là bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng, chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu, phó bí thư Hồ Tăng Chu, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Kiềm, bí thư đảng ủy công an Mã Kiệt, phó chủ tịch thường trực tỉnh Lãnh Nhạc Thương, trưởng ban tổ chức cán bộ Vương Bằng Phi, bí thư thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên, chủ tịch mặt trận tổ quốc Trương Sán Dương, trưởng ban thư ký Tiếu Viễn Tâm, trưởng ban tuyên giáo Lý Phong, chính ủy quân khu tỉnh Thi Phương Dân. Phạm Duệ Hằng đầu tiên là giải thích nguyên nhân Khâu Tự Phong không tham dự hội nghị, là bởi tạm thời không liên hệ được, nhưng số người phù hợp theo luật định trong hội nghị thường vụ, có thể mời dự họp. Sau đó liền trực tiếp nhắc tới đề tài thảo luận điều chỉnh nhân sự. Sau đó, Vương Bằng Phi tuyên bố phương án điều chỉnh nhân sự. Nếu không có sự bố trí của Hạ Tưởng trước đó, phương án điều chỉnh nhân sự của Phạm Duệ Hằng cũng không động chạm nhiều lắm tới lợi ích của các ủy viên thường vụ đang có mặt ở đây. Không hề trì hoãn sẽ thuận lợi thông qua. Bởi vì chủ yếu là điều chỉnh vị trí Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Vân Phong, đem Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ điều chỉnh đến chương trình, làm bí thư thành ủy và thị trưởng, đem Lục Minh điều tới chương trình đảm nhiệm ủy viên thường vụ phó thị trưởng, đem Bành Vân Phong điều tới Ngưu Thành đảm nhiệm chức thị trưởng. Lại nói về điều chỉnh trên, đều là âm thầm điều chuyển ngang, Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Lục Minh thì không cần phải nói. Đều là từ thành phố cấp 3 đầy phát đạt điều quân đến chương trình có kinh tế lạc hậu, Bành Vân Phong đảm nhiệm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh từ 2 năm trước, hẳn là một bước có thể lên làm bí thư thành ủy, lại trực tiếp điều làm thị trưởng. Chèn ép này thật sự là rất lợi hại. Không ít người liền nhận ra, mặt Cao Tấn Chu lập tức trầm xuống, bởi vì Bành Vân Phong là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh. Lần điều chỉnh nhân sự này là một điều chỉnh quan trọng.
Tôi và ban tổ chức cán bộ sau nhiều lần trao đổi, đã thận trọng suy xét mới đưa ra phương án, phù hợp với đại cục tỉnh Yến. Phạm Duệ Hằng vô cùng uy nghiêm đảo mắt nhìn qua mỗi người. Một trận chiến cuối cùng, cái gì cũng không cần e dè, chỉ cần hoàn toàn xuất ra quyền uy của một nhân vật số một là có thể làm được. Hy vọng các đồng chí lấy đại cục làm trọng, biểu quyết thông qua phương án điều chỉnh nhân sự. Trực tiếp nói ra chính là muốn yêu cầu mọi người kiên định tán thành, ngụ ý chính là, không thông qua, ông ta cũng sẽ cưỡng ép phải làm theo. Ánh mắt không ít người liền đều dừng ở Cao Tấn Chu. Bởi vì động tới Bành Vân Phong, chính là động tới đại quản gia Ủy ban Nhân dân tỉnh, chẳng khác nào động đến điểm mấu chốt của Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu đón nhận ánh mắt của mọi người, thật sự không làm cho người ta thất vọng, ông ta hít sâu một hơi, giọng điệu vô cùng kiên định nói. Điều chỉnh nhân sự của các thành phố cấp 3 của tỉnh Yến là việc phải làm, bản thân tôi về mặt nguyên tắc ủng hộ vài ứng cử viên cần điều chỉnh mà Bí thư Phạm đề nghị. Phó Chủ tịch tỉnh Cao không ngờ, đồng ý, rất nhiều người hoài nghi không hiểu. Tuy nhiên, Cao Tấn Chu muốn chính là hiệu quả trước lùi sau tiến. Tôi có một phương án điều chỉnh khác, muốn mượn cơ hội này cũng muốn đưa ra trước hội nghị thường vụ, mời các đồng chí nghiên cứu biểu quyết. Rất nhiều người lúc đầu cũng chưa đoán được, sẽ ngờ được chuyển biến bên trong, lại càng không biết được kết cục cuối cùng. Không chỉ Phạm Duệ Hằng cho rằng Cao Tấn Chu khẳng định sẽ phủ quyết toàn bộ danh sách đề cử của ông ta, ngay cả Vương Bằng Phi cũng chuẩn bị đánh một trận đánh ác liệt, chuẩn bị khi Cao Tấn Chu phản đối, thì sẽ nhượng bộ, đem Bành Vân Phong xóa khỏi danh sách đề cử. Trước đó anh ta và Phạm Duệ Hằng đã thương định một diệu kế, chính là chủ tính đặc biệt để hóa giải lửa giận của Cao Tấn Chu. Phương án điều chỉnh nhân sự, thật ra còn có hai phương án dự bị. Một là nếu Cao Tấn Chu phản đối không quá mãnh liệt, thì đem Bành Vân Phong xóa khỏi danh sách đề cử, vẫn giữ lại làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ thật Bành Vân Phong cho dù vẫn giữ lại làm, cũng sẽ kéo dài không quá lâu. Bởi vì Cao Tấn Chu sau khi tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, sau khi Đỗ Bang Trung nhậm chức chủ tịch tỉnh, vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh tất nhiên dễ dàng thay đổi, Đỗ Bang Trung chắc chắn đã an bài ứng cử viên mà anh ta tín nhiệm lên thay thế. Thứ hai là nếu Cao Tấn Chu phản đối quá mức mãnh liệt, sẽ đề cử Bành Vân Phong đảm nhiệm chức bí thư thành ủy ở Ngưu Thành, hẳn là có thể làm cho Cao Tấn Chu vừa lòng. Đọ sức chính trị, vốn chính là anh lui tôi tiến, nếu Phạm Duệ Hằng làm ra vẻ nhượng bộ lớn, tỏ ra 10 phần thành ý, Phó Chủ tịch tỉnh Cao theo lý cũng nên tôn trọng quyền uy của nhân vật số 1. Chỉ có điều họ tuyệt đối không ngờ, Cao Tấn Chu ở vấn đề nhân sự trước đây thường rất ít khi để ý, vậy mà khi Bí thư Phạm thình lình điều chỉnh nhân sự, không ngờ lại tự mình đưa ra một phương án điều chỉnh nhân sự khác. Vương Bằng Phi trong lòng chợt lo lắng, cảm giác không muốn tin tưởng và kinh hãi liền xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ Hạ Tưởng vẫn tiếp tục chĩa mũi nhọn nhằm vào kế hoạch của Phạm Duệ Hằng? Lần này, Vương Bằng Phi lựa chọn cùng Phạm Duệ Hằng hợp tác, quả thật có ý tưởng lợi dụng trong đầu, ngoài ra còn có nỗi khổ bất đắc dĩ. Đầu tiên là Phạm Duệ Hằng mạnh mẽ, cứng rắn khiến anh ta không có cách nào không đề cập tới danh sách ứng cử viên của Phạm Duệ Hằng. Tiếp đó, Phạm Duệ Hằng cùng thành ý, lấy ra lợi thế đủ để đả động anh ta. Một điểm cuối cùng cũng là nguyên tố mang tính quyết định khiến Vương Bằng Phi hạ quyết tâm buông tay thử một lần, anh ta cho rằng Hạ Tưởng sẽ không vì đám người Chu Duệ Nhạc và Trần Thiên Vũ mà đối kháng với Phạm Duệ Hằng. Đây không phải là vấn đề thắng hay thua, mà là vấn đề có đáng giá hay không đáng giá. Trong ấn tượng của anh ta, Hạ Tưởng đối với trực hệ còn lưu tại tỉnh Yến cũng không có chiếu cố cho lắm, dường như đã quên mất rồi. Bởi vậy, đã tạo cho Vương Bằng Phi một phán đoán sai lầm. Người kia khiến Vương Bằng Phi nhận định Phạm Duệ Hằng cuối cùng sẽ được ăn cả ngã về không, lần cuối cùng ra tay này nhìn thấu nguyên nhân của việc biểu quyết tại hội nghị thường vụ. Cao Tấn Chu đối với vấn đề nhân sự từ trước đến nay không quá mẫn cảm, hoặc nói là không quá để ý, tuy rằng Cao Tấn Chu sắp tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, nhưng chủ tịch tỉnh mới nhậm chức Đỗ Bang Trung, tư cách của anh ta cũng không tồi, anh ta cũng không cần lo lắng Cao Tấn Chu sau khi nhậm chức sẽ đối xử anh ta như thế nào. Nếu nói những điều trên còn không đủ để khiến Vương Bằng Phi nhận định Phạm Duệ Hằng ắt sẽ thắng, vậy thì Phạm Duệ Hằng chưa hoàn toàn nắm được hội nghị thường vụ trong tay, đồng thời cũng không bị Cao Tấn Chu hoàn toàn nắm giữ. Dưới tình huống ngang nhau, cuối cùng quyền uy nhân vật số một liều lĩnh biểu lộ lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều ủy viên thường vụ phụ họa theo. Bởi vậy, Vương Bằng Phi ở tình huống đó không thể lui chỉ có thể tiến, quyết định cùng Phạm Duệ Hằng hợp tác một lần cuối cùng.
Do không biết rõ về Cao Tấn Chu, khiến Vương Bằng Phi lại phán đoán sai lầm lần thứ hai, cuối cùng tạo thành sai lầm chí mạng. Không chỉ Vương Bằng Phi cho rằng Cao Tấn Chu không được nắm hội nghị thường vụ trong tay, mà Phạm Duệ Hằng cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, Phạm Duệ Hằng còn nhận định, Cao Tấn Chu sẽ không vì đám người của Hạ Tưởng bị giáng chức mà đột nhiên giận dữ, ra sức đối kháng với nhân vật số một, mặt khác ủy viên thường vụ khẳng định lại sẽ càng không mạo hiểm với nguy hiểm của chính trị mà làm trái lại với quyết định của bí thư tỉnh ủy. Tuy rằng ông ta sắp từ chức, nhưng về phương diện chính trị cùng với nhân vật số một phân cao thấp cũng không phải là hành vi sáng suốt, dễ dàng lưu lại vết nhơ chính trị, dễ dàng lưu lại trên lý lịch một đống tối tăm. Hơn nữa mọi người đều lo lắng một bàn tay không vỗ ra tiếng, súng đánh chim đầu đàn, nếu chẳng may trở thành đối tượng bị ông ta thảo phạt, chẳng phải rất bi thảm sao. Cũng do căn cứ vào ý tưởng trên, và nghiền ngẫm phỏng đoán tâm lý của các ủy viên thường vụ, Phạm Duệ Hằng mới nhận định với các ủy viên thường vụ ông ta sẽ độc quyền, thuận lợi thông qua biểu quyết. Tỉnh Yến có hơn 10 ủy viên thường vụ sau khi trải qua vài lần điều chỉnh nhân sự, người mới thay người cũ. Đám người của Hạ Tưởng liệu còn có mấy người? Giờ đã không còn là thời đại của Tống Chiêu Độ, Trần Phong, ủy viên thường vụ mới nhậm chức, như Tiếu Viễn Tâm, như Trương Kiềm, tuy nói là có chút giao tình với Hạ Tưởng, nhưng giao tình có thể nói là không sâu, chỉ sợ không đủ để Hạ Tưởng thuyết phục bọn họ. Lại như Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong, chẳng những không có giao tình gì với Hạ Tưởng, còn hơi gián đoạn, lại càng không thể vì Hạ Tưởng mà phản đối. Trên thực tế người có trọng lượng mà Hạ Tưởng có thể gây ảnh hưởng chính là Cao Tấn Chu và Hồ Tăng Chu. Bởi vậy Phạm Duệ Hằng cho rằng, dùng Bành Vân Phong đến đổi lấy sự ủng hộ của Cao Tấn Chu. Đến lúc đó, Cao Tấn Chu đã thỏa hiệp, Hồ Tăng Chu sắp tới lại rời khỏi tỉnh Yến, chỉ sợ cũng không có tâm tư giúp Hạ Tưởng điều gì. Cho dù Hồ Tăng Chu có lòng muốn giúp đỡ, một người cũng là một cây chẳng chống vững nhà, không có sức mà xoay chuyển trời đất. Không thể không nói. Phạm Duệ Hằng và Vương Bằng Phi sau khi thảo luận, quyết định kế sách có thể nói, áo tiên không thấy vết chỉ khâu, thì cũng gần như là hoàn mỹ. Không nghĩ còn chưa rút Bành Vân Phong ra khỏi danh sách đề cử, Cao Tấn Chu đã trực tiếp đưa ra phương án điều chỉnh nhân sự khác. Không chỉ có Phạm Duệ Hằng khiếp sợ, ngay cả Vương Bằng Phi cũng vô cùng khó hiểu. Bí thư tỉnh ủy cũng tốt, chủ tịch tỉnh cũng tốt, đưa phương án nhân sự, không thông qua ban tổ chức cán bộ, không phù hợp với trình tự. Vương Bằng Phi liền đúng lúc tỏ ra bất mãn, giọng điệu vẫn vô cùng uyển chuyển, nhưng biểu lộ rõ ràng sự không vui. Ban tổ chức cán bộ hoan nghênh Phó Chủ tịch tỉnh Cao cũng có phương án điều chỉnh nhân sự, tuy nhiên ban tổ chức cán bộ trước đó không thu được chỉ thị của Phó Chủ tịch tỉnh Cao, cho nên, ban tổ chức cán bộ gặp khó khăn khi cho ý kiến cụ thể về phương án đề xuất của Phó Chủ tịch tỉnh Cao. Ngụ ý chính là, ban tổ chức cán bộ không có đánh giá, phương án sẽ không phù hợp với trình tự. Cao Tấn Chu khẽ mỉm cười. Phương án nhân sự của Bí thư Phạm và ban tổ chức cán bộ, tôi trước đó cũng không được biết, làm phó bí thư thứ nhất của tỉnh ủy, vậy mà tới hội nghị thường vụ mới biết được nội dung cụ thể của phương án, ban tổ chức cán bộ làm việc có phải có chỗ không đúng hay không? Vương Bằng Phi cố gắng kiềm hãm, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Được thôi, trực tiếp đối chọi gay gắt. Hôm nay xem ra có trình diễn tuồng hay. Bí thư Phạm sắp từ chức, Phó Chủ tịch tỉnh Cao sắp tiếp nhận chức vụ, với vấn đề nhân sự như trên, chắc chắn sẽ có một trận binh đao không thể né tránh. Phạm Duệ Hằng phải ra mặt, ông ta thay Vương Bằng Phi tiếp nhận áp lực. Phương án điều chỉnh nhân sự, trên cơ bản là ý nghĩ của tôi. Bởi vì sự tình khá khẩn cấp, lại vừa lúc nghỉ quốc khánh, nên chưa kịp thương lượng qua với anh, cũng là sai lầm của tôi. Nói rất hay, dường như là nhượng bộ một bước. Xong lại lập tức nói tiếp. Tấn Chu có phương án khác cũng là chuyện tốt, tuy nhiên không qua ban tổ chức cán bộ xét duyệt, trực tiếp đưa ra đến hội nghị thường vụ, cũng không phù hợp với quy tắc. Tất cả mọi người đang ngồi đều nghe rõ. Ý tứ của Phạm Duệ Hằng chính là, phương án là do ông ta và ban tổ chức cán bộ định ra, làm bí thư tỉnh ủy quản lý về nhân sự, nhân vật số 1, chẳng lẽ không có quyền phát thảo phương án. Ngược lại là ngươi. Thân là chủ tịch tỉnh chủ yếu là quản lý về mặt hành chính, sao lại nói đến chuyện bên nhân sự, có phải tay duỗi quá dài hay không? Ở đâu có chuyện chủ tịch tỉnh vạch ra phương án điều chỉnh nhân sự? Đúng là không phù hợp quy tắc, tuy nhiên sự tình khá khẩn cấp, lại vừa lúc quốc khánh nghỉ, không kịp cùng ban tổ chức cán bộ thương lượng. Cao Tấn Chu sao chép lại, bê nguyên văn những lời Phạm Duệ Hằng vừa nói rồi nói lại một lần nữa.
Phạm Duệ Hằng làm bộ cố kiềm chế, cố gắng duy trì sự ung dung, sao Cao Tấn Chu lại có thể biến lời của ông ta thành trò đùa vô lại như vậy chứ? Trong ủy viên thường vụ, có người thậm chí khóe miệng còn cong lên, sợ sắp không kìm nổi mà bật cười. Tuy nhiên, gạch nối, Cao Tấn Chu lại chuyển ý. Trước đó tôi và đồng chí Tăng Chu đã trao đổi qua, đồng chí Tăng Chu hoàn toàn đồng ý với phương án của tôi, cũng nói nếu thời gian không kịp, thì để anh ta làm chủ, trực tiếp thảo luận trong hội nghị thường vụ, bên ban tổ chức cán bộ, anh ta sẽ làm giúp. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Sán Dương rốt cục không kìm nổi cười thành tiếng, mảng tóc bóng nhoáng của anh ta dưới ánh mặt trời, đặc biệt sinh động. Khi anh ta cười, tóc cũng bắt đầu nhảy lên, dường như chế nhạo hoặc là châm chọc điều gì. Thật ra Trương Sán Dương cũng không có lòng dạ nào mà cười. Bí thư tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ liên kết, chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy liên kết. Được, tốt lắm, quả thực chính là một trận đối kháng thế lực ngang nhau. Thật là có trò hay để nhìn, với ý nghĩ như vậy, anh ta mới cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên sau khi cười xong mới phát giác không ổn, ánh mắt không ít người đều dừng ở anh ta, có bất mãn, có hoài nghi, còn có phẫn nộ, anh ta cũng chỉ biết giơ hai tay lên, cười xin lỗi, tỏ vẻ thật sự có lỗi. Lý do của Cao Tấn Chu dường như rất sung túc, nhưng vẫn hơi gượng ép. Quả thật, Hồ Tăng Chu là quản lý ban tổ chức cán bộ, bất cứ sự việc gì đều phải chú ý thứ tự. Cho dù là phó bí thư tỉnh ủy có ứng cử viên vừa ý, cũng phải đưa danh sách để cử qua ban tổ chức cán bộ mới được, quy củ không thể bỏ. Hồ Tăng Chu lại là lãnh đạo quản lý, anh ta cũng không phải trưởng ban tổ chức cán bộ, không thể thay thế trưởng ban tổ chức cán bộ, nếu không, còn cần tới trưởng ban tổ chức cán bộ làm gì. Bởi vậy, lý do của Cao Tấn Chu, theo trình tự và tổ chức, vẫn là có điều khiếm khuyết. Nhưng Phạm Duệ Hằng cố tình không nêu ra vấn đề chi tiết để chỉ trích Cao Tấn Chu, bởi vì lần điều chỉnh nhân sự này của ông ta cũng không theo lệ thường, không đi con đường bình thường, tự bản thân có vấn đề sẽ không thể chỉ trích sai lầm của người khác. Phạm Duệ Hằng liền cảm giác như uống một ngụm nước lại bị sặc vậy, muốn ho khan, lại ho không ra, thật sự là quá mức khó chịu. Hồ Tăng Chu biết, đã đến lúc anh ta nên lên tiếng, liền nghiêm trang nhìn Vương Bằng Phi gật gật đầu. Phương án quả thật là đồng chí Tấn Chu và tôi cùng nhau định ra, vốn cũng muốn cùng đồng chí Bằng Phi thương lượng một chút, tuy nhiên lúc ấy đồng chí Bằng Phi có khả năng đang bận cùng bí thư Phạm định ra phương án, nên đã không muốn quấy rầy anh ấy. Lời này vừa nói ra, hội nghị thường vụ thiếu chút nữa cười vang một trận. Tất cả đều không nghĩ tới phó bí thư Hồ bình thường ôn hòa thong dong như vậy, cũng có lúc hung hăng sừng sộ như thế, lời nói như vừa rồi, không phải không có ý châm chọc. Chỉ thẳng rằng Vương Bằng Phi chỉ lo một lòng dựa vào bí thư tỉnh ủy dựa, không coi chủ tịch tỉnh và phó bí thư tỉnh ủy ra gì. Vương Bằng Phi rốt cục khó trấn tĩnh, mặt vô cùng khó coi, đang muốn mở miệng biện giải vài câu. Phạm Duệ Hằng thấy tình thế không đúng với ban đầu, biết nếu lại rằng co mãi ở chi tiết trình tự, nói không chừng Cao Tấn Chu ở giữa thực hiện kế di hoa tiếp mộc, liền rõ ràng lưu loát nói. Không cần thảo luận vấn đề phương án nhân sự được đưa ra thế nào. Nếu đồng chí Tấn Chu cũng có phương án đề xuất, hiện giờ trước mặt các đồng chí khác hãy trình bày hết, sau đó tiến hành thảo luận luôn cũng tốt. Những sự việc nhỏ nhặt không đáng kể khác thì dừng tại đây. Ý tứ chính là, cuối cùng sẽ thấy điều thực sự, đừng mang đòn gió để đánh vào đầu óc người khác, không cần thiết. Được, đồng chí Duệ Hằng nói đúng. Cao Tấn Chu bỗng nhiên lại thay đổi bộ dạng như cây đón gió mà tươi cười, dường như đã sớm muốn nói những lời giống Phạm Duệ Hằng. Mời đồng chí Tăng Chu hướng hội nghị thường vụ đọc ra phương án đề xuất. Cao Tấn Chu châm ngòi, sau đó tới Hồ Tăng Chu nã pháo. Trong ấn tượng của mọi người, Phó Chủ tịch tỉnh Cao và Bí thư Hồ hình như chưa bao giờ phối hợp với nhau chặt chẽ đến như vậy. Không ít người ánh mắt chớp động, nghĩ thầm, Bí thư và trưởng ban tổ chức cán bộ, Chủ tịch tỉnh và Phó Bí thư tỉnh ủy, hai bên thế lực ngang nhau cùng đọ sức. Lần đầu tiên chính thức trình diễn tại hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yên. Mọi người càng chờ mong hơn chính là, phương án nhân sự mà Cao Tấn Chu và Hồ Tăng Chu cùng đưa ra. Cuối cùng thì phương án này sẽ được điều chỉnh như thế nào? Thật ra mà nói, đối với không ít người vận mệnh của Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ cũng không có gì đáng quan tâm, có quan tâm chính là Phó Chủ tịch tỉnh Cao sẽ cải biến phương án của Bí thư Phạm như thế nào. Bởi vì mỗi người được lựa chọn điều chỉnh, đều tương đương với một cú đấm đánh thẳng vào mặt hay một cú đá vào sườn. Lúc này, không khí hội nghị thường vụ vô cùng kỳ lạ. Vẻ mặt Phạm Duệ Hằng bình tĩnh, nhàn hạ,
vẻ mặt Cao Tấn Chu núi cao mây xa, còn Vương Bằng Phi thì mặt mày ngưng trọng, dường như cảm thấy thế cục dường như có chiều hướng bất lợi một cách khó hiểu. Hồ Tăng Chu thì vẻ mặt điềm tĩnh, không chút lo lắng. Mà các ủy viên thường vụ khác cũng có thái độ rất khác thường. Có người mờ mịt khó hiểu, có người gõ nhẹ vào cái bàn, như thoáng chút suy nghĩ. Có người lại đang mỉm cười, còn có người khoanh hai tay, dường như không quan tâm. Hội nghị thường vụ có đủ loại vẻ mặt, đủ loại hành động, giống như một hồi làm nền đầy long trọng. Sau đó Hồ Tăng Chu lên tiếng đặt lời mở đầu cho bản nhạc dạo. Ánh nắng buổi chiều vẫn vô cùng mạnh mẽ từ phía nam chiếu qua lớp kính cách nhiệt chiếu vào phòng họp, càng khiến cho bầu không khí trong phòng họp có cảm giác kỳ lạ khó nói lên lời. Rõ ràng chỉ là một hội nghị thường vụ điều chỉnh nhân sự cũng không có gì trọng đại, lại dường như tràn ngập không khí bi tráng và thương cảm. Đây là hội nghị thường vụ cuối cùng trước khi Phạm Duệ Hằng rời chức, có lẽ cũng là hội nghị thường vụ cuối cùng mà Cao Tấn Chu lấy thân phận là chủ tịch tỉnh để tham gia. Lần va chạm này, chính là vở tuồng từ biệt Phạm Duệ Hằng, sự thắng bại sẽ quyết định uy vọng của ông ta tại tỉnh Yến trong vài năm tới. Đồng thời, đây cũng là buổi diễn thử trước khi Cao Tấn Chu nhậm chức. Việc thành bại sẽ liên quan tới quyền uy và trọng lượng của anh ta sau khi đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy. Nếu cả hai bên đều rút binh đao, ai không chịu nhường ai một bước, vậy va chạm ngày hôm nay, kết quả chỉ có thể là một kẻ thắng một kẻ thua, không thể có khả năng hòa. Trong phòng họp, vài chén trà tỏa hơi nóng bay lên, trước kia vốn là cảnh tượng rất bình thường nay lại có vẻ đầy nguy hiểm. Dường như Hồ Tăng Chu nói chuyện quá trầm bổng, Du Dương đưa ra lời giải thích đầy hoàn mỹ, khiến mọi người đối với đề án của Hồ Tăng Chu vốn không đoán bắt được lại càng thêm khó hiểu. Căn cứ điều lệ ban tổ chức trung ương, về vấn đề giao lưu cán bộ giữa các tỉnh, qua quá trình liên hệ trực tiếp giữa tôi và vài đồng chí có liên quan, đồng chí Tấn Chu cũng đã hỏi cụ thể xuống phía dưới, lại thêm sau khi lãnh đạo cùng ban tổ chức trung ương tỉnh tương kịp thời thương lượng. Mở đầu dài dòng khiến cho những người trong quan trường có mặt tại đây mà nói, chẳng những không rườm rà, mà còn từ đó nghe ra được tin tức mang đầy ý nghĩa sâu xa, kỳ thực lại lộ ra một sự thật vô cùng kinh người, đó là đề danh của phương án nhân sự lần này đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Quyết định đưa các đồng chí dưới đây vào danh sách cán bộ giao lưu để báo lại với ban tổ chức trung ương, sau khi ban tổ chức trung ương phê chuẩn chức vụ cụ thể, sẽ chuyển tới ban tổ chức cán bộ địa phương để an bài, đồng chí Chu Duệ Nhạc, đồng chí Trần Thiên Vũ, đồng chí Bành Dũng. Giọng nói của Hồ Tăng Chu là làn điệu nhất quán, nhưng hôm nay lọt vào tai mọi người lại vẻ đầy khiêu khích, ý tứ lại rất hàm súc. Đối với các ghế trông do các đồng chí này rời đi, sẽ do các đồng chí được chọn đề danh sau đây đảm nhiệm. Mặt Phạm Duệ Hằng lạnh tới cực điểm rồi. Đến lúc này ông ta mới hiểu rõ rằng Hạ Tưởng chẳng những nhúng tay vào việc này, hơn nữa còn chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, lại có thể chuẩn bị đầy đủ, cả đường tiến đường lui đều thu xếp rất tốt. Có trời mới biết được sau Tấn Chu và Hồ Tăng Chu, hắn có lén thông đồng với các ủy viên thường vụ khác hay không. Phạm Duệ Hằng chỉ cảm thấy có một luồng ác khí đang xoay quanh trong lồng ngực, trong đầu thoáng hiện tất cả hình dáng lẫn khuôn mặt tươi cười tưởng chừng như vô hại của Hạ Tưởng. Ông ta không khỏi thầm mắng một tiếng, Hạ Tưởng, ngươi thực dối trá, vô sỉ. Đang lúc Phạm Duệ Hằng thầm rủa Hạ Tưởng, tiếng Hồ Tăng Chu vẫn tiếp tục vọng lên trong phòng họp. Đề cử đồng chí Bành Vân Phong đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, đồng chí Lục Minh đảm nhiệm thị trưởng thành phố Ngưu Thành. Đồng chí Trung Nghĩa Bình đảm nhiệm phó thị trưởng thành phố Đan Thành, đồng chí Từ Tử Kỳ đảm nhiệm phó thị trưởng thành phố Tân Đường. Một loạt những cái tên từ miệng Hồ Tăng Chu không ngừng được nói ra, nhảy vào tai mỗi người đang ngồi. Toàn bộ hội nghị thường vụ giống như đang diễn một vở kịch câm với đủ các cảm xúc khác nhau. Mặt Phạm Duệ Hằng vẫn lạnh như nước, Cao Tấn Chu thần độ đầy bình tĩnh, mặt Vương Bằng Phi lại biến đổi không ngừng, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Trương Kiềm trước sau đều rất vững vàng, không chút biến động. Mà vẻ mặt của bí thư chính ủy Mã Kiệt lại rất phong phú, trong chốc lát từ kinh ngạc, chuyển sang mỉm cười, giờ có vẻ đầy hứng thú đưa mắt nhìn từ Phạm Duệ Hằng, Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu lại tới Vương Bằng Phi, dường như đang xem xét khí lực của bốn người ai lớn hơn ai vậy. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lạnh Nhạc Thương là bình tĩnh nhất, vẫn ngắm nghía cái bút máy trong tay, dường như đó không phải chỉ là một cái bút máy mà là một bảo vật hiếm có. Đối với phương án của Vương Bằng Phi và Hồ Tăng Chu, trước sau lại không biểu lộ chút kinh ngạc nào. Bí thư thành ủy thành phố Yến Vu Phồn Nhiên cũng rất thản nhiên, trên mặt trước sau đều chỉ mỉm cười, lộ vẻ thoải mái, dường như không phải tới đây họp, mà là tới để nghỉ ngơi vậy.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Sán Dương, trưởng ban thư ký Thiếu Viễn Tâm, trưởng ban tuyên giáo Lý Phong cùng với chính ủy quân khu tỉnh Thi Phương Dân, đều rất chú ý tới những điều Hồ Tăng Chu nói ra, thỉnh thoảng tỏ ra kinh ngạc hoặc gật đầu phụ họa, hoặc là lắc đầu, làm cho người ta nghĩ không ra lập trường bọn họ thế nào. Đương nhiên, nếu từ vẻ mặt của các ủy viên thường vụ đang ngồi đây mà muốn đoán xem bọn họ thực sự nghĩ gì, thì thật là việc làm đặc biệt không sáng suốt. Làm vậy không khác gì, thầy bói xem voi. Bọn họ đều giống như những diễn viên tài năng, mọi vui, buồn đau thương, phẫn nộ đều không hiện lên trên mặt, cho dù có thể hiện, cũng không chắc là thật. Nhưng bất luận các khuôn mặt có sự bất đồng đến mức nào, nhưng trong nội tâm của rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ như nhau. Bởi vì, đề cử của Hồ Tăng Chu, hoàn toàn là nhằm vào ban tổ chức cán bộ hoặc nói là đối lập với đề cử của Phạm Duệ Hằng. Đúng hơn là, bí thư Phạm đề cử điều động chuyển ngang ai, thì Hồ Tăng Chu liền đề cử người đó thành cán bộ giao lưu giữa các tỉnh, bí thư Phạm áp chế ai, Hồ Tăng Chu liền nâng cao người đó. Đối chọi rất gay gắt, một bước cũng không nhường, anh kính tôi một thước, tôi kính lại anh một trượng. Sau khi Hồ Tăng Chu ngừng phát biểu, hội nghị thường vụ lâm vào sự trầm mặc, một sự trầm mặc đáng sợ, trầm mặc ngưng trọng, trầm mặc làm cho người ta cảm thấy khó thở. Có một điểm mấu giống nhau giữa những ứng cử viên mà Hồ Tăng Chu đề cử mà có lẽ có người không rõ lắm, nhưng có người lại thấy rất rõ ràng. Đó là tất cả mấy người đó đều là thân tín và nằm trong đội ngũ của Hạ Tưởng tại tỉnh Yến. Hơn nữa không ngoại lệ đều lên chức, chỉ ngoại trừ mấy người làm cán bộ giao lưu với địa phương khác thì hiện chức vụ chưa rõ ràng, nhưng nếu là điều tới tỉnh Tương, đã có Hạ Tưởng chú ý trông nom, nói vậy cũng sẽ có vị trí không tồi, chẳng khác nào là Hạ Tưởng chính thức tổ chức một lần duyệt binh lớn. Ban đầu còn đoán không biết Hạ Tưởng còn can thiệp vào ủy viên thường vụ hay không, hiện tại đã không còn bất cứ hoài nghi nào, bóng dáng Hạ Tưởng như ánh mặt trời mùa thu xuyên qua cả lớp kính cách nhiệt, dường như có mặt ở khắp nơi trong phòng họp của hội nghị thường vụ. Có thể nói, cho tới bây giờ, ai cũng đều hiểu rõ điều chỉnh nhân sự, tưởng như cũng không có gì quan trọng, số người điều chỉnh cũng không nhiều, hơn nữa phạm vi điều động bí thư thành ủy và thị trưởng cũng không lớn. Nhưng lại là một va chạm mạnh hiếm thấy ở tỉnh Yến trong mấy năm gần đây. Từ lúc Phạm Duệ Hằng và Cao Tấn Chu vào bộ máy cho tới nay, đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trực tiếp giao tranh. Tình hình hiện tại đúng là cung tên đã lên dây, không thể không bắn, hơn nữa còn là đã đâm lao phải theo lao, mặc kệ là Phạm Duệ Hằng hay là Cao Tấn Chu, đều không có đường lui, còn chưa phân thắng bại, quyết không thu tay. Tuyệt đối là một màn đụng độ đầy màu sắc và các tia lửa sẽ va chạm vào nhau mà bay ra tứ phía. Sau khi trầm mặc chừng nửa phút, Phạm Duệ Hằng mới cố gắng dìm được lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong lòng, gần như kiềm chế để khỏi kích động mà đập bàn, miễn cưỡng duy trì hình tượng là nhân vật trấn tĩnh và tự tin số một, rồi mới bình tĩnh nói. Phương án của đồng chí Tăng Chu, có phải rất liều lĩnh hay không? Giao lưu cán bộ giữa các tỉnh. Cần phải được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và ban tổ chức trung ương thông qua, còn cần cùng ban tổ chức cán bộ tỉnh Tương thương lượng, cần làm chuẩn bị công tác rất lớn trước khi tiến hành, chỉ riêng được ban tổ chức trung ương phê duyệt, cũng đã rất rườm rà. Đúng vậy, giai đoạn chuẩn bị cho việc giao lưu cán bộ giữa các tỉnh rất quan trọng, hơn nữa ban tổ chức cán bộ cũng chưa thu được báo cáo từ ban tổ chức trung ương. Tôi cho rằng, đề nghị của đồng chí Tăng Chu là không khả thi. Vương Bằng Phi trong lòng cười lạnh. Đúng lúc Huyền Chuyển đưa ra ý kiến phản đối, cũng là nhắc nhở các ủy viên thường vụ đang ngồi, phương án của Cao Tấn Chu và Hồ Tăng Chu có độ khó khăn lớn, cần xem xét lại, ngụ ý tự nhiên chính là muốn gây ảnh hưởng tới lập trường và sức phán đoán của các ủy viên thường vụ. Hơn nữa, ban tổ chức cán bộ cũng cần thận trọng nghiên cứu thêm một chút. Vương Bằng Phi tiếp tục tỏ thái độ đối với phương án, yêu cầu chính là ban tổ chức cán bộ phải có thái độ cẩn thận lạc quan. Kỳ thật ý tứ là ban tổ chức cán bộ cũng không tán thành. Thủ tục đối với ban tổ chức cán bộ, đợi lát nữa sẽ tiến hành. Cao Tấn Chu thản nhiên mà không mất uy nghiêm, nói. Về phương diện ban tổ chức trung ương cũng không cần đồng chí Duệ Hằng và đồng chí Bằng Phi quan tâm, tôi vừa mới trình báo trước với trưởng ban Ngô, trưởng ban Ngô đối với vấn đề giao lưu cán bộ giữa tỉnh Yến và tỉnh Tương tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Về phương diện tỉnh Tương. Cao Tấn Chu không nói thêm gì đi nữa, mà chỉ nhìn Hồ Tăng Chu khẽ gật đầu. Hồ Tăng Chu vẻ mặt ung dung tươi cười, thuận thế nói tiếp. Về phương diện tỉnh Tương cũng không có vấn đề, tôi và Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh Tương đồng chí Đàm Quốc Thụy cũng đã bàn bạc, và cũng đã được đồng chí Lương Hạ Ninh trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Tương xem qua,
và đã cùng đồng ý. Thêm vào đó, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tương đồng chí Hà Tưởng cùng đã báo cáo với Bí thư Trịnh và Chủ tịch Phó của tỉnh Tương về vấn đề giao lưu cán bộ giữa các tỉnh, Bí thư Trịnh và Chủ tịch tỉnh Phó đều đồng ý, và còn nhiệt liệt hoan nghênh các cán bộ ưu tú tỉnh Yến đến tỉnh Tương công tác, hơn nữa là cố gắng phát huy tác dụng ở các cương vị trọng yếu. Hồ Tăng Chu vừa rồi khi đề cập phương án, lại có thái độ khác hẳn với sự nhịp điệu trầm bổng lúc trước, bây giờ anh ta nói không có chút gì là vội vàng hay hấp tấp, thái độ như đã có sự suy tính kỹ từ trước, lời nói đầy kiên định, giống như trực tiếp đánh một búa tạ lên ngực Phạm Duệ Hằng và Vương Bằng Phi, khiến mặt hai người đại biến, ngực khó chịu, suýt nữa đỏ mặt. Không đỏ mặt không được, tuy rằng giọng điệu của Hồ Tăng Chu như sóng yên biển lặng, dường như không có bất cứ sự trầm bổng nào, nhưng lại như tát một tát, cùng lúc làm nhiều việc. Nếu nói là Cao Tấn Chu dùng Ngô Tài Dương đánh vào mặt Phạm Duệ Hằng, vậy anh ta cũng dùng Đàm Quốc Thụy và Hạ Tưởng đánh vào mặt Vương Bằng Phi, hơn nữa một trường tiếp một trường, bốp bốp vang lên, không chút nể tình. Từ khi Phạm Duệ Hằng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tại tỉnh Yến tới nay, mặc dù thế không mạnh, nhưng cũng không thể xem như một bí thư yếu thế. Vậy mà lần đầu tiên ở hội nghị thường vụ, ông ta lại bị người ức hiếp đến mức không ngẩng đầu đứng dậy được, lập tức giận tím mặt, đập bàn đứng lên. Buồn cười. Thật buồn cười. Ngô Tài Dương cười mắng một câu, chậm bước ở trong công viên nước, tâm tình ông ta vốn đã tốt, sau lại nghe đến một loạt phương thức Hạ Tưởng dùng để đối phó Phạm Duệ Hằng, vẫn phải bật cười. Tuy rằng Ngô Tài Dương sớm đã biết Hạ Tưởng khẳng định đằng sau sẽ có chuẩn bị, nói không chừng còn có thể cho Phạm Duệ Hằng mất hết mặt mũi, lại không nghĩ rằng, Hạ Tưởng đến ngay cả chủ ý của ông ta cũng dám phản bác, tính toán kéo ông ta vào bên trong, làm tấm chắn cho Hạ Tưởng, khiến ông ta không biết nên khóc hay nên cười. Tuy nhiên, cười thì cười, mắng thì vẫn mắng, nhưng Ngô Tài Dương đối với những tính toán tuyệt diệu của Hạ Tưởng cũng không kìm nổi phải thầm kêu một tiếng hay, nghĩ thầm Phạm Duệ Hằng sợ là không phải chỉ có mất mặt, mà còn thất bại thảm hại. Phạm Duệ Hằng đúng là đáng đời, tự chuốc lấy nhục, nghĩ muốn dẫm lên vai Hạ Tưởng, đúng là tính sai hoàn toàn. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Đã tính sai thì thông thường chỉ có một kết cục, thất bại hoàn toàn. Ngô Tài Dương đương nhiên hy vọng Phạm Duệ Hằng hoàn toàn thất bại, ông ta có vẻ vừa lòng với những sắp xếp người ở dòng chính của Hạ Tưởng. Hiện nay, Phó Tiên Phong ở tỉnh Tương ít nhất cũng phải được 3 đến 5 năm nữa, có gã phối hợp, Hạ Tưởng có thể sắp xếp những người liên quan và cũng sẽ không bị thiệt thòi. Tuy rằng có chút bất mãn với việc Hạ Tưởng ngay cả ông ta cũng dám lợi dụng, nhưng nghĩ lại thủ đoạn không chút sơ hở của Hạ Tưởng, ông ta vẫn cảm thấy vô cùng vui mừng. Hạ Tưởng vẫn cứ là dùng kế như thần, không cần biết là thủ đoạn chính diện, trực tiếp so chiêu, hay là qua cầu rút ván sau lưng đều có thể thần cơ diệu toán, khiến ông ta phải cảm thán, Hạ Tưởng đúng là một nhân tài hiếm có. Nhà họ Ngô có Hạ Tưởng, ai dám nói đó không phải may mắn của nhà họ Ngô. Đây là lần đầu tiên, Ngô Tài Dương đánh giá cao Hạ Tưởng như vậy. Tuy nhiên, Ngô Tài Dương vẫn có chút nghi ngờ đối với việc lấy quyết định sau cùng của hội nghị thường vụ mà phân định thắng bại, bởi vì bất luận hội nghị nào cũng đều có biến hóa, không phải tất cả ủy viên thường vụ đều có thể giữ vững lòng tin. Có thể bởi vì một câu nói mà sớm thay đổi quyết định, dù sao, Phạm Duệ Hằng cũng là bí thư tỉnh ủy, dù sao, vẫn có rất nhiều ủy viên thường vụ vẫn luôn giữ thế trung lập, dễ dao động. Đối với lực lượng đối lập ở trong hội nghị thường vụ, trong lòng cậu đã có tính toán gì chưa? Ngô Tài Dương chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dạo cùng Hạ Tưởng ở trong công viên nước. Lần đầu tiên không có người vây quanh, không có ánh đèn flash và phóng viên truyền thông, thả lỏng dạo chơi giống như một người bình thường, ông ta cảm nhận được một loại cảm giác an ủi chưa bao giờ có. Cũng là lần đầu tiên Ngô Tài Dương cảm nhận được toàn thân nhẹ nhàng vô cùng. Hạ Tưởng lúc đầu còn lo lắng Ngô Tài Dương sẽ vô cùng tức giận, không nghĩ ông ta chỉ cười mắng một câu như vậy, cam chịu sự thật bị hắn lợi dụng. Hắn biết được, khoảng cách giữa hắn và Ngô Tài Dương cho dù chưa có thể hoàn biến mất, nhưng hắn cũng đã bắt được một cây cầu lớn, bước đầu đã có khả năng liên thủ. Kỳ thật, nói trở lại, giao lưu cán bộ ở các nơi, bình thường ban tổ chức trung ương cũng không có gây trở ngại, chỉ cần hai tỉnh cùng đạt được chung một nhận thức, trên cơ bản đều có thể cho qua, dù sao, chỉ là điều động cán bộ cấp sở, cũng không làm ảnh hưởng đến tình hình chung. Hạ Tưởng cũng thật vui vẻ. Quan hệ giữa hắn và Ngô Tài Dương tiến thêm được một bước, sẽ có lợi rất lớn đối với sự phát triển sau này của hắn, cũng khiến hắn có thể ung dung sử dụng thủ đoạn cáo mượn oai hùm,
từ đó đạt được mục đích chính trị sâu xa. Ngô Tài Dương quan tâm đến lực lượng đối lập trong hội nghị thường vụ tỉnh Yến, chứng tỏ người đối với hắn luôn giữ thái độ khoanh tay đứng nhìn Ngô Tài Dương, lần đầu tiên đã đem ánh mắt chân thành, tha thiết đặt trên người hắn, hơn nữa còn quan tâm tới thật đúng chỗ, không chỉ còn là tương lai của cá nhân hắn, mà còn là tương lai của cả một tổ chức, nói lên được một điều, đó là, Ngô Tài Dương đã chính thức đưa hắn trở thành lực lượng bồi dưỡng về sau. Tôi nghĩ, Hạ Tưởng cũng không muốn ra vẻ quá mức trước mặt Ngô Tài Dương, liền cười ha hả một mạch để làm dịu đi không khí. Hẳn là vấn đề không lớn, vài lãnh đạo tỉnh ủy quan hệ với tôi cũng không tệ lắm, bình thường thấy tôi gọi điện thoại tới, liền trực tiếp nối máy, chưa bao giờ phải thông qua thư ký. Ngô Tài Dương cười ha hả. Còn ở trước mặt ta giở trò khôn vặt, Hạ Tưởng, cậu vẫn còn non lắm. Sau khi cười xong, ông ta ngồi xuống chiếc ghế bên đường. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, không cần ta quan tâm tới sao? Không bị mất hiệu lực à? Hạ Tưởng tiện thể ngồi xuống bên cạnh Ngô Tài Dương. Trưởng ban Ngô đến thành phố Yến, đáng ra phải nên thả lỏng thể xác và tinh thần, thưởng thức cảnh đẹp, không nên vì một chút chuyện nhỏ mà phân tâm, thật là lỗi của tôi. 4 giờ chiều, ánh nắng vẫn như cũ, vô cùng đẹp đẽ, long lanh, ngoan cường xuyên thấu qua những tầng lá vàng dao động, vừa vặn dùng lại trên người Ngô Tài Dương và Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lần đầu tiên mới có dịp gần gũi quan sát Ngô Tài Dương, mới phát hiện một trưởng ban tổ chức trung ương vô cùng lớn mạnh mà hắn vốn ngưỡng mộ, lúc này đứng ở dưới ánh tà dương, trông cũng chẳng khác gì một ông lão bình thường, thậm chí, còn có một chút hiền từ nữa. Ngô Tài Dương giơ tay, vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Hạ Tưởng. Công viên nước quả thật không tồi, Nhược Hạm cũng tốn không ít tâm tư. Công trình sông Hạ Mã lợi nước lợi dân, ta phải thừa nhận, để tập đoàn Viễn Cảnh ở trong tay cậu, so với ở trong tay của Nhược Hạm, thì có giá trị xã hội hơn. Lập tức nói đến trọng tâm, Hạ Tưởng biết Ngô Tài Dương chẳng những ngầm thừa nhận rất nhiều sự thật chính trị, cũng mượn công viên nước và sông Hạ Mã, hoàn toàn thừa nhận quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm. Gần 10 năm cố gắng nỗ lực cùng gian khổ, đổi lấy lại một câu tán thành của Ngô Tài Dương, thật không dễ dàng, quả thực rất không dễ dàng. Công viên nước xây dựng bên sông Hạ Mã, hiện tại là công viên sơn thủy lớn nhất thành phố Yến. Tuy rằng hiện nay quận Hạ Mã ở hơi xa so với trung tâm thành phố, nhưng cứ đến mỗi dịp lễ Tết, cuối tuần, lại có rất nhiều người đến công viên nước, khiến công viên nước trở thành một trong những điểm vui chơi giải trí được yêu thích nhất ở thành phố Yến. Mấy năm qua, hấp dẫn hàng triệu du khách đến chơi, gần 1/4 người dân thành phố Yến từng đến qua công viên nước, từ đó có thể thấy được sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào. Từ trên cao nhìn xuống, xuyên qua rừng cây thưa thớt, mơ hồ có thể nhìn thấy được sông Hạ Mã ở phía xa xa, bởi vì dòng sông được gìn giữ và sử dụng phương pháp bảo vệ hiệu quả, cho nên nước sông vô cùng trong, được người dân thành phố thân thiết gọi là sông lòng dân. Được lòng dân hướng về, đó là điều mà người làm quan cả đời cầu mong, Hạ Tưởng trong khoảnh khắc suy nghĩ bay xa, hoàn toàn quên đi bản thân mình. Lúc Hạ Tưởng đang chìm đắm trong hồi ức ngày xưa và Ngô Tài Dương đang thản nhiên nghỉ ngơi ở công viên nước thì giao đấu kịch liệt ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, đã đến thời điểm mấu chốt. Không thể không nói, lúc Phạm Duệ Hằng đang trong cơn giận dữ, đập bàn đứng lên và thốt ra, thật buồn cười, thì trong nháy mắt, không ít ủy viên thường vụ mặt mày biến sắc, rõ ràng có ý lui bước. Nhân vật số 1 nổi trận lôi đình vẫn là rất có uy thế. Lùi lại 5-6 năm trước đây, quyền lực của bí thư tỉnh ủy còn lớn hơn nữa, cao cao tại thượng không thể xâm phạm, gần như là nhất ngôn cửu đỉnh, toàn bộ tỉnh ủy đều được bao phủ dưới quyền uy của một bí thư tỉnh ủy. Nhưng sau đó, bởi vì quyền lực của bí thư tỉnh ủy quá lớn, khiến cho trung ương cảnh giác, tiến hành một loạt cải cách cơ chế, ví dụ như giảm phó, chính là phương pháp trực tiếp áp chế làm suy yếu tỉnh ủy của chính phủ. Sau khi giảm phó, tác dụng của hội nghị bí thư bị giảm đi, đồng thời tăng thêm một cấp phó của chính phủ tiến vào hội nghị thường vụ, khiến quyền phát ngôn của bộ máy chính phủ ở hội nghị thường vụ tăng lên nhiều, là tiến triển to lớn giúp hạn chế sự độc đoán của bí thư. Từ lúc Phạm Duệ Hằng đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tới nay, rất ít sử dụng tới quyền phủ quyết, bởi vì theo cải cách thể chế chính trị, hiện nay, quyền phủ quyết không còn là tượng trưng cho quyền lực của bí thư tỉnh ủy nữa. Mà nhân vật số 1 cũng không thể nào khống chế được hội nghị thường vụ, một khi vận dụng, bên ngoài có thể tạm thời lấy được thắng lợi nhưng kỳ thật sẽ mất đi địa vị ở tỉnh ủy. Đồng thời, cũng sẽ bị trung ương nhận định rằng năng lực cá nhân hữu hạn, không có khả năng đoàn kết được đại bộ phận cán bộ.
Sau khi Phạm Duệ Hằng mất đi chỗ dựa, ông ta không có lòng tranh cường háo thắng tại tỉnh Yến. Chủ yếu cũng là do Cao Tấn Chu đối nhân xử thế hiền hòa, không khoe khoang, không bất kính, khiến Phạm Duệ Hằng không cảm thấy bị uy hiếp, cho nên giữa Phạm Duệ Hằng và Cao Tấn Chu cũng chưa có bùng nổ xung đột chính diện quá lớn. Mà Phạm Duệ Hằng cũng chưa từng ở trước hội nghị thường vụ không kìm nổi giận dữ mà đập bàn. Hôm nay, Phạm Duệ Hằng giận dữ lên tiếng, toàn thân run lên, hiển nhiên là bị tức giận quá mức. Thủ đoạn trả đũa của Hạ Tưởng lại vô cùng sắc bén, vượt xa dự tính của Phạm Duệ Hằng, điều càng làm cho ông ta khó có thể chấp nhận chính là, Cao Tấn Chu và Hồ Tăng Chu rõ ràng đúng là làm không nể tình, trực tiếp tuyên chiến với quyền uy của nhân vật số một như ông ta, khiến ông ta không chỉ mất hết uy phong mà thậm chí còn xấu hổ mất hết mặt mũi. Cho dù là ông ta có sắp mãn nhiệm đi chăng nữa thì hiện giờ vẫn còn đang danh chính ngôn thuận là nhân vật số một ở tỉnh Yến. Nhưng cơn thịnh nộ của Phạm Duệ Hằng cũng không khiến cho các ủy viên thường vụ khác tức giận, mấy người sau khi kinh sợ lại khôi phục được bình tĩnh, suy nghĩ. Phó Chủ tịch tỉnh Cao sắp tiếp nhận chức phụ bí thư, Phó Bí thư Hồ cũng sắp thăng nhiệm lên Chủ tịch tỉnh, một bí thư tỉnh ủy tương lai và một Chủ tịch tỉnh tương lai hợp sức áp chế một bí thư tỉnh ủy hết hơi, cho dù có là ức hiếp ông, thì ông cũng có thể làm gì. Đừng trách người khác, có trách thì chỉ tự trách mình không thức thời mà thôi. Sau khi Phạm Duệ Hằng vỗ bàn đứng lên và khiển trách Hồ Tăng Chu vô lý xong, lại phát hiện ngoại trừ một mình ông ta Cao Cao đứng lên ra, cũng không có người nào hưởng ứng. Tất cả ủy viên thường vụ người thì giả như không thấy gì, người thì làm bộ mắt điếc tai ngơ, người thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như đang nhập định, ngay đến cả Vương Bằng Phi vốn luôn theo chân ông ta, cũng cúi đầu không nói, vẻ mặt xám ngoét. Trong nháy mắt, Phạm Duệ Hằng biết được, ông ta phát hỏa không đúng thời điểm. Uy phong của ông ta không đủ để tạo ra uy lực, khiến ông ta hết sức xấu hổ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. May mà trưởng ban thư ký Tiếu Viễn Tâm bắc thang cho ông ta đi xuống. Hai phương án hôm nay đều có chỗ thích hợp, đều đúng trọng điểm, nhưng cái nào thỏa đáng hơn, còn tùy thuộc vào các vị lãnh đạo ở đây thảo luận. Bí thư Phạm, tôi có một đề nghị có lẽ không được thích đáng cho lắm, đó là tiếp theo có phải hay không nên tiến vào giai đoạn thảo luận. Phạm Duệ Hằng lửa giận đã bộc phát được một nửa, đang trong cơn giận dữ, bậc thang của Tiếu Viễn Tâm tuy rằng đến đúng lúc nhưng chưa đủ để ông ta trực tiếp đi xuống, giận còn chưa tan, nói. Không cần thảo luận, có hai phương án, trực tiếp tiến hành biểu quyết. Mãi đến lúc này, Phạm Duệ Hằng vẫn còn cho là sẽ có quá nửa số ủy viên thường vụ ủng hộ ông ta vẫn còn có hy vọng thắng lợi. Vương Bằng Phi có lẽ cũng hiểu được biểu hiện vừa rồi hơi mất mặt. Anh ta kỳ thật cũng muốn mở miệng giảng hòa thay cho Phạm Duệ Hằng, chỉ có điều không nghĩ tới bí thư Phạm nổi trận lôi đình lại nhạt nhẽo như vậy, khiến anh ta biểu lộ không kịp, đang đắn đo cân nhắc lại câu văn, thì lại bị Tiếu Viễn Tâm đi trước một bước, hiện tại cơ hội đã tới, liền vội nói. Vậy theo bí thư Phạm chỉ thị tinh thần mà làm, các đồng chí còn có ý kiến gì không? Vương Bằng Phi vừa dứt lời, một mảng âm thanh phụ họa ở hội nghị thường vụ vang lên, vẻ mặt Phạm Duệ Hằng hơi đỡ hơn một chút. Nghĩ thầm rằng đừng có tưởng miệng lưỡi lợi hại, phương án không được biểu quyết thông qua, cũng chỉ là một đống vô dụng. Sau đây, mời các đồng chí tiến hành biểu quyết. Sau khi Phạm Duệ Hằng ngồi xuống, ánh mắt uy nghiêm lại đảo qua mọi người. Chỉ có điều, bỗng nhiên, có một người đẩy cửa tiến vào, ha hả cười. Bí thư Phạm, họp hội nghị thường vụ cũng không cho tôi biết, có phải có phần không đúng trình tự hay không? Khâu Tự Phong xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ mặt tươi cười. Không chỉ có Phạm Duệ Hằng sợ đến ngây người, mà Cao Tấn Chu và Hồ Tăng Chu cũng sợ đến ngây người, gần như tất cả các ủy viên thường vụ ở đây đều ngây ngẩn cả người, như thế nào Khâu Tự Phong lại biết mà hiện thân. Hội nghị thường vụ hôm nay chẳng những nóng bỏng khác thường, mà còn liên tiếp xuất hiện những điều kinh ngạc, vui mừng. Khâu Tự Phong ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, dụng ý không cần nói cũng biết, chính là muốn bỏ một phiếu quyết định. Không cần nghĩ cũng biết, một phiếu của Khâu Tự Phong sẽ ủng hộ cho ai. Sắc mặt Phạm Duệ Hằng lại một lần nữa biến đổi. Rốt cục, trước lúc rời khỏi tỉnh Yến, trong lúc quyết định đầu tư mạo hiểm chính trị lần cuối, ông ta sâu sắc cảm nhận được thủ đoạn sắc bén và chỗ hơn người của Hạ Tưởng, gần như chính là tính toán như thần không có một chút sơ hở, khiến tâm tình của ông ta lúc cao lúc thấp, thay đổi nhanh chóng lên lên xuống xuống, thiếu chút nữa kinh hãi mà mắc bệnh tim. Nhưng Khâu Tự Phong là do ban tổ chức trung ương chính thức bổ nhiệm, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến,
ông ta có thể lấy lý do không liên lạc được mà không thông báo cho Khâu Tự Phong đến tham dự hội nghị. Nhưng Khâu Tự Phong lại tự tới đòi tham gia hội nghị, lại yêu cầu chính đáng, không ai có quyền cự tuyệt ngăn cản ông ta đứng ngoài cửa. Phạm Duệ Hằng vừa đưa ra khí thế, lại không ngờ Khâu Tự Phong tự nhiên xuất hiện, bỗng chốc ức chế, trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng lại cố tình làm ra vẻ rộng lượng và hoan nghênh. Tự Phong đến đúng lúc, lập tức sẽ biểu quyết. Áp chế cơn giận trong lòng, lại còn phải thản nhiên cười giải thích một câu. Ha ha, tôi có bảo người dưới thông báo cho anh, nhưng họ nói là không liên lạc được, nghĩ anh vừa mới tiếp nhận công tác, không tham gia hội nghị cũng có thể hiểu được. Phạm Duệ Hằng cho là nói một câu có thể che đậy mọi chuyện, việc trong quan trường, vốn chính là anh biết, tôi biết, thậm chí đứa trẻ 3 tuổi cũng biết nhưng vẫn luôn phải để ở trong bụng, không thể nói ra. Tất cả mọi người đều nghĩ, Khâu Tự Phong cười ha ha mà bỏ qua việc này, dù sao ai cũng sĩ diện, đều phải giữ lại một đường, tự mình giải thích coi như đã là nhượng bộ rồi. Chẳng ai ngờ, Khâu Tự Phong làm ra vẻ ung dung, thậm chí còn giữ nụ cười. Nhưng lại làm ra một chuyện khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm, ông ta lấy điện thoại ra, lật lên lật xuống, lắc đầu nói. Không liên lạc được xem ra là điện thoại có vấn đề, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự, nên ném. Nói xong giơ tay lên, ngay trước mặt mọi người, ném điện thoại di động vào bên trong sọt giấy. Chiếc di động vẽ một đường cong duyên dáng, bay trên không trung, xuyên qua ánh mặt trời, phản chiếu ánh sáng mê người. Chiếu sáng hai mắt của mỗi người đang có mặt, tuyệt đối là một chiếc di động mới tinh xác thực không sai dừng lại ở bên trong sọt giấy, phát ra tiếng loảng xoảng không lớn. Bởi vì góc độ ném có vấn đề khiến sọt giấy chịu lực tác động lắc lư vài cái, cuối cùng không giữ được thăng bằng, dần dần nghiêng đổ trên mặt đất, giấy lộn bên trong đều đổ hết cả ra ngoài. Trong nháy mắt, sắc mặt Phạm Duệ Hằng xấu tới cực điểm. Ném di động làm đổ giấy lộn như thế chẳng khác nào im lặng cho ông ta một cái bạt tai. Giễu cợt ngay trước mặt tất cả các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, khiến ông ta nhục nhã không chịu nổi, khiến ông ta xấu hổ không có chỗ chui, khiến uy phong của ông ta mất hết. Khâu Tự Phong. Phạm Duệ Hằng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hai tay còn hơi hơi phát run, thiếu chút nữa lại đập bàn đứng lên, tức giận trách mắng Khâu Tự Phong khinh người quá đáng. Nhưng Khâu Tự Phong sau khi ném di động xuống, khuôn mặt lại khôi phục vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt thản nhiên và kiên nghị cùng khóe miệng không chỗ nào là không chứng tỏ sự phẫn uất và bất mãn trong lòng ông ta. Miệt thị quyền uy của bí thư tỉnh ủy, khiến cho Phạm Duệ Hằng vừa mới nâng cao được khí thế bỗng nhiên lại bị kìm hãm, tuy rằng trong lòng bốc lên lửa giận cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng cuối cùng lại không đập bàn đứng lên lần nữa. Bởi vì quả thật là ông ta có sai trước, đây quả thật là ông ta cố tình không thông báo cho Khâu Tự Phong, cũng quả thật là ông ta nói dối trước mặt mọi người. Chỉ có điều không nghĩ tới, Khâu Tự Phong lại không nể mặt mũi ông ta chút nào, dùng cách tuyệt diệu ném di động để đánh trả lại ông ta một gậy, nhưng ông ta lại không thể nổi giận bởi vì nếu như vậy thì chẳng khác nào không đánh đã khai. Đây là thất bại lần thứ hai của hôm nay, khiến Phạm Duệ Hằng thiếu chút nữa bùng lên mà không khống chế được. Chỉ còn hy vọng vào biểu quyết cuối cùng, một mình Khâu Tự Phong cũng không nhất định có thể làm ảnh hưởng đến đại cục. Phạm Duệ Hằng thử âm thầm tính toán lực lượng đối lập ở trong hội nghị thường vụ, ủng hộ phương án ủy viên thường vụ của Hồ Tăng Chu, nếu không có gì bất thường thì có Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu và Vu Phồn Nhiên ba người, có thêm một Khâu Tự Phong cũng không làm nên được chuyện gì, cuối cùng cũng vẫn là thất bại mà thôi. Hạ Tường còn tưởng rằng cục diện tỉnh Yến giống như Tống Chiêu Độ năm đó hay sao? Chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, uổng công phí sức. Phạm Duệ Hằng vừa đầu quay sang một bên. Đúng là hướng di động ném xuống làm đổ sọt giấy, cố ý làm như không thấy, lại nói. Đề tài thảo luận của hội nghị hôm nay, mời đồng chí Bằng Phi vắn tắt giới thiệu lại cho đồng chí Tự Phong được hiểu. Lời này vừa nói ra, dường như toàn bộ ủy viên thường vụ đều được thả lỏng ra một chút, có lẽ là ảo giác nhưng quả thật dường như vừa truyền đến một loạt thanh âm hít khí nối tiếp hành động của Khâu Tự Phong. Tất nhiều ủy viên thường vụ đều hết sức khẩn trương, e sợ cho một hồi xung đột kịch liệt căng thẳng. Không ít người cho rằng Khâu Tự Phong hành động quá khích, mặc dù ai cũng biết rằng Phạm Duệ Hằng là cố ý để sót Khâu Tự Phong, nhưng thân là cấp dưới, phải có bổn phận giữ gìn mặt mũi cho lãnh đạo, đâu có thể khiến cho lãnh đạo cấp trên hơn nữa lại là đường đường một bí thư tỉnh ủy bị mất mặt trước mặt mọi người. Tuy nhiên cũng có người sung sướng thỏa nguyện, thậm chí còn ác ý nghĩ rằng di động vẫn là ném lệch, đáng lẽ ra phải ném lên mặt Phạm Duệ Hằng mới đúng. Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Hiện nay trong nước,
hẳn là không có người nào dám ném di động vào mặt bí thư tỉnh ủy. Vương Bằng Phi hít một hơi, không may, quả thực không may, tuyệt đối là không nghĩ tới tình thế sẽ diễn biến giống như bây giờ. Anh ta vẫn coi thường hợp lực của Hạ Tưởng, lại càng xem nhẹ quyết tâm của Hạ Tưởng, cũng càng không dự đoán được Hạ Tưởng lại thần tốc phản ứng lại như thế này. Da đầu anh ta run lên, thậm chí thân cả người cũng run nhẹ nhẹ, biết được một cửa hôm nay là không hề dễ chịu, tuy nhiên sâu trong lòng còn chưa hoàn toàn nhận thua, còn cho rằng vẫn còn có khả năng chuyển bại thành thắng. Nhưng anh ta cũng hiểu được một điều, anh ta xem như là hoàn toàn đắc tội với Hạ Tưởng, và sau khi Cao Tấn Chu nhậm chức sẽ chắc chắn bị liệt vào sổ đen. Đánh cược một ván sai lầm, đặt tiền cược nhầm cửa, trưởng ban tổ chức cán bộ thật đúng là làm không tốt, Vương Bằng Phi âm thầm thở ngắn than dài, nhưng lại không thể không kiên trì mà cẩn thận hướng về phía Khâu Tự Phong giới thiệu lại đề tài thảo luận và hai phương án. Cũng tốt, sau khi Khâu Tự Phong ném di động đi, cũng không nổi giận nữa, cẩn thận nghe anh ta nói, sau khi nghe xong, còn vô cùng khách sáo mà tỏ vẻ cảm tạ. Đồng chí Bằng Phi vất vả rồi, tôi không có vấn đề. Như vậy, sau đây xin mời các đồng chí giơ tay biểu quyết. Phạm Duệ Hằng dù sao cũng có kinh nghiệm quan trường, vừa rồi thành công đè ác ý xuống, lại thành công khôi phục tự tin trong tay, ông ta giơ tay phải lên cao. Tôi phát biểu trước, ủng hộ phương án của ban tổ chức cán bộ. Bình thường, sau khi bí thư tỉnh ủy bày tỏ thái độ, sẽ xuất hiện tình huống nghiêng về một phía, người hưởng ứng phía dưới nhiều như mây, đều giơ tay lên tỏ vẻ ủng hộ quyết định anh minh của nhân vật số 1, tỏ vẻ tôn trọng quyền uy và ủng hộ nhân vật số 1. Tuy là không thể hình dung là nhất hô bá ứng, nhưng chỉ với việc là nhân vật số 1, phần đông trường hợp liền xuất hiện phản ứng ủng hộ, nguyên tắc quan trường chính là ưu tiên người đứng đầu. Bí thư tỉnh ủy chính là quan lớn ở địa phương, nắm quyền, ủy viên thường vụ phía dưới tuy rằng chỉ kém một bậc nhưng khác biệt lại giống như chênh lệch giữa trời và đất, chính là cho dù là người bình thường, chỉ cần ngồi ở vị trí phía trên cao cao tại thượng, thì tự nhiên sẽ có người phục tùng. Dựa theo suy đoán bảo thủ của Phạm Duệ Hằng, sau khi ông ta giơ tay phải lên, ít nhất cũng sẽ có 8 người trở lên hưởng ứng, lạc quan hơn một chút, đó là trong 13 ủy viên thường vụ, ngoại trừ Cao Tấn Chu, Hồ Tăng Chu, Phu Phồn Nhiên và Khâu Tự Phong, những người còn lại đều giơ tay biểu quyết bỏ phiếu tán thành. Không ngờ, Phạm Duệ Hằng sau khi giơ tay lên cao, thì giống như nữ thần tự do, lẻ loi, trơ trọi một mình cao ngất, ước chừng qua vài giây sau, không ngờ cũng lại có một người giơ tay phụ họa. Sao lại như vậy? Như thế thật quá lắm. Vẻ mặt tự tin của Phạm Duệ Hằng đông cứng lại, tiếp theo chuyển thành màu đỏ xấu hổ, sau đó lại là khó có thể ức chế phẫn nộ. Lúc ông ta sắp rời chức vụ, sau khi ông ta nỗ lực cực khổ dồn toàn bộ tâm huyết vì tỉnh Yến, không ngờ ủy viên thường vụ tỉnh Yến liên quan lại đối xử như thế với ông ta, không ngờ lại khiến ông ta phải xấu mặt trước mọi người, không ngờ lại khiến ông ta không còn chỗ mà chui. Tuy rằng, qua vài giây sau, Vương Bằng Phi mới chậm chạp, bất đắc dĩ mà giơ tay lên, nhưng vẫn không thay đổi được phương án đề nghị điều chỉnh nhân sự của Đường Đường bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng, rơi vào tình trạng không người ủng hộ. Kết cục cả bàn đều thua, thậm chí người ban đầu hứa hẹn sẽ ủng hộ Tiếu Viễn Tâm, cũng lặng yên cúi đầu không nói, làm bộ như không thấy Phạm Duệ Hằng giơ cao tay phải. Tường đổ người cũng đổ theo, người chưa đi trà đã lạnh, phẫn nộ trong lòng Phạm Duệ Hằng qua đi, cũng vẫn là tràn đầy bi thương cùng không cam lòng. Vì sao? Dựa vào cái gì, như thế nào lại có kết quả như vậy? Ông ta rõ ràng không làm sai chuyện gì, làm sao chỉ trong chớp mắt dường như là toàn bộ thế giới đều từ bỏ ông ta. Ông ta không phục, không muốn nhận thua như vậy, ông ta muốn nhìn lại, những ủy viên thường vụ không ủng hộ phương án của ông ta, dưới ánh mắt chăm chú của ông ta, có phải hay không sẽ giơ tay ủng hộ phương án của Hồ Tăng Chu? Phạm Duệ Hằng muốn đánh cuộc một lần cuối cùng, phương án của ông ta không được thông qua. Phương án của Hồ Tăng Chu cũng đừng nghĩ sẽ được thông qua, nếu đã phải chết thì cùng chết, đồng quy vu tận, ai cũng đừng nghĩ sẽ được tốt. Sau đây, tiến hành biểu quyết phương án của đồng chí Hồ Tăng Chu, đồng chí nào đồng ý, xin mời giơ tay. Phạm Duệ Hằng hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình bình tĩnh trở lại, sau đó ánh mắt như điện đảo qua trên mặt mỗi người, như là cảnh cáo, lại như là uy hiếp, như muốn tận mắt nhìn thấy ai sẽ giơ tay, ai dám giơ tay. Yên lặng một lúc, người thứ nhất giơ tay là Cao Tấn Chu. Người thứ hai giơ tay là Hồ Tăng Chu. Người thứ ba giơ tay là Vu Phồn Nhiên. Người thứ tư giơ tay là Khâu Tự Phong. Sau bốn người, lại rơi vào tình trạng tạm dừng nhất thời,
dường như dưới sự áp chế của Phạm Duệ Hằng đều lùi bước, không còn ai dám ngẩng đầu tán thành. Nét mặt Phạm Duệ Hằng rốt cục cũng có nụ cười, không quá nửa, chứng tỏ phương án của Hồ Tăng Chu cũng chỉ là giống tuếch mà thôi. Ngay tại lúc ông ta đang chuẩn bị mở miệng tuyên bố cả hai phương án đều biểu quyết không thông qua, lại có người thứ năm giơ tay lên. Không ngờ lại là người không hề qua lại với Hạ Tưởng, Lãnh Nhạc Thương. Phạm Duệ Hằng không thể tin được vào hai mắt của chính mình. Lãnh Nhạc Thương giơ tay, sau đó giống như hiệu ứng domino lật đổ quân bài, người thứ 6, thứ 7, thứ 11, ngoại trừ Phạm Duệ Hằng và Vương Bằng Phi, 11 ủy viên thường vụ đều giơ tay phải lên, Hồ Tăng Chu, không, phải nói là Hạ Tưởng, hoàn toàn thắng. Một màn kinh ngạc ở hội nghị thường vụ đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhiều năm sau, luôn luôn trở thành nỗi lo lắng không yên quanh quẩn không thôi của Phạm Duệ Hằng, trở thành sỉ nhục cả đời của ông ta. Ông ta chìm nổi vài chục năm trong quan trường cho tới nay, cũng là lần thảm bại duy nhất, ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống tuổi già của ông ta, làm ông ta luôn canh cánh trong lòng. Đến tận một ngày ở rất nhiều năm sau ông ta bị bệnh nặng, Hạ Tưởng gọi tới một cuộc điện thoại an ủi, mới giúp ông ta hóa giải được khúc mắc, nếu không, ông ta có khả năng chết không nhắm mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy Lãnh Nhạc Thương giơ tay lên, lòng dạ muốn tranh giành của Phạm Duệ Hằng như bị đánh trúng mạnh mẽ. Bỗng nhiên ông ta cảm thấy hoảng sợ và khiếp đảm, cộng thêm cảm giác khẩn trương và kích động, ông ta làm quan cả đời, chưa bao giờ gặp phải một hội nghị nào giống như hội nghị hôm nay, khiến người ta cảm thấy thở không nổi, bởi vì có quá nhiều điều kinh hỉ ngoài ý muốn, cũng có quá nhiều biến hóa, khiến cả người ông ta căng lên như dây đàn, thiếu chút nữa sẽ bị đứt đoạn. Làm sao mà Lãnh Nhạc Thương lại có thể ủng hộ phương án của Hồ Tăng Chu, chẳng lẽ ông ta không biết phương án đó đề cập đến tất cả đều là người của Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng thậm chí còn ảo tưởng, cho rằng Lãnh Nhạc Thương nhất định là bị hồ đồ, coi trọng chính là mặt mũi của Cao Tấn Chu, là muốn mượn cơ hội thể hiện thiện ý với bí thư tỉnh ủy tương lai. Tuy nhiên, những điều xảy ra sau đó khiến cho Phạm Duệ Hằng hiểu ra được toàn bộ, suy cho cùng vẫn là bóng dáng của Hạ Tưởng ở khắp nơi xuyên suốt toàn bộ hội nghị, thao túng lập trường của mỗi ủy viên thường vụ. Hạ Tưởng vô sỉ mà âm hiểm bao phủ toàn bộ phòng họp nhưng lại vô hình như không khí, không thể nhìn thấu. Dùng âm mưu quỷ kế của hắn ảnh hưởng đến sức phán đoán của mỗi người. Sau khi Lãnh Nhạc Thương giơ tay lên, người tiếp theo là Lý Phong. Lý Phong luôn luôn không thích Hạ Tưởng, đây là sự thật mà mỗi người ở tỉnh ủy đều biết, ngay từ thời kỳ Hạ Tưởng còn đảm nhiệm bí thư thành ủy Tần Đường, Lý Phong đã từng không công khai bình luận dèm pha tình hình ở Tần Đường, ngụ ý chính là nói bóng gió Hạ Tưởng thăng tiến quá nhanh. Nhưng hôm nay... anh ta lại tiếp theo sau Lãnh Nhạc Thương giơ tay tán thành phương án của Hồ Tăng Chu, ai cũng hiểu rõ phía sau là vì cái gì. Hai ủy viên thường vụ tại tỉnh ủy vốn không có quan hệ tốt với Hạ Tưởng mà lại trước sau giơ tay biểu quyết ủng hộ đề cử thân tín của Hạ Tưởng. Thứ mà Lãnh Nhạc Thương và Lý Phong muốn nhìn không phải là mặt mũi của Cao Tấn Chu mà là mặt mũi của Hạ Tưởng. Giơ tay biểu quyết, cũng không nhất thiết phải theo thứ tự. Sau đó chính là trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiếu Viễn Tâm giơ tay. Thời điểm Tiếu Viễn Tâm giơ tay lên, Phạm Duệ Hằng cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi thê lương. Ông ta biết, ông ta khổ tâm gầy dựng hết thảy bây giờ như bị nước cuốn trôi, mưu đồ chính trị hoàn toàn phá sản, đầu tư chính trị cuối cùng lại chấm dứt ngay dưới chân của mình. Thật là bất hạnh biết bao. Căm giận biết bao. Nhưng phẫn nộ và oán giận không hề có tác dụng đối với chính trị không phụ thuộc vào nước mắt, cũng sẽ không phụ thuộc vào phẫn nộ, nó chỉ phụ thuộc vào thực lực và lực hấp dẫn. Cũng phụ thuộc vào công nghĩa và đạo nghĩa. Lúc tất cả mọi người đều giơ tay lên, như lặng im tuyên chiến với ông ta, Phạm Duệ Hằng bi thương, vô lực dựa vào ghế, thiếu chút nữa ngã xuống đất, lần đầu tiên ông ta cảm thấy thật sâu vô lực cùng thất bại, cũng là lần đầu tiên ông ta cảm thấy quyền lực và vinh quang rời bỏ ông ta mà đi. Cứ như vậy cam chịu thất bại, cứ như vậy nhận thua hay sao? Phạm Duệ Hằng nhìn từng cánh tay múa may giơ lên, lửa giận trong lòng lại không thể ức chế mà bốc lên. Dù sao cũng sắp phải thoái nhiệm, ông ta nhất quyết phải sử dụng quyền phủ quyết một lần, phải làm cho cả hội nghị thường vụ đều run rẩy ở dưới cơn giận của ông ta. Nhưng dường như đã sớm tính được ông ta sẽ thất thố, Khâu Tự Phong đúng lúc nói một câu. Đúng rồi, nói cho các đồng chí một bí mật, trưởng ban tổ chức Trung ương Ngô đang nghỉ phép ở ngay tại thành phố Yến, ông ta dường như vô cùng chú ý tới các hạng mục công tác ở tỉnh Yến. Câu nói như một chậu nước đá từ trên trời đổ xuống. Trực tiếp dập tắt lửa giận đang cháy càng ngày càng lớn của Phạm Duệ Hằng. Cho dù thoái nhiệm bí thư tỉnh ủy,
cuối cùng cũng vẫn là muốn lý lịch quan trường của mình được ban tổ chức trung ương đánh giá tốt, ai cũng không muốn bị đánh giá kém. Lại nói một chút, ông ta nếu có thể lui thì nên lui, nếu cố tình làm cho sự việc đến tuyệt tình thì tiền đồ của Phạm Tranh có thể rất đáng ngại. Phạm Duệ Hằng trong lòng thầm mắng một câu. Hạ Tưởng, xem như anh lợi hại, nếu có cơ hội, tôi nhất định phải đòi lại công bằng. Cuối cùng, Phạm Duệ Hằng ra vẻ sáng suốt mà lý trí quyết định, chấp nhận thua cuộc. Chẳng qua, điều khiến cho Phạm Duệ Hằng cảm thấy mất mát sâu sắc chính là, đánh bạc chính trị, có khi chưa chắc chịu thua đã là xong. Sau khi ông ta thoái nhiệm, đã nhờ người giúp ông ta sắp xếp đường lui rất tốt, đó là đến một doanh nghiệp nhà nước làm cố vấn, nhưng ngay khi sắp thành công, lại bị một nhân vật chủ chốt nói một câu, là đồng chí Phạm Duệ Hằng luôn thích nói đùa, khiến cuối cùng ông ta phải đứng lại ngoài cửa, rơi vào kết cục làm một thân thanh nhàn vô dụng. Mà Phạm Tranh tuy rằng cuối cùng cũng được điều đến Viện Khoa học Xã hội, nhưng vẫn như cũ tiếp tục nghiên cứu học vấn, không phải học để thực hành, cũng chẳng khác nào giống như để đó không dùng. Cha con họ Phạm hai người cứ như vậy rời khỏi vũ đài lịch sử, về phần bao nhiêu năm sau Phạm Tranh có thể đông sơn tái khởi hay không, vẫn cứ là để sau này hãy bàn. Buổi chiều, ánh tà dương dừng lại trên sông Hạ Mã, sóng gợn lăn tăn, ánh vàng lấp lánh, quả thực là cảnh đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng lúc này có gió thu se lạnh nhưng vẫn rất lay động lòng người. Nhưng đứng trên cao nhìn ra xa sông Hạ Mã, Hạ Tưởng và Ngô Tài Dương lại không hề cảm thấy lạnh, ngược lại, lại có vẻ mặt mỉm cười ung dung. Trèo lên cao nhìn ra xa, tâm tình dường như thoải mái hơn, đương nhiên, nếu tin toàn thắng ở hội nghị thường vụ truyền đến, tâm tình sẽ càng tốt hơn. Một già một trẻ, cùng nhau đón trời chiều và gió thu, dường như là đang thưởng thức cảnh mặt trời lặn, lại dường như đang say mê trong tiếng gió cùng tiếng nước. Không biết qua bao lâu, Ngô Tài Dương mới thản nhiên thở dài ra một hơi. Hạ Tưởng, cậu quả thực không đơn giản, chung quy thế nào cũng có thể mang đến cho người khác niềm vui bất ngờ. Hạ Tưởng liền nhắc nhận mà khiêm tốn nói. Trưởng ban Ngô quá khen, đều là do các vị lãnh đạo nâng đỡ. Trên quan trường, không chỉ có hoa hoa kiều tử mọi người cùng lên, nhiều lúc còn có tường đổ thì người cũng đổ. Ngô Tài Dương chỉ nhận xét một câu như vậy đối với hội nghị thường vụ tỉnh Yến, sau đó thì không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng kinh ngạc thật lâu cũng không bỏ đi được. Ông ta là trưởng ban tổ chức trung ương, biết được trên quan trường liên kết lợi ích rất phức tạp, muốn tất cả ủy viên thường vụ muôn miệng một lời, đúng là rất khó khăn, cho dù ông ta có tỉ mỉ vận hành ở phía sau, cũng không chắc có thể đạt được hiệu quả như Hạ Tưởng. Thậm chí, không khoa trương mà nói, cho dù là một ủy viên thường vụ bộ chính trị ra tay, cũng không chắc có thể đạt được uy lực trăm miệng một lời như thế này. Trên thực tế, chỉ có cấp phó bộ Hạ Tưởng là làm được, chẳng những làm được mà còn toàn thắng dễ như dạo chơi trên sân vắng, vừa đồng thời cùng ông ta chuyện trò vui vẻ ở trong công viên nước, nhìn về sông Hạ Mã ở phía xa, vừa bày mưu tính kế, hoàn thành một trận đánh. Trong lòng Ngô Tài Dương ngoại trừ kinh ngạc, lần đầu tiên trong cuộc đời nảy ra một chút kính nể đối với một người trẻ tuổi xuất thân bình dân. Buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, cậu nhớ sắp xếp một chút. Ngô Tài Dương mở miệng dặn dò một câu, lững thững đi xuống núi. Cậu cố tình sắp xếp vài người ở nơi khác đến tỉnh Tương, ta thay cậu kiểm định. Trong lòng Hạ Tưởng vô cùng vui mừng, biết được từ nay về sau, Ngô Tài Dương sẽ lấy thân phận trưởng ban tổ chức trung ương mà đặc biệt chú ý và chiếu cố tới hắn và mấy người thuộc dòng chính của hắn, là cơ hội to lớn đến với hắn. Hạ Tưởng vừa cười đáp ứng, vừa lấy điện thoại ra. Lúc này, phải bố trí ai trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, nghĩ qua là biết ngay. Không phải người nòng cốt, quan trọng, khẳng định sẽ không được mời đến lần này. Là cán bộ cấp sở, có thể một bước tiến vào trong tầm mắt của trưởng ban tổ chức trung ương, đúng là vinh hạnh to lớn, cũng là gây dựng cơ sở vững chắc để bước tiếp theo thăng lên cấp phó bộ, là cơ hội mà mọi người tuyệt đối phải tranh thủ. Bành Vân Phong mấy ngày gần đây tâm tình bất ổn, lo trên lo dưới, tính toán thiệt hơn, nóng như lửa đốt. Bởi vì Cao Tấn Chu sắp tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh mới nhậm chức Đỗ Bang Trung khẳng định sẽ sắp xếp thân tín đảm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hơn nữa, ông ta cũng đã ở vị trí trưởng ban thư ký được 2 năm, nên chuyển đi và cũng là lúc phải chuyển đi. Tuy rằng trong nước cũng từng có tiền lệ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh thăng thẳng lên Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng Bành Vân Phong không có ảo tưởng này, bởi vì kinh nghiệm và lý lịch không đủ. Hơn nữa ngoại trừ Hạ Tưởng, phía trên anh ta không có người nào. Mà Hạ Tưởng hiện tại mới chỉ là phó tỉnh,
hiển nhiên là không có năng lực chuyển anh ta từ giám đốc sở lên phó tỉnh. Có thể ra ngoài đảm nhiệm bí thư thành ủy là lựa chọn tốt nhất. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy đang diễn ra va chạm kịch liệt, trong lòng anh ta hiểu rõ, hôm nay chủ nhiệm Hạ sắp xếp hành động, anh ta ngồi ở văn phòng, bất an, không yên chờ đợi kết quả cuối cùng. Sự việc không chỉ là lần xung đột lớn nhất giữa chủ nhiệm Hạ và Phạm Duệ Hằng mà còn liên quan đến vận mệnh và tiền đồ của anh ta, hỏi sao anh ta lại không phập phồng lo sợ. Khoảng 5 giờ chiều, truyền đến tin tức kinh người đầu tiên, chủ nhiệm Hạ toàn thắng. Bành Vân Phong sung sướng có thừa, không ngờ giống như năm đó nhận được thư thông báo trúng tuyển vào cao đẳng, bỗng chốc nhảy dựng lên, không kìm được lớn tiếng reo hò. Sau khi reo hò xong, anh ta kiềm chế ý muốn gọi điện lại cho chủ nhiệm Hạ, bởi vì anh ta biết, phó chủ tịch tỉnh cao nhất định đã thông báo cho chủ nhiệm Hạ biết trước, không cần anh ta làm chuyện thừa. Chỉ có điều, anh ta thật sự muốn nói chuyện với Hạ Tưởng, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn lại, qua nửa tiếng sau, nhận thấy lúc này gọi điện sẽ không làm ảnh hưởng đến Hạ Tưởng, anh ta mới chuẩn bị cầm điện thoại lên, điện thoại lại đột nhiên kêu lên. Không ngờ lại là chủ nhiệm Hạ gọi đến, hơn nữa, chỉ nói một câu. Vân Phong, buổi tối 7 giờ, ở tòa nhà Tề Thị, cùng trưởng ban Ngô ăn mừng. Bành Vân Phong ngay lập tức khiếp sợ đến nỗi còn chưa kịp đáp lại, chủ nhiệm Hạ đã tắt điện thoại. Trời ạ, cùng ăn cơm với Đường Đường một trưởng ban tổ chức trung ương, Bành Vân Phong cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, mơ hồ, có một cảm giác hạnh phúc kìm không được. Chu Duệ Nhạc đối với quyết định trọng đại liên quan đến tiền đồ của bản thân cũng không thể bình tĩnh tự nhiên, anh ta ở trong tòa nhà Tề Thị. Cùng Trần Thiên Vũ ở sát vách, hai người buổi chiều hôm nay bất cứ đâu cũng không đi, ngồi ở trong phòng chờ thông báo, đợi một câu nói. Tuy rằng cả hai đều 10 phần tin tưởng năng lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng, nhưng dù sao Hạ Tưởng không ở tỉnh Yến lâu lắm, mặt ngoài trấn tĩnh nhưng vẫn không che giấu được nội tâm hoảng hốt. Cuối cùng, mãi đến khi kết quả của hội nghị thường vụ truyền đến, hai người rốt cuộc mới nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp vỗ tay hoan hô chúc mừng. Điện thoại lại vô cùng đúng lúc kêu lên. Bên kia truyền đến thanh âm chân thật không ngờ của Hạ Tưởng. Duệ Nhạc, Thiên Vũ, các anh chuẩn bị một chút, buổi tối cùng ăn cơm với trưởng ban Ngô. Chu Duệ Nhạc và Trần Thiên Vũ ngơ ngác nhìn nhau, cứng họng không nói được gì. Chấm, nếu nói hội nghị thường vụ toàn thắng chính là đại diện cho tỉnh Yến thắng lợi, như vậy, bữa cơm tối nay sẽ quyết định hướng đi chính trị sau này của phe Hạ Tưởng. Là cuộc hội họp quan trọng bậc nhất trong dịp quốc khánh. Lần này Hạ Tưởng gặp gỡ thành viên chính trị và kinh tế, ngoại trừ nhân viên bình thường được mời ra, còn có vài người không mời mà đến, làm khách không mời mà đến, không tự nhiên không hùng tráng, không có Hạ Tưởng lên tiếng, cuối cùng không dám xuất đầu lộ diện. Trong số khách không mời mà đến, người không đủ sức đương chức nhất là Bành Dũng. Làm trưởng ban thư ký chính phủ, cán bộ giám đốc sở, bởi vì sự liên lụy việc đại sự của huyện An, bị giáng chức xuống đảm nhiệm phó thị trưởng, vẫn là dưới Hạ Tưởng, nếu không, sẽ bị bãi chức, khả năng từ nay về sau không gượng dậy nổi. Vì vậy, Bành Dũng cảm kích tấm lòng của Hạ Tưởng, không thể diễn tả được. Lần này quốc khánh tụ họp, Bành Dũng cũng nghe được tin đồn, Chu Duệ Nhạc cũng nói với anh ta một câu, nửa chào đón nửa tùy ý, khiến cho anh ta có chút không đoán được ý của Chu Duệ Nhạc, vẫn là ám chỉ Hạ Tưởng. Về sau vừa nghĩ, không lo nghĩ nhiều nữa. Rất nhiều lúc ngồi đợi chờ là không có ích, hơn nữa cho dù Hạ Tưởng có phải xem anh ta trở thành hệ chính hay không, anh ta cũng phải gặp mặt Hạ Tưởng nói lời cảm ơn. Lợi ích có thể tranh thủ được cần chủ động tranh thủ, lợi ích không thể tranh thủ được, cũng cần cố gắng quan sát, tràn ngập chờ đợi. Tuy rằng Bành Dũng hiện nay đang trong đáy vực đời người, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ hy vọng có một ngày có thể mưu tính lại. Va chạm dữ dội tại hội nghị thường vụ tỉnh ủy hôm nay. Anh ta cũng nghe thấy cái gì đó, nhưng cũng không biết chính là, anh ta cũng nằm trong đó, trong danh sách đề cử cán bộ, rõ ràng có tên anh ta. Bành Dũng lúc này còn không biết, trên trời cao sắp rơi xuống chiếc bánh thơm ngon, không lâu sẽ rơi trúng đầu anh ta, làm anh ta choáng váng đầu óc. Hôm nay là ngày thứ ba đến thành phố Yến, vẫn không nhận được một cuộc điện thoại của Hạ Tưởng, anh ta một chút cũng không oán trách, càng không nản lòng, quyết định vẫn chờ đợi, bởi vì anh ta biết. Hạ Tưởng nhất định biết anh ta đã đến. Bành Dũng cũng hiểu một điều là, cho dù anh ta đã ở Đan Thành mấy năm, nhưng vì sự việc ở huyện An là việc lớn, lý lịch của anh ta có một chút không sáng sủa, muốn đề cao trong tỉnh, rất khó, nhưng chung quy cũng cần di chuyển địa điểm rồi,
làm sao có đạo lý ở mãi một chỗ, anh ta cũng không chịu nổi ánh mắt khác thường của đồng sự xung quanh. Bành Dũng hiện nay không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng có thể được điều đi nhận chức tại một thành phố khác, chẳng sợ vẫn là tiếp tục đảm nhiệm phó thị trưởng, thì cũng mạnh hơn rất nhiều so với ở chỗ Đan Thành. Tuy rằng cũng muốn tiến thêm một bước nhỏ, cho dù chỉ là vào hội nghị thường vụ cũng được. Phó thị trưởng ủy viên thường vụ và phó thị trưởng tuy rằng cấp bậc giống nhau, nhưng xếp hạng trong đảng được đề cao không ít, tương đối mà nói, còn có hy vọng tiến thêm một bước. Chỉ có điều, Bành Dũng am hiểu quy tắc quan trường biết rõ, anh ta muốn chuyển mình ở tỉnh Yến khả năng không thể nói không có. Nhưng ít ra trong vòng 4-5 năm không thể xóa bỏ ảnh hưởng của sự cố huyện An, nhưng tuổi tác không đợi người, sau 4-5 năm, anh ta còn có triển vọng gì đáng nói. Đến lúc đó nhỏ hơn mấy tuổi so với chủ nhiệm thành ủy, cộng sự thị trưởng, anh ta sẽ như thế nào? Muốn vào hội nghị thường vụ, trừ phi điều ra tỉnh Yến, nhưng điều động tỉnh bên cạnh quá khó, không có vận động đằng sau đắc lực, hoàn toàn là hy vọng hão huyền. Hiện nay anh ta không khác mấy thành người bị ghét bỏ trong quan trường, ngoại trừ Hạ Tưởng không ai dựa dẫm, nhưng tình cảm giữa chủ nhiệm Hạ và hắn không sâu sắc, đã giúp anh ta một lần, sao có thể kéo anh ta lên lần nữa. Bành Dũng tuy chưa tuyệt vọng, nhưng gần như nhận định tiền đồ u ám, anh ta chỉ mong Hạ Tưởng có thể có cách đưa anh ta rời Đan Thành, cho dù là phấn đấu đến nơi gian khổ nhất, cũng đáng. Hơn 5 giờ, Bành Dũng quyết định xuống nhà ăn cơm, anh ta tuy rằng có quan hệ không tồi với Chu Duệ Nhạc, nhưng Chu Duệ Nhạc là lãnh đạo, lại là hệ thống trung tâm của Hạ Tưởng, anh ta ngại chủ động liên lạc. Từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy tiền đồ rộng mở, đến nay thành phó thị trưởng phân công quản lý hội liên hiệp phụ nữ không ai để ý tới, những thăng trầm mà Bành Dũng đã trải qua là một trời một vực mà người bình thường trong quan trường không thể nhận thức được, cũng chính là từ sự vẻ vang đến bị ghẻ lạnh, khiến anh ta càng kiên cường lại kiên nhẫn, càng có thể chịu đựng áp lực mà một người bình thường không chịu được. Vừa tính lên đường, điện thoại kêu vang, Bành Dũng do dự một chút, không quá bằng lòng nghe điện thoại, bởi vì bạn bè của anh ta ở thành phố Yên đều rời xa anh ta. Mà anh ta cũng không muốn nghe đến giọng điệu của đồng nghiệp đứng trên cao nhìn xuống, nhưng ánh mắt đảo qua dãy số điện đến, lập tức nín thở. Chủ nhiệm Hạ điện đến. Tay Bành Dũng gần như không giữ nổi điện thoại, giọng nói có chút run rẩy. Chủ nhiệm Hạ, Hạ, chào ngài. Bành Dũng, tới phòng 917 một chuyến, có chuyện nói với anh một chút. Hạ Tưởng chỉ nói một câu bình thản, liền buông điện thoại xuống. Giọng nói Hạ Tưởng yên lặng như nước trong tai của Bành Dũng lại như âm thanh tự nhiên, anh ta không biết đã xảy ra việc gì, nhưng lại biết Hạ Tưởng đối nhân xử thế đứng đắn chưa từng nói giả tạo, lúc này không nói hai lời, lập tức xuống lầu, cũng không lo đến bước đi phong độ và khoan thai, bước nhanh như bay vào phòng 917. Gõ cửa đi vào, bên trong đã đầy người ngồi, ngoại trừ Hạ Tưởng, Chu Duệ Nhạc và Trần Thiên Vũ ra, còn có một người không quen, nhưng... dường như đã gặp qua ở đâu, chỉ sững sờ, Bành Dũng chỉ cảm thấy một tiếng nổ rền vang, phút chốc liền đứng hình. Không ngờ là, trưởng ban tổ chức trung ương Ngô Tài Dương, Bành Dũng ngoài không dám tin vào hai mắt của mình ra, ngoài bước không nổi ra, thì dấu chấm hỏi đầy đầu, sau dấu hỏi, lại là một niềm vui lớn và choáng váng. Với cách đối nhân xử thế và nguyên tắc xử sự của chủ nhiệm Hạ, nếu hắn không bị nhét vào hệ thống trung tâm, tuyệt đối không có khả năng tham gia cuộc họp hôm nay. Sau khi ngồi dưới nhất, Bành Dũng không dám ngẩng đầu liếc nhìn Ngô Tài Dương một cái, chỉ chờ Hạ Tưởng giới thiệu, cứ thấy kỳ lạ, Hạ Tưởng cũng không giới thiệu Ngô Tài Dương là ai, liền cho đồ ăn lên. Một bàn có 5 người, cũng coi như náo nhiệt, Ngô Tài Dương cũng rất bình thản, thỉnh thoảng nói giỡn vài câu với Hạ Tưởng, thậm chí còn nói mấy câu với Bành Dũng, như hỏi Bành Dũng có cảm tưởng gì với việc đến tỉnh Tương, có tin đến tỉnh Tương làm ra thành tích hay không, Bành Dũng đối phó với câu hỏi của cấp trên như sở trường. Trả lời trôi chảy. Chẳng qua là hỏi đáp, anh ta bỗng nhiên bừng tỉnh, đến tỉnh Tương. Anh ta thật sự điều chuyển rồi. Tỉnh Tương, có Hạ Tưởng đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Tương, sau khi anh ta đi, hay là phải tiến thêm một bước nhỏ? Bành Dũng không dám nghĩ, không dám hỏi, vội vàng đợi Hạ Tưởng tiết lộ sự thật cuối cùng. Bành Dũng, thật ngại không thương lượng với anh, đã quyết định điều anh đến tỉnh Tương nhận chức. Đã phối hợp với ban tổ chức cán bộ tỉnh Tương, lại được ban tổ chức trung ương phê chuẩn, anh, Duệ Nhạc và Thiên Vũ là trao đổi cán bộ giữa các địa phương, đến tỉnh Tương nhận chức. Hạ Tưởng vẻ mặt ôn hòa tươi cười, khẽ gật đầu với Bành Dũng. Sau khi đến tỉnh Tương, các anh phải làm việc tốt,
không được phụ lòng tin tưởng và ủy thác của trưởng ban Ngô và tôi. Nếu Hạ Tưởng chỉ là lấy danh nghĩa của hắn cũng không có gì, cố tình thêm vào hàng chữ trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban Ngô, khiến cho lần điều động này có ý nghĩa khác thường. Thử nghĩ, trưởng ban tổ chức trung ương đều quan tâm đến điều động, chẳng lẽ không phải nói rõ, sau này bọn họ là người của trưởng ban Ngô. Trong lòng bàn tay Bành Dũng đổ đầy mồ hôi, những gì có thể nói sẽ nói bình thường đã hoàn toàn không thấy, Hạ Tưởng nói cái gì, anh ta liền đáp cái đó, bởi vì việc hôm nay quá khác thường, điều anh ta đến tỉnh Tương là niềm vui bất ngờ đầu tiên, sau lưng điều động có sự tham gia của trưởng ban Ngô, chính là niềm vui và ý nghĩa lớn thứ hai. Hạ Tưởng cũng không giải thích gì nhiều, Ngô Tài Dương ngồi lại, chỉ là đứng ngoài quan sát, ý nghĩa tượng trưng trọng đại, sẽ không chỉ điểm bất cứ gì với ba người Chu Duệ Nhạc, nhưng Ngô Tài Dương chỉ cần ngồi xuống trước mặt, với kinh nghiệm quan trường của Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng không rõ ràng sẽ ẩn chứa ý nghĩa chính trí lớn gì. Thấy bầu không khí chuẩn bị đến thời khắc quan trọng, Hạ Tưởng liệt kê vấn đề. Bước đầu tiên, Duệ Nhạc và Thiên Vũ đến tỉnh Tương, chia nhau làm bí thư thành ủy, thị trưởng, Bành Dũng làm phó thị trưởng thường trực, đương nhiên, chỉ có tôi và chủ tịch tỉnh phó, trưởng phòng lương bước đầu thảo luận, còn phải có tỉnh ủy phê chuẩn. Hạ Tưởng tuy rằng nói nhẹ nhàng, nhưng tìm Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng đều đập nhanh, chủ nhiệm Hạ giải quyết rất rõ ràng, với ảnh hưởng và tên tuổi của hắn ở tỉnh Tương, hơn nữa được chủ tịch tỉnh phó cho phép, mấy phần bổ nhiệm đã được định. Chu Duệ Nhạc tạm được, tiếp tục làm bí thư thành ủy, vị trí cấp sở mài mòn rồi, mà Trần Thiên Vũ lại tiến thêm một bước, rốt cuộc trở thành nhân vật số một trong thành phố, trong lòng vui sướng. Nhưng trong ba người, chưa động đến cấp bậc nhưng kích động nhất không ngờ là Bành Dũng, bởi vì anh ta chẳng những tiến thêm một bước vào hội nghị thường vụ, xếp hạng trong đảng còn tiến lên diện rộng, còn do một phó thị trưởng bình thường thăng chức làm phó thị trưởng thường trực, sau khi đã có kinh nghiệm mấy năm, cuối cùng ánh sáng cánh cửa chính trị đã hé mở. Bành Dũng giờ này chắc cảm kích Hạ Tưởng không lời nào diễn tả được, anh ta run rẩy hai tay, không kiềm nổi dòng lệ chảy dài, nâng chén rượu lên về phía Hạ Tưởng. Chủ nhiệm Hạ với tôi ân nặng như núi, lời nói của tôi cũng không tác dụng gì, sau này vì chủ nhiệm Hạ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Ngô Tài Dương ở một bên âm thầm tán dương Hạ Tưởng có thủ đoạn lôi kéo lòng người thật tuyệt, khiến ông ta làm trưởng ban tổ chức trung ương quản lý ngũ quan thiên hạ, cũng xem như thế là đủ rồi. Bành Dũng lỗi cũng không nặng, cũng có trình độ làm quan, chẳng qua thời cơ không đến mà thôi, Hạ Tưởng mượn cớ lôi kéo anh ta, làm ít công nhiều, từ nay về sau. Có được cấp dưới trung thành, nhất định quyết tâm không thay đổi. Mà Bành Dũng cũng là người thông minh, anh ta trước mặt chỉ có tỏ lòng chung với mình Hạ Tưởng, rõ ràng là mượn trưởng ban tổ chức trung ương ông ta để lộ ra quyết tâm một lòng đi theo Hạ Tưởng. Ngô Tài Dương gật đầu liên tục, con mắt Hạ Tưởng thật không tồi, trong ba người, Bành Dũng tuy cấp bậc thấp nhất, nhưng có năng lực đối nhân xử thế nhất, triển vọng nhất. Chu Duệ Nhạc tuy rằng bảo thủ, nhưng thành thạo cẩn thận, Trần Thiên Vũ lại nguyên tắc cứng nhắc. Sau này ba người có thể tiến thêm hay không khoan hãy nói, ít nhất sẽ là thành viên tin cậy nhất của Hạ Tưởng. Trên chính trị, đáng tin cậy là yếu tố đầu tiên lựa chọn thành viên tổ chức. Sau đó, Hạ Tưởng cũng không kiêng dè Ngô Tài Dương, chỉ ra sau này hắn sẽ dần dần sắp xếp thành viên tổ chức chính trị trong khắp cả nước, cho dù đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh nào, đều phải nhớ kỹ trách nhiệm vì nước vì dân, sau này, còn phải chú tâm tự bồi dưỡng bản thân. Hành động này cho thấy Hạ Tưởng sau này tương đương với một thời kỳ dài, sẽ chuyên tâm bồi dưỡng cho thành viên tổ chức, sẽ để tâm nuôi dưỡng thân tín. Mà sau khi kết thúc tiệc rượu, Ngô Tài Dương cũng nói một câu đầy thâm ý. Tôi sẽ làm việc ở ban tổ chức trung ương cho đến nhiệm kỳ năm sau. Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng nghe được nhiệt huyết sục sôi, họ hiểu rõ ngụ ý của trưởng ban Ngô, chỉ cần đi theo chủ nhiệm Hạ, năm sau, trong ba người họ. Ít nhất có một người có hy vọng thăng chức phó bộ. Từ đầu đến cuối, Bành Vân Phong chỉ là khán giả và tiếp đón khách, không nói lời nào, ngoài bưng trà rót nước ra, chẳng những không ngồi xuống, thậm chí Hạ Tưởng không nói tên của y, Ngô Tài Dương cũng không chủ động nói với y một câu. Bành Vân Phong lại không có chút cảm giác mất mát nào, ngược lại càng thêm nặng nề, có trách nhiệm và sứ mệnh nặng trĩu. Bởi vì anh ta đã được chủ nhiệm Hạ sắp xếp, hôm nay ba người Chu Duệ Nhạc đều đến tỉnh Tương. Chỉ có anh ta ở lại tỉnh Yến, thành viên tổ chức ở lại tỉnh Yến rất nhiều, lại cố tình chỉ để anh ta đến trước, để anh ta đến, lại không cho anh ta cơ hội lộ diện, chỉ cho anh ta làm việc không đâu như rót trà,
nhưng anh ấy lại biết được hàm ý không cần nói ra trong đó. Chủ nhiệm Hạ giao nhiệm vụ quan trọng cho anh ta, để anh ta ở lại tỉnh Yến, trở thành đại quản gia của thành viên tổ chức tỉnh Yến, phối hợp với tất cả thành viên tổ chức tỉnh Yến. Là nhiệm vụ trọng đại mà vinh dự, lại được chủ nhiệm Hạ tin tưởng tuyệt đối, đồng thời lại cảm thấy trách nhiệm to lớn. Cho dù có 3 cán bộ điều đến tỉnh Tương, nhưng thành viên tổ chức cơ bản của chủ nhiệm Hạ còn ở tỉnh Yến, anh ta phải phụ trách trọng trách để thành viên tổ chức dưới cấp sở thuận tiện trưởng thành, nếu không có ngoài dự kiến, trong thời gian ngắn anh ta sẽ không rời tỉnh Yến. Bành Vân Phong không hổ là mưu thần số 1 của Hạ Tưởng, hoàn toàn đoán được cách nghĩ của Hạ Tưởng. Sau khi ăn xong, Ngô Tài Dương liền cáo từ mà đi, ông ta cũng có bạn bè cần gặp, Hạ Tưởng cho 3 người Chu Duệ Nhạc cùng lên lầu trước, chuẩn bị tiếp tục triệu tập toàn thể đại hội thành viên tổ chức, hắn thì ở lại, đợi 3 người Chu Duệ Nhạc đi, mới nói với Bành Vân Phong. Vân Phong, vất vả cho anh rồi. Không vất vả, việc nên làm mà. Bành Vân Phong kính cẩn trả lời. Cảm ơn chủ nhiệm Hạ tin tưởng tôi nhất định làm tốt công việc ở tỉnh Yến, tận tâm tận lực phục vụ thành viên tổ chức ở tỉnh Yến. Hạ Tưởng vui mừng cười, Bành Vân Phong quả là Bành Vân Phong, một chút liền rõ, không uổng công hắn tận tâm bồi dưỡng, trong kế hoạch sau này, Hạ Tưởng vẫn giữ lại một vị trí quan trọng cho Bành Vân Phong. Không để anh lộ diện trước mặt trưởng ban Ngô, trong bụng anh có ý tưởng gì không? Hạ Tưởng cố sắp xếp Bành Vân Phong đảm nhận vai trò nhân viên phục vụ, cũng không đề cập đến Bành Vân Phong với Ngô Tài Dương. Ngô Tài Dương thật sự cho rằng Bành Vân Phong là người ngoài, nên chẳng nhìn Bành Vân Phong được mấy lần, ông ta cũng không biết Bành Vân Phong là ai. Không đâu, cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm tôi. Vẻ mặt Bành Vân Phong có chút tươi cười, không phân trần, chỉ cảm ơn Hạ Tưởng tín nhiệm anh ta, để cho Hạ Tưởng an lòng. Hạ Tưởng xúc động nói. Vân Phong, anh vẫn là trợ thủ giỏi nhất bên tôi, nhưng để anh trưởng thành, anh phải tự mình chủ quản một phương. Lần này đảm nhận bí thư thành ủy, tranh thủ thời gian hết nhiệm kỳ, ở tỉnh Yến triển khai phó tỉnh, đám người của tỉnh Yến, không có anh không được. So sánh thì, anh có sức sống tuổi trẻ hơn Duệ Nhạc, Thiên Vũ và Bành Dũng. Không cho Bành Vân Phong lộ diện trước Ngô Tài Dương, là Hạ Tưởng cố ý thử thách Bành Vân Phong, chính là muốn quan sát Bành Vân Phong có kiềm chế được kích động lộ diện trước mặt trưởng ban tổ chức trung ương hay không, có chủ động giới thiệu hay không. Trên quan trường thường nghĩ đủ hết mọi biện pháp để lộ diện trước lãnh đạo, còn may, Bành Vân qua được khảo nghiệm, là người đáng phó thác trọng trách. Tuy nhiên biểu hiện của Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng cũng đáng chú ý, gặp Bành Vân Phong ở một bên, cũng không để lộ bộ dạng kinh ngạc, cũng không ai hỏi thêm một câu, khiến cho Hạ Tưởng đối với thành viên tổ chức sau này, biết được ai có thể trọng dụng đảm đương, trong lòng đã có một lời bình. Trên thực tế, Bành Vân Phong và Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ cũng không quá 40 tuổi, xem như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa tuổi tác mấy người xấp xỉ nhau, giỏi chừng chênh lệch 1-2 tuổi, Hạ Tưởng sở dĩ nhấn mạnh tuổi trẻ Bành Vân Phong, vẫn là có ý ủy thác kỳ vọng ở Bành Vân Phong. Hắn hy vọng Bành Vân Phong vẫn giữ cơ sở ở tỉnh Yến, tranh thủ trong 10 năm, đem tất cả thành viên tổ chức ở tỉnh Yến, tạo thành một lực lượng có thể dễ sai khiến. Nếu muốn tạo thành viên tổ chức, chọn người chịu trách nhiệm cụ thể. Phải là người Hạ Tưởng tín nhiệm 100%, nếu không, nói không chừng sẽ là may áo cho người khác. Trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, đợi thành viên tổ chức chính trị sau khi giải khắp các tỉnh trong nước, mỗi một tỉnh đều phải có một người lĩnh quân, nếu không giới hạn năng lực mọi người, có khả năng ở địa phương sẽ bị dần mai một. Một cán bộ cấp sở nếu ở địa phương không gốc không dễ, rất dễ chỉ làm 1-2 nhiệm kỳ, thì bị bỏ không, do vậy, phải phòng ngừa chu đáo, đồng thời để dò sát các nơi. Còn khi có người chú ý chặt chẽ sự trưởng thành của họ. Cũng không thể như năm đó khi hắn được hệ bình dân xem trọng, chỉ để ý đặt hy vọng lớn, cho dù được nâng đỡ một lần, nhưng không có được mấy người có con mắt và thực lực như hắn, nếu hắn không tự mình cứng rắn, bây giờ sớm đã ảm đạm rồi. Vì vậy, nếu muốn bồi dưỡng năng lực, nếu muốn giúp đỡ thân tín, Hạ Tưởng phải làm đến tuyệt đối không sai sót, nếu không, còn không bằng bỏ sức đi làm việc vô dụng. Bành Vân Phong ở lại tỉnh Yến, làm nhân vật lĩnh quân thành viên tổ chức tỉnh Yến. Tỉnh Tương tuy rằng giai đoạn hiện nay có hắn, nhưng hắn sẽ không ở tỉnh Tương lâu, vì vậy, trong nhóm 3 người tỉnh Tương, vị trí của Chu Duệ Nhạc ở cấp sở là lâu nhất, kinh nghiệm làm việc già dặn nhất, cũng điềm đạm nhất, chắc chắn làm nhân vật lĩnh quân. Tuy nhiên nếu đợi sau khi hắn đi, cụ thể nói chuyện với Phó Tiên Phong, còn Bành Dũng không gì khác hơn.
Lúc này thành viên tổ chức trên cơ bản chia làm hai nhánh, một nhánh ở tỉnh Yến, một nhánh theo hắn đến tỉnh Tương, là vì kế hoạch bước đầu trong thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng. Lên lầu họp, hội nghị phía dưới, chủ yếu là thành viên tổ chức chính trị tỉnh Yến, Vân Phong, đến lúc đó anh đi lên khán đài. Hạ Tưởng trịnh trọng giao phó việc. Bành Vân Phong vẻ mặt kiên quyết gật gật đầu, trong lòng sung sướng vì được Hạ Tưởng tín nhiệm và giao trọng trách quan trọng, cũng có tinh thần hăng hái tiến về phía trước khiến anh ta vô cùng phấn khích. Hội nghị sắp xếp ở phòng họp tầng 20, trước đó, Từ Tử Kỳ và Trung Nghĩa Bình đã bố trí xong. Không sai, chính là Từ Tử Kỳ từng đảm nhiệm thư ký của Hạ Tưởng ở Tần Đường. Từ Tử Kỳ đương nhiệm bí thư huyện ủy bên dưới Tần Đường, kinh nghiệm của anh ta không đủ, muốn lên phó giám đốc sở ít nhất phải hơn 3 năm, nhưng thật ra Trung Nghĩa Bình mượn sự kiện gió đông lần này, thành công từ bí thư huyện ủy lên phó thị trưởng, bước ra một bước mấu chốt mà vững chắc. Lại nói đến Trung Nghĩa Bình bước đi vẫn vô cùng vững chắc, làm thuộc hạ sớm nhất trong tổ cải tạo thôn nội đô, Trung Nghĩa Bình mấy năm qua tuy gặp mặt Hạ Tưởng không nhiều lắm, nhưng vẫn không đứt liên lạc, hơn nữa anh ta nhớ mãi không quên chỉ dẫn của Hạ Tưởng đối với anh ta. Nếu tính thời gian, Trung Nghĩa Bình kỳ thật xem như là thế hệ đầu tiên của Hạ Tưởng. Thuộc hạ cập nhật nhanh nhất. Ngoài Bành Dũng là khách không mời mà đến ra, Cục trưởng Đất đai thành phố Tần Đường Hồ Thư Dương cũng là khách không mời mà đến. Anh ấy không được Hạ Tưởng mời, nhưng lại biết tin tức từ Từ Tử Kỳ, liền chủ động đến thành phố Yến tỏ thành ý. Kỳ thực từ trên con đường Hạ Tưởng đã đi, như Hồ Thư Dương là cán bộ bị Hạ Tưởng chỉ xem năng lực mà không có ý định đề bạt vào hệ thống, có khối người, họ có thể dùng hay không, có thể trở thành dòng chính hay không, nếu Hạ Tưởng cũng không chủ động nói ra, thì xem năng lực và ý nguyện của chính họ. Có năng lực, lại có ý chủ động, Hạ Tưởng cũng đồng ý tiếp nhận. Đương nhiên, nếu nhân phẩm không tốt, cán bộ trong kinh tế và tác phong sinh hoạt dễ xuất hiện vấn đề, Hạ Tưởng cũng không thể trọng dụng. Hồ Thư Dương là một trong số đó, Lưu Nhất Cửu cũng là một trong số đó. Nếu nói Hồ Thư Dương đến không nằm ngoài dự liệu của Hạ Tưởng, thì sự xuất hiện của Lưu Nhất Cửu, thì làm hắn ta hơi giật mình, bởi vì trong ấn tượng Lưu Nhất Cửu dường như là người nhạt nhẽo, cũng không ham muốn thăng quan, nhưng cũng không ngờ đến thành phố Yến góp vui, hay là có ẩn tình khác. Hạ Tưởng cũng không phải là ai đến cũng không từ chối, hắn sẽ nhằm vào một số bộ phận có cảm hứng đi vào, khách không mời mà đến có rất nhiều, ngoại trừ Hồ Thư Dương và Lưu Nhát Cửu bị hắn cho ra rìa ra, đi vào nhẹ nhàng còn có Hoàng Kiến Quân của quận Hạ Mã, Thiên Trạch Dương cùng với Thường Hào đương nhiệm phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đây không phải là không tiếp nạp bọn họ, mà là tạm thời không thể đưa họ vào trung tâm hệ thống, hội nghị hôm nay, chỉ có trung tâm hệ thống tham gia. Lúc Hạ Tưởng tới, phòng họp đã hội tụ khắp nơi, vui mừng vô cùng. Từng gương mặt quen thuộc, từng nụ cười tươi thiết tha, từng đôi mắt đợi chờ, trong nháy mắt Hạ Tưởng đẩy cửa vào, mọi người đứng dậy, vỗ tay nhiệt liệt, đều bày tỏ tôn kính với Hạ Tưởng. Bởi vì cho dù là ai, cho dù cấp bậc cao thấp, đã người trong đấy, không một ai chưa từng nhận ân huệ của Hạ Tưởng, không một người không bị nhân phẩm và nhân cách của Hạ Tưởng thuyết phục, không một người không kính yêu Hạ Tưởng vô cùng. Cho dù là Trung Nghĩa Bình sớm nhất, Trần Thiên Vũ của quận Hạ Mã, Phó Hiểu Bân, Chu Duệ Nhạc của thành phố Lang, hay là Bành Vân Phong của Thiên Trạch, Lưu Nhất Cửu, hoặc là Từ Tử Kỳ của Tần Đường, Lương Thu Duệ, Hồ Thư Dương, lại thêm Bành Dũng của thành phố Yến, thậm chí tính cả Lục Minh, không ai không thể hiện vẻ mặt chân thành, ánh mắt thuyết phục và kính nể Hạ Tưởng. Đúng vậy, Lục Minh cũng tham gia hội nghị hôm nay, là Hạ Tưởng đặc biệt sắp xếp, bởi vì sau lưng hội nghị thường vụ, Lục Minh làm công tác lực lượng phía sau, để hắn nhận thức thêm năng lực của Lục Minh, hơn nữa Lục Minh lần này, đã không đường quay lại, lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để đưa vào hệ thống. Mười mấy người hội họp, từ cấp cục đến giám đốc sở, thành viên tổ chức chính trị của Hạ Tưởng không tính không biết, tính sơ sơ, sợ là sẽ làm chấn động đến nhiều người, đã qua quy mô ban đầu, và mơ hồ có được thực lực ảnh hưởng thế cục phòng ban. Theo thời gian, nếu toàn thể thực lực của thành viên tổ chức chính trị lại tăng dần, sẽ là một lực lượng khủng bố, mấu chốt ở chỗ, toàn thể lực lượng đều trung thành với Hạ Tưởng khiến người khác áy náy kinh hãi. Lực lượng hùng mạnh thông thường, ngoại trừ toàn thể cấp bậc cao ra, đáng sợ nhất ở chỗ lực ngưng tụ, Hạ Tưởng chính là linh hồn của đội ngũ, chỉ cần hắn ở đây, đội ngũ trước mắt bất kể tới trình độ và cấp bậc gì, đều vây lấy hắn là trung tâm. Nếu người ngồi bên trong có thể một hai người là bí thư tỉnh ủy, hai ba người chủ tịch tỉnh, sau đó đều là phó chủ tịch tỉnh và cấp sở,
bình thường rải rác các nơi trong nước, nhưng tới thời khắc mấu chốt đột nhiên tất cả đồng thanh phát ra âm thanh giống nhau, thể hiện nhu cầu giống nhau, như vậy sẽ làm làn sóng xung kích khiến mọi người run rẩy. Đương nhiên, nếu muốn hoàn thành kế hoạch lớn, đội ngũ trước mắt vẫn không đủ hùng mạnh, còn rất yếu. Nhưng nếu nghĩ giai đoạn hiện nay Hạ Tưởng chỉ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, thành tích của hắn đủ để ngạo mạn với vô số quan lớn tỉnh bộ rồi. Hai tay Hạ Tưởng ghi xuống, ra hiệu mọi người ngồi xuống, cười nói. Ngồi xuống cả đi, đừng đứng như vậy, đều là bạn bè tốt, không cần quá khách sáo. Các anh càng khách sáo càng là xa lánh tôi. Đoàn người cười ồ lên, không khí liền sinh động thoải mái đi rất nhiều. Sau khi Hạ Tưởng ngồi xuống, mọi người mới ngồi xuống. Vì là hội nghị không chính thức lần đầu, chỗ ngồi không sắp xếp theo cấp bậc, chính là phá vỡ quy tắc thông thường, trong bầu không khí thoải mái, tạo bầu không khí hữu nghị. Hạ Tưởng rất vừa lòng với sự sắp xếp chỗ của Trung Nghĩa Bình và Từ Tử Kỳ. Bây giờ mọi người cùng ngồi lại, phải quên thân phận bí thư thành ủy, thị trưởng hoặc là bí thư huyện ủy của mình đi, muốn tôi nói, cùng ngồi với nhau là bạn bè, chỉ cần đối đãi chân thành, mới có thể trở thành một tập thể có khả năng. Yêu cầu của tôi đối với các anh không nhiều lắm, anh có thể không nói lời nào, cũng có thể nói những lời không hay, nhưng phải nhận rõ tình hình, để chính mình trở thành một phần tử của tập thể, nếu ai ảnh hưởng đến quyền lợi tập thể, xin mời người đó chủ động đi ra, tôi tuyệt đối không miễn cưỡng, cũng sẽ không một câu giữ lại. Phòng họp lập tức lặng như tờ, sau đó vỗ tay nhiệt liệt. Quyền uy và danh tiếng của Hạ Tưởng, trong cảm nhận của dòng chính, không ai có thể sánh bằng. Có lẽ mọi người xảy ra tình huống xem thường lẫn nhau, nhìn nhau không vừa mắt, nhưng dưới những mâu thuẫn nhỏ, tất cả mọi người đều vô điều kiện phục tùng sự sắp xếp của Hạ Tưởng, và đoàn kết xung quanh Hạ Tưởng. Trong lòng Lục Minh bốc lên như thủy triều, bây giờ anh ta mới thấy rõ thực lực của Hạ Tưởng, cũng hiểu rõ cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, rất may đã bước ra một bước chính xác, trong lòng tin tưởng chắc chắn, đặt mình trong tập thể do Hạ Tưởng lãnh đạo, không tiếp tục chiến đấu một mình, là bảo đảm cho nguồn gốc và thắng lợi lòng tin khi sau này giao chiến với đối thủ. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Bành Dũng càng không cần nói, hiện nay anh ta quyết một lòng với Hạ Tưởng trong cảm tưởng của anh ta, chính là sự sống độc nhất vô nhị. Lưu Nhất Cửu đến, là vì anh ta nghĩ thông suốt rất nhiều việc, chuẩn bị bước quan trọng để sau này theo sát chủ nhiệm Hạ, về sau anh ta phá án cũng tốt chiến đấu cũng tốt, dưới sự bảo hộ của tập thể, anh ta an toàn hơn rất nhiều, cũng có thể giảm đi rất nhiều ngờ vực vô căn cứ của người trong quan trường, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vụ án. Hồ Thư Dương thì một là cảm động và nhớ nhung cất nhắc của Hạ Tưởng, hai nữa là anh ta không có người có thể dựa vào, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể hòa thuận bên Hạ Tưởng, trở thành thân tín của chủ nhiệm Hạ. Những người khác tuy rằng tâm tư khác nhau nhưng đều không ngoại lệ là vì đi theo bước chân của Hạ Tưởng mà đến. Hạ Tưởng lần đầu tiên gặp mặt thành viên tổ chức chính trị, tự nhiên cũng rất vui vẻ, sau khi nêu rõ nội dung, lại dịu giọng xuống. Rất vui được ngồi thảo luận về phát triển sau này cùng mọi người, có vài lời không dễ nghe, nhưng vẫn phải nói. Tôi không yêu cầu các vị ngồi đây đều phải là quan thanh liêm, nhưng nếu ai ăn quá tham hoặc ăn quá khó nhìn, chẳng những thành viên tổ chức bên dưới không dung, tôi cũng sẽ tự tay đem người đó ra công lý. Cơn lốc của hai vụ tham nhũng ở tỉnh Tương, hơn 10 tham quan cấp sở hạ mã, đều là một tay tôi thúc giục, hy vọng các vị nghĩ đến ranh giới. Hôm nay triệu tập mọi người đến, có 3 việc cần tuyên bố. Thứ nhất, Chu Duệ Nhạc, Trần Thiên Vũ và Bành Dũng 3 đồng chí giao lưu đất khách đến tỉnh Tương thăng chức, có thể lộ ra một chút là bước tiến nhỏ. Sau này đợi khi các vị có cơ hội thích hợp, cũng có cơ hội rời tỉnh Yến ra bên ngoài rèn luyện. Người ở lại tỉnh Yến, sau này bất luận có việc gì không tiện trực tiếp liên hệ với tôi thì tìm Bành Vân Phong, từ nay trở đi, anh ấy là đại quản gia của thành viên tổ chức tỉnh Yến. Thứ hai, hôm nay có thể tham gia hội nghị này, đều gia nhập vào vòng tròn trung tâm, đi vào không dễ, đi ra dễ nếu có một ngày anh cảm thấy quan niệm chính trị cùng tôi quá khác biệt, anh có thể bất cứ lúc nào lựa chọn mỗi người một ngả với tôi. Thứ ba, yêu cầu thấp nhất của tôi với các vị chính là không vi phạm vấn đề kinh tế và tác phong sinh hoạt, bất kể là ở đâu, đều phải có tấm lòng đền đáp quốc gia một lòng tạo phúc, làm người chân chính có lợi cho nhân dân và quốc gia. Nếu làm không được như vậy xin lỗi, tiền đồ của người đó liền dừng lại không tiến lên được. Về phương hướng của các anh sau này, tôi không cần nói nhiều,
mời đồng chí Bành Vân Phong nói vài câu. Hạ Tưởng nói mấy câu ngắn gọn, mọi người dưới khán đài chăm chú lắng nghe, còn có người lấy bút ghi lại, hắn cũng thấy hài lòng, sau cùng bổ sung thêm một câu. Tôi hy vọng trong vòng 2-3 năm, tất cả các vị ngồi đây đều tiến thêm một bước. Sau đó, Bành Vân Phong lên khán đài phát biểu. Tính số người ngồi bên trong, 4 cán bộ cấp giám đốc sở, lần lượt là Bành Vân Phong, Chu Duệ Nhạc và Trần Thiên Vũ, Lục Minh, bước tiếp theo của 3 người trước đều là bí thư thành ủy, Lục Minh lại là một bước vào hàng ngũ thị trường, 4 người trên, ngoại trừ Hạ Tưởng ra là người có cấp bậc cao nhất. 5 người cán bộ cấp phó giám đốc, bao gồm Phó Hiểu Bân đương nhiệm trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tần Đường, Trung Nghĩa Bình sắp lên chức phó thị trưởng Đan Thành, Từ Tử Kỳ sắp lên phó thị trưởng, Lương Thu Duệ đương nhiệm bí thư thành ủy Tần Đường, cấp dưới Bành Lực sẽ đi theo Hạ Tưởng đến tỉnh Tương. 5 người trên, không kể kinh nghiệm đặc biệt của Bành Dũng, thời gian Lương Thu Duệ ở phó giám đốc sở lâu nhất, nhưng tính tuổi tác Phó Hiểu Bân lớn tuổi nhất, hai người đều không mượn cơ hội tiến thêm một bước, chỉ có thể đợi đến thời cơ tốt. Còn Từ Tử Kỳ và Trung Nghĩa Bình xem như một bước lên mây, được Hạ Tưởng ra sức đề cử, vừa vượt bước mấu chốt từ cục trưởng đến phó giám đốc sở, con đường phía trước sẽ càng rộng lớn vô hạn, càng làm cho Từ Tử Kỳ và Trung Nghĩa Bình cảm kích ân điển của Hạ Tưởng. Mấy người còn lại, đều là cấp cục, ví như Lưu Nhất Cửu, ví như Hồ Thư Dương, muốn tiến thêm một bước cũng cần một thời cơ, dù sao từ cục trưởng đến phó giám đốc sở cũng là một cửa ải lớn, nhất là Lưu Nhất Cửu ở hệ thống công an, càng không dễ dàng. Trong lòng Hạ Tưởng hiểu rõ, mỗi người trong thành viên tổ chức, đều cảm nhận có một vị trí thỏa đáng trong mắt hắn. Bành Vân Phong nói chuyện cũng rất ngắn gọn, đại ý chính là anh ta là đại quản gia của chủ nhiệm Hạ ở tỉnh Yến, mọi người sau này có việc gì có thể tìm anh ta chịu trách nhiệm phối hợp, chức trách chính của anh ta là chân chạy và phục vụ mọi người. Bành Vân Phong thân là đảm nhiệm bí thư thành ủy, có thể nói ra là phục vụ mọi người, cũng khiến mọi người vui mừng. Cảm nhận được tình người ấm áp trong quan trường. Một lần không chính thức lại ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến hội nghị thành viên tổ chức chính trị, mới họp 10 phút ngắn ngủi đã hạ màn, sẽ không họp lâu, trên tinh thần của Hạ Tưởng đều để lại một dấu ấn sâu sắc trong cảm nhận của mỗi người, cho đến nhiều năm về sau ảnh hưởng đến quan niệm chính trị của nhiều người, khiến cho bọn họ đều thoải mái trong mỗi tư tưởng, khi đạo đức sắp sụp lở, sẽ tỉnh táo lại, duy trì điểm mấu chốt và lương tri cuối cùng. Hạ Tưởng tổ chức hội nghị thành viên tổ chức chính trị xưa nay chưa từng có, màn che hạ xuống, đạt được thành công mỹ mãn, đạt được hiệu quả mong đợi, dấy lên lực củng cố hướng tâm và hiệu quả quy hoạch tương lai, là một hội nghị có ý nghĩa sâu sắc, quyền uy của Hạ Tưởng được củng cố thêm một bước, đồng thời, cũng mơ hồ hình thành lực lượng phân bố và đối lập của hệ thống trung tâm, trong đó dấu hiệu Bành Vân Phong làm trợ thủ thứ nhất càng rõ ràng. Rất nhiều người đều rõ trọng lượng bản thân trong mắt của Hạ Tưởng. Cũng vì tiền đồ của bản thân mà thực hiện kế hoạch sâu hơn, cũng có người có thực lực đơn giản lại có thể tham gia hội nghị thì càng vô cùng hào hứng, tỉ như Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ có một vết nhơ không lớn không nhỏ, cho dù không có viết vào lý lịch, nhưng việc của anh ta và Trần Hân Vũ vẫn xôn xao, bởi vậy anh ta cũng biết trong thời gian ngắn khả năng tiến thêm một bước không lớn, chỉ hy vọng có vị trí trong vòng tròn trung tâm của Hạ Tưởng, sau này tiền đồ từ từ đến. Một loạt điều chỉnh nhân sự khiến Lương Thu Duệ nhận thức sâu sắc sự tận tâm dìu dắt của Hạ Tưởng đối với thân tín, trong lòng anh ta càng chắc chắn, chỉ cần miệt mài, một ngày nào đó sẽ lọt vào mắt chủ nhiệm Hạ. Đợi sau khi chủ nhiệm Hạ đảm nhiệm chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy, chắc chắn phải điều người từ tỉnh Yến qua, hy vọng đến lúc đó anh ta có thể cống hiến sức lực trước mặt chủ nhiệm Hạ. Sau hội nghị thành viên tổ chức chính trị, Hạ Tưởng lại tổ chức một bữa tiệc. Trong không khí sôi nổi tăng thêm giao lưu tình cảm, chính thức kết thúc bữa tiệc thành viên tổ chức chính trị, sự việc tiếp theo hắn sẽ buông xuôi mặc kệ, do Bành Vân Phong đi sắp xếp cụ thể việc đi hay ở của mọi người. Vì Hạ Tưởng muốn tiễn bố mẹ, kỳ nghỉ quốc khánh đã qua một nửa, bố mẹ cũng phải về Đan Thành, mấy ngày qua, ngoại trừ ngày đầu tiên ở bên bố mẹ ra, mấy ngày gần đây Hạ Tưởng bận đến mức chân không rời, không có thời gian đưa bố mẹ dạo phố. Đều là Tào Thủ Lê làm thay. Đương nhiên, còn có Liên Nhược Hạm vô góp vui. Lúc tiễn bố mẹ, là 5 giờ sáng, cho dù trước đó không lộ ra, Tề Á Nam, Tôn Hiện Vĩ và Thẩm Lập Xuân vẫn biết được tin, đến tiễn đưa, và mang đến rất nhiều lễ vật, chất đầy đằng sau chiếc Santana 2000. Không nhận không được, tiếp nhận một người chính là tiếp nhận người kia nếu không sẽ thấy rõ bên trọng bên khinh. Hạ Tưởng lại không cảm thấy gì,
thành viên tổ chức kinh tế được rất nhiều lợi từ nơi hắn, hắn chưa bao giờ đề cập bất cứ yêu cầu nào, huống hồ một chút lễ vật tuy rằng quý giá, nhưng đối với họ mà nói, chỉ là con số không đáng nhắc tới. Hạ Thiên Thành và Trương Lan cảm thấy băn khoăn, tuy con là quan lớn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng hai người già vẫn không có thói quen nhận lễ vật của người khác, lương thiện bẩm sinh làm họ thấy ngại khi nhận đồ của người khác. Xe không chứa hết, bởi vì Liên Nhược Hạm cũng mua rất nhiều quà tặng bố mẹ. Mấy ngày qua dẫn bố mẹ dạo phố, Liên Nhược Hạm tuy rằng không nói ngọt và có nhân duyên tốt như Tào Thù Lê, nhưng cô hào phóng, chỉ cần bố mẹ hơi vừa ý với món đồ nào, cô lập tức mua, cho dù vung tiền như rác cũng không nương tay, làm bố mẹ kinh ngạc cũng không dám có bất cứ phát biểu nào về các đồ vật nữa, thậm chí ngay cả bố nhắc đến biệt thự bên sông Hạ Mã không tồi, Liên Nhược Hạm xém chút nữa cũng mua lại, nếu không phải mẹ nói cái gì cũng không nể mặt. Lòng nhiệt tình của Liên Nhược Hạm khiến mẹ cô hoài nghi quan hệ giữa cô và Hạ Tưởng, đồng thời, bà mẹ càng ngày càng thấy bộ dạng Liên Hạ giống Hạ Tưởng, nhất là lúc Liên Nhược Hạm làm ra việc gì khiến người khác kinh ngạc, bà mẹ thật không kìm nổi nói với Hạ Tưởng một câu làm hắn xấu hổ toát mồ hôi. Hạ Thiên Thành có phần lo sợ giữ chặt Hạ Tưởng. Lão đại à, mấy thứ đồ đạc này nhiều quá rồi, không chở đi hết được, anh và Thù Huân giữ lại dùng đi. Anh thật quá khách sáo, trong nhà lại không thiếu thứ gì, anh gửi lời cảm ơn của em tới họ. Hạ Tưởng nhìn thấy quả đúng như vậy, đồ quả thật nhiều quá rồi, các loại lễ hộp, xiêm y bày ra trước mắt rực rỡ muôn màu, tưởng như có thể mở cả một cửa tiệm vậy, ai mà biết được lại mang đến nhiều như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, không cần phải nói, bản thân Tôn Hiện Vĩ là người thích ăn mặc trải chuốt, trong nhà đồ đạc khẳng định chồng chất như núi, dùng không hết còn có thể đem tặng người, đối với y ngược lại là việc tốt. Trần Lập Xuân hiện tại đảm đương chức vụ phó chủ tịch tập đoàn Đạt Tài, quyền cao chức trọng, lương bổng trong một năm hơn 1 triệu, cũng có thể coi là kẻ có sự nghiệp thành công nổi bật, ra tay cũng hào phóng thật sự. Càng không cần phải kể đến Phùng Húc Quang tự thân là chủ tịch siêu thị lớn nhất của thành phố Yến, y đem biếu xén cũng rất nhiều, muốn thứ gì đều lấy trực tiếp từ kho hàng của siêu thị mang đến đây là được rồi. Mà tập đoàn Tề Thị Tề Á Nam dựa vào nghiệp kinh doanh khách sạn, cũng là cái gì cần đều có. May mắn Tiêu Ngũ rất nghe lời, Hạ Tưởng không cho y biếu xén, y liền thành thật đến mức thứ gì cũng không chuẩn bị. Tuy nhiên nhìn thấy người khác ai nấy đều ra tay hào phóng, y liền ra vẻ tiếc nuối, nóng vội chạy đi mua ít lễ vật, bị ánh mắt nghiêm khắc của Hạ Tưởng ngăn lại. Cũng không thể để hỗn loạn như thế này được, bây giờ đồ đạc nhiều quá rồi, Hạ Tưởng từ trước vốn không thích trong nhà chất nhiều mấy thứ đồ không dùng đến. Dù rằng hắn hiện là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, dựa vào cấp bậc và đãi ngộ của hắn, trong nhà đồ dùng khẳng định xếp cao như núi. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn tương phản, Hạ Tưởng mặc kệ đi đến đâu, luôn luôn giản đơn thực dụng, đồ đạc trong nhà chỉ cần đủ dùng là tốt rồi, tuyệt đối không được xa hoa lãng phí. Đồ đạc trở đi không hết, lại không thể trả lại. Những người biếu tặng đều là nhân vật tai to mặt lớn, không nói đến thân phận của họ, chỉ nói đến giao tình giữa họ và Hạ Tưởng, càng không thể đem trả, biết làm thế nào bây giờ. Tề Á Nam có biện pháp, y vẫy tay gọi tới một thủ hạ, ra lệnh sắp xếp 2 chiếc xe hộ tống ba mẹ về Đan Thành, dù sao Đan Thành cách cũng không xa. Hạ Tưởng cũng cho là phải, nghĩ lại cũng chỉ còn cách ấy, đang muốn gật đầu đồng ý, bỗng nhiên thấy một chiếc Audi A6 mới tinh chạy vào bãi đỗ xe, trên xe bước xuống một người cung kính đến trước mặt Liên Nhược Hạm, đem chìa khóa xe trao cho cô. Liên Nhược Hạm cầm chìa khóa trong tay, đến trước mặt Hạ Tưởng, Thiên Thành, Trương Lan ba người bọn họ, mỉm cười một cách lễ phép. Cha, mẹ, con cũng không có gì tặng hai bác, chỉ bằng tặng chiếc ô tô này đi. Hệ số an toàn của Audi ít nhiều cũng cao hơn Santana một chút. Hai bác ngồi càng khiến Hạ Tưởng yên tâm hơn phần nào, có phải hay không? Vừa ra tay chính là một chiếc Audi A6, thật hào phóng. Tôn Hiện Vĩ nhíu mày lại, Tề Á Nam cũng lắc đầu cười không ngừng, Thẩm Lập Xuân cười ha hả, Tiêu Ngũ cười một cách ảo não. Trong lòng tự trách sao không nghĩ tới ô tô nhỉ, một chiếc Audi y cũng tặng được tốt. Hạ Thiên Thành không dám nhận, dù sao món quà cũng thật quý giá, mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Tưởng. Nếu như người khác tặng xe, Hạ Tưởng khẳng định không cần, nhưng Liên Nhược Hạm đã đem tặng, hắn không dám không nhận. Nói không chừng nếu Liên Nhược Hạm chơi xấu, không biết cô ta bày ra trận thế gì, dựa vào thực lực của cô ta hiện nay, thực sự thứ gì cũng có thể đem tặng. Quả nhiên không đợi Hạ Tưởng mở miệng, Liên Nhược Hạm cố ý nhìn chằm chằm vào hắn nói. Cũng chỉ là một con Audi A6,
không phải loại xe đắt tiền. Tôi vốn định mua hai chiếc BMW hay Mercedes-Benz gì đó, nếu không thì cũng mua A8. Đáng tiếc phố Yến hiện không có hàng, còn phải đặt, đành thôi vậy. Đúng rồi, Hạ Tưởng, Đan Thành gần đây bắt đầu mở bán một khu chung cư, có căn nào đẹp không, có muốn mua một lầu không? Đúng vậy, Liên Nhược Hạm nói, một lầu, chứ không phải là một căn. Cô không nói sai, cũng không cố ý khoe khoang. Chính là Liên Nhược Hạm cố ý ép Hạ Tưởng vào khuôn khổ. Hạ Tưởng dám trước mặt mọi người không nhận xe của cô có thể gọi một cuộc điện thoại mua một lầu nhà dọa hắn chơi. Hạ Tưởng đầu hàng, cầm chìa khóa đưa cho Hạ An. Nhận đi trước đã, lần trước Liên Nhược Hạm thiếu tôi mấy trăm nghìn tiền công trình chưa trả, chiếc xe này coi như gán nợ. Kỳ thực ai cũng đều nhận ra là có chuyện gì, nhưng đều không dám vạch trần. Tất cả dường như hiểu ý, không nói với nhau một lời, chỉ cười một cách kín đáo. Hạ An miết chìa khóa trong tay, có chút khó xử. Ai cũng thích xe đẹp, nhưng y biết với cấp bậc và thân phận của y hiện tại không thích hợp để đem Audi ra mà rêu rao. Hạ An có thể bình tĩnh mà đối diện với một chiếc xe Audi dễ như trở bàn tay, thật khiến Hạ Tưởng thật yên tâm. Hắn thấy Hứa Ninh đứng một góc hai mắt dường như phát sáng. Hắn biết Hứa Ninh tuy nhỏ mọn, nhưng bình thường đối xử với ba mẹ cũng không tệ lắm. Đối với cô thỉnh thoảng cũng phải châm biếm đôi chút nhưng cũng cần an ủi kịp thời. Dù sao cũng là người một nhà. Sau này để Hứa Ninh lái Audi đi, còn cậu vẫn lái xe Satana của cậu đi. Hạ Tưởng đem chìa khóa xe giao cho Hứa Ninh. Về sau ba mẹ có việc ra ngoài, cô lái xe đưa họ đi, nhớ lái chậm một chút, chú ý an toàn. Hứa Ninh cầm chìa khóa xe Audi, sắc mặt ánh lên niềm vui bất ngờ, dần chuyển sang cảm động. Anh yên tâm, sau này em sẽ cố gắng bỏ một ít tật xấu. Nếu một chiếc Audi có thể khiến Hứa Ninh yên tâm công tác, không còn nhiều chuyện nữa, kể cũng coi như đáng giá. Sự việc cuối cùng được giải quyết một cách thỏa đáng, tất thảy đều vui vẻ. Đang lúc lên xe, mẹ Hạ Tưởng kéo hắn sang một bên nói. Con à, nói Nhược Hạm khuê nữ đài các quả không sai, con về sau cũng đừng bạc đãi người ta. Sau đó bác gái liền lắc lắc đầu tiếc nuối. Đáng tiếc thật, nếu ở thời xưa, tôi được làm mẹ nó, khẳng định phải cười hả hê lắm. Hạ Tưởng toát mồ hôi, làm ra vẻ nghe không hiểu. Mẹ đừng nghĩ linh tinh, mẹ lại nói đi đâu vậy? Mẹ Hạ Tưởng cười bí hiểm, nhìn con hồi lâu, cũng không nói một câu, lắc đầu bước đi. Cái dáng vẻ như thể hiện cái gì mẹ cũng biết, đừng nghĩ mẹ không hiểu lòng con ấy làm Hạ Tưởng muốn giải thích cũng không được, trán đổ đầy mồ hôi. Cuộc tiễn đưa long trọng đến hồi kết thúc, Hạ Tưởng nhìn hai chiếc ô tô khuất xa, lại nhìn nụ cười xấu xa mãn nguyện của Nhược Hạm, trong lòng lại có dư vị của niềm hạnh phúc khó quên. Kỳ thực mẹ nói cũng không sai, Liên Nhược Hạm quả là người có tâm. Nếu như ở thời cổ đại, cô cũng muốn đích thân tiễn người họ Hạ ra cửa. Cùng với việc ba mẹ rời đi, cuộc gặp gỡ tại thành phố Yến gần tàn. Hội nghị thành viên chính trị cũng toàn diện chấm dứt. Chỉ còn sót lại một việc là sắp xếp một hội nghị sắp xếp về thành viên kinh tế nữa. Trước đó, Tào Vĩnh Quốc đã trở về tỉnh Tây làm chủ tịch tỉnh, căn bản vốn không thể rời khỏi quyền lực được nữa. Hơn nữa, sau Quốc Khánh, việc chuyển giao quyền lực sắp xảy ra, y phải an bài trước rất nhiều sự việc. Phó Tiên Phong và Ngô Tài Dương đều lần lượt quay trở về Bắc Kinh. Khâu Tự Phong không về, đích thân ở lại, xem xét tình trạng. Sau khi hội nghị thường vụ diễn ra, Khâu Tự Phong có gọi điện tới giải thích vài câu về hành động của Vương Bằng Phi, Hạ Tưởng cũng không để tâm. Bởi vì Vương Bằng Phi nói rộng ra tuy có quan hệ với nhà họ Khâu, nhưng không phải là thành viên quan trọng. Bình thường có thể giữ gìn thanh danh cho nhà họ Khâu, nhưng một chút điều chỉnh về mặt nhân sự nhỏ nhặt, cũng không thể chuyện gì cũng đợi chỉ thị của nhà họ Khâu đó. Bởi vì lần này Phạm Duệ Hằng đệ trình phương án điều chỉnh nhân sự, vẫn chưa đề cập tới lợi ích của nhà họ Khâu. Nói cách khác, chỉ có thể xem giữa y và Phạm Duệ Hằng đã có sự xung đột cá nhân. Vương Bằng Phi sau đó đánh điện thoại tới nói rõ lý do, Hạ Tưởng chỉ thản nhiên ứng phó vài câu. Hắn thật sự không có nhiều ý tưởng cho lắm, vốn dĩ quan hệ giữa hắn và Vương Bằng Phi coi như tạm ổn, tuy nhiên sau khi rời khỏi tỉnh Yến, mối quan hệ đó có chút mơ hồ, lại không mật thiết. Trước mặt là lợi ích của bản thân, Vương Bằng Phi kiên trì giữ vững lập trường là điều có thể lý giải. Nhưng hắn hiểu rõ trong lòng, Vương Bằng Phi lần này xem như hoàn toàn đắc tội với Cao Tấn Chu, sau này ở vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, công việc chỉ sợ triển khai không thuận lợi.
Hạ Tưởng đã dự đoán đúng, Cao Tấn Chu vốn dĩ đối với Vương Bằng Phi không can tâm, khi làm chủ tịch tỉnh không biết làm thế nào thâu tóm y. Đợi đến lúc giữ chức bí thư tỉnh ủy, Cao Tấn Chu rất nhanh chóng làm chủ cục diện, liên kết 5-3 tên ủy viên thường vụ, kín đáo đề xuất Vương Bằng Phi làm việc không đắc lực lên Trung ương. Không lâu sau, Vương Bằng Phi bị điều đến tỉnh khác làm ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, nghe nói vẫn bị chèn ép mọi bề. Vận mệnh sau này của Vương Bằng Phi, Hạ Tưởng đương nhiên không hề quan tâm. Bạn bè trong chốn quan trường, vốn cứ đến rồi lại đi, giống như đèn kéo quân, chơi hỏng rồi lại thay mới. Ngoại trừ các thành viên tin cậy và một số ít bạn bè tri âm, rất nhiều đồng minh cũng sẽ theo thời gian bỏ đi và thân phận cũng càng lúc càng thay đổi. Diệp Thanh Sinh sau khi chọn được biệt thự, cũng lặng lẽ rời khỏi thành phố Yến. Vào thời điểm Phó Tiên Phong và Ngô Tài Dương đi, Hạ Tưởng không có mặt để tiễn. Lúc Diệp Thanh Sinh đi, Hạ Tưởng tự mình tiễn Thanh Sinh đến ngã tư cao tốc. Cảm ơn lãnh đạo. Hạ Tưởng thành tâm biểu thị lời cảm ơn từ đáy lòng. Diệp Thanh Sinh thân mật nắm tay Hạ Tưởng. Có thể dùng được một chút sức lực còn lại này cũng hay, làm cho tôi cảm thấy mình hồi phục sức sống, tay chân hoạt động được là chuyện tốt. Hạ Tưởng, nói ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Diệp Thạch Sinh nói năng một cách khéo léo, kỳ thực cũng không muốn Hạ Tưởng hàm ơn. Hạ Tưởng cảm kích tình nghĩa của Diệp Thanh Sinh, cười nói. Đợi lúc nào lãnh đạo tới Hạ Mã nữa, tôi nhất định sẽ thay lãnh đạo cũ đón tiếp thật chu đáo. Đón tiếp thì không cần thiết, có việc hay không có việc chỉ cần cùng tôi giải sầu, tâm sự, như vậy là đủ rồi. Sau khi cười ha hả, Diệp Thanh Sinh lên xe đi mất. Đến lúc này, thành phố Yến cáo biệt phần lớn các quan chức tập trung náo động, từng bước trở lại vẻ yên ả vốn có. Còn Hạ Tưởng, cũng sắp đón một buổi hội thảo lần cuối cùng về tầm nhìn kinh tế trong đợt quốc khánh lần này. Tên của hội nghị là do Liên Nhược Hạm đặt, được nhà tài trợ Tề Á Nam tài trợ sân bãi và các loại chi phí. Vốn dĩ Tôn Hiện Vĩ muốn tổ chức hội nghị ở tòa nhà làm việc của y, nhưng không thuyết phục được Lý Thấm, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp. Kể cũng kỳ lạ, Tôn Hiện Vĩ là một kẻ thấy mỹ nữ đã không thể rời chân đi được, lại sợ nhất Lý Thấm. Chỉ cần Lý Thấm cùng y thảo luận bàn bạc, y lập tức chuồn mất. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hội nghị kinh tế thành viên chính thức tổ chức vào chiều ngày mùng 5, tại phòng hội nghị cao ốc Tề Thị. Thành phần tham dự ngoài Hạ Tưởng, còn có tập đoàn Tề Thị Tề Á Nam, Thiểm Liên đại biểu của tập đoàn Viễn Cảnh, Bất Động Sản Thiên An Tôn Hiện Vĩ, Bất Động Sản An Sơn Tiêu Ngũ, Chu Hổ. Ngoài ra còn có siêu thị Giai Gia Phùng Húc Quang, công ty thương mại Mậu Dịch Nghiêm Tiểu Thì, công ty truyền thông Cổ Ngọc, công ty Giai Mỹ Tùng Phong Nhi, công ty thương mại Mậu Dịch Trần Thị Trần Mạt, Trần Lì. Không sai, giấy triệu tập các thành viên tham dự cho tới nay mới tới tay Hạ Tưởng. Trong cuộc kiểm duyệt với quy mô lớn đội ngũ thành viên kinh tế, Lý Thấm lợi dụng tất cả các mối quan hệ, ngay cả công ty thương mại Trần Thịnh Gani Trần mới thành lập cũng được nhận thiệp mời. Cuối cùng, Hoa Nhài Vàng Bạc từ Thụy Sĩ, cùng về tham dự hội nghị. Vệ Tân cũng tham gia hội nghị. Công ty của Vệ Tân là công ty có quy mô nhỏ nhất, không quá vài triệu tiền vốn. Cô vốn không muốn xuất đầu lộ diện, bởi cô không thích sự náo nhiệt chốn đông người. Nhưng Liên Nhược Hạm đã có thịnh tình, cô cũng cố gắng đến đây. Cô ngồi ở một góc phía sau, cúi đầu khiêm tốn mà trầm tĩnh, không muốn để ai nhận thấy sự tồn tại của mình. Liên Nhược Hạm cũng đích thân tới hội nghị. Cô lấy danh nghĩa công ty phong đầu đến tham dự. Cô vừa làm tốt kế hoạch 10 tỷ đô la Mỹ. Nếu dự án nào tốt nhưng tiền vốn không nhiều, cô có thể phiêu lưu bỏ vốn đầu tư tại chỗ. Lý Thấm cũng là nhân vật quan trọng, nhưng cô chưa có một thân phận rõ ràng. Bên trong tổ chức kinh tế thành viên của Hạ Tưởng, Lý Thấm giữ vị trí vô cùng đặc thù, tương đương với vị trí thành viên của tổ chức chính trị của Bành Vân Phong. Cơ bản có thể gọi cô là tổng quản của tổ chức kinh tế thành viên. Hội nghị kinh tế thành viên lần này mặc dù không có các thành viên chính trị ở các hội nghị long trọng, cũng không có các quan chức ở hội nghị cấp cao, nhưng trên thực tế tham dự hội nghị đều là những nhân vật rất thành công trên phương diện nào đó. Cho dù không tính đến Liên Nhược Hạm tài chính khổng lồ, các thành viên cốt cán trong tay cũng nắm tới 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Tập đoàn Tề Thị hiện nay sở hữu mười mấy khách sạn, ngoại trừ thành phố Yến, gần như ở thành phố cấp địa thành phố cấp 3, nào cũng đều có kinh doanh. Nhưng nền móng vẫn đặt tại thành phố Yến. Nhà họ Tề từng tiến quân vào thị trường Bắc Kinh, cuối cùng phải trở về. Thị trường Bắc Kinh rộng lớn như đại dương, Tề Thị không đủ mạnh để tiến quân.
nhưng hiện tại quy mô tài chính của Tề thị còn lại ước chừng trên 300 triệu. Tập đoàn Viễn Cảnh không cần phải nói, là đế chế kinh doanh thương mại liên nhược hạm một tay lập nên, chủ yếu tham gia vào thị trường bất động sản. Hiện đang cố gắng mở rộng phạm vi sang thi công cầu đường, tiền vốn ít nhất 10 tỷ. Tập đoàn Đạt Tài thì không cần phải nói, quy mô tài chính vào khoảng 20 tỷ trở lên, nhưng Thẩm Lập Xuân không phải là người sáng lập, nhưng hiện nay y ở tập đoàn cũng là nhân vật nắm giữ quyền cao chức trọng, có thể một mình phán quyết tài chính ở mức trên dưới 2 tỷ. Bất động sản Thiên An trải qua 10 năm phát triển, hiện số vốn đạt tới 3 tỷ. Tôn Hiện Vĩ trở thành một trong số những doanh nhân thành đạt có thể đếm trên đầu ngón tay của thành phố Yến rồi. Bất động sản Giang Sơn do Tiêu Ngũ lãnh đạo, dưới sự dẫn dắt của Hạ Tường, cùng với sự phấn đấu của Chu Hổ, và sự ủng hộ của rất nhiều người, hiện tại quy mô vốn cũng gần đạt tới con số 2 tỷ. Giai gia thị của Phùng Húc Quang sau khi bán một nửa cổ phần cho Gia Lạc Phúc, y đã nắm trong tay hơn 1 tỷ, tính cả tiền vốn và cổ phiếu cũng vào khoảng 1,5 tỷ. Nghiêm Tiểu thì thực lực hơi yếu, mấy năm qua dưới sự dày công trợ giúp của Hạ Tường, ước chừng hiện tại bản thân cũng phải có 100 triệu trở lên. Cổ Ngọc tuy cũng coi như là giàu có, nhưng so với những người đang ngồi đây với những tập đoàn tài chính lớn, vẫn là thua kém, sở hữu khoảng 500 triệu. Tập đoàn Giai Mỹ do Tiếu Giai sáng lập, hiện Tiếu Giai đã lui vào phía sau, chỉ có Tùng Phong Nhi một mình đảm đương mọi phía. Tiếu Giai có khả năng kinh doanh thiên phú, dốc sức ở Bắc Kinh gần 10 năm, tích lũy được hơn 1 tỷ. Thêm vào lợi nhuận lớn từ cơn lốc tài chính tiền tệ lần trước, hiện nay thực lực hẳn phải đạt đến 3 tỷ. Về phần hoa nhài vàng bạc của thương mại Trần Thị, chẳng qua là chỉ đến góp mặt một chút, mọi người cùng gặp nhau, cũng muốn gặp Hạ Tưởng một lần. Nga Ni Trần ở Tần Đường hơn 1 năm, thực lực đã khôi phục không ít, nhưng với y thời kỳ thịnh vượng trước đây đã là quá khứ, hiện tại gia thế cũng có ước chừng mấy chục triệu. Trên đây chỉ là thực lực tài chính, nếu thêm vào cả bất động sản, chính sách vay vốn trong phạm vi cho phép, tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng về cơ bản có không dưới 50 tỷ. Đương nhiên, của cải của yêu nữ liên nhược hạm nên bị loại bỏ sang một bên. Đến hội nghị lần này, người đẹp chiếm phần đông đảo, làm mọi người phải hoa mắt. Tuy nhiên tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, không có một ánh mắt nhìn trộm nào, ngay cả Tôn Hiện Vĩ hám sắc làm liều cũng rất có nề nếp, giống như một học sinh ngồi ngay ngắn. Chớ nói đến dám nhìn Vệ Tân một lần, ngay cả những cô em cô chị sắc nước hương trời, y cũng không dám nhìn một lần. Tất cả để biết. Những người đàn ông đang ngồi đều là thủ hạ của Hạ Tưởng. Còn phụ nữ, ngoại trừ Lý Thấm, đều là người của lão đại, vợ của bằng hữu không thể bắt nạt. Huống hồ là người của Hạ Tưởng, nhìn trực diện cũng là điều bất kính. Tuy nhiên, Tôn Hiện Vĩ cũng không phải là không có dụng ý xấu với Hạ Tưởng. Hạ lão đại thật uy phong, không đề cập tới liên nhược hạ mỹ diễm như băng, Nghiêm Tiểu thì tinh xảo như tranh, cổ ngọc ấm áp, ngay cả Vệ Tân cũng ôn hòa như dòng nước. Ngay cả hoa nhài vàng bạc không mấy gì đặc biệt, chỉ có sắc đẹp lạ thường, cũng như liên nhược hạm, cổ ngọc, giống như hương hoa hòa quyện làm say lòng người. Tôn Hiện Vĩ ngồi đối diện với Hạ Tưởng chứng chặt nghiêm trang, bội phục sát đất. Y tung hoành ngang dọc, tự nhận đã đi cùng vô số phụ nữ. Nhưng đến hôm nay nhìn lại, so với lãnh đạo thật là một trời một vực. Lãnh đạo mới thật sự là một cao thủ tán gái, vừa thưởng thức vừa lĩnh hội được, đều là những tinh phẩm của nhân loại. Còn những người phụ nữ y từng gặp nhiều lắm cũng chỉ là bình thường, chỉ quan trọng những điều cơ bản giữa đàn ông và phụ nữ, nói thô tục hơn nữa, là kỹ nữ. Tôn Hiện Vĩ ngấm ngầm lắc đầu, kinh doanh bất động sản cả đời, từ nay về sau phải thay đổi một chút sách lược. Không thể chỉ làm nhà cho người thu nhập thấp, phải xây dựng những tòa cao ốc, phải lên được dự án hạng nhất. Ngoại trừ Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân đối nhân xử thế cẩn trọng. Sẽ không để tâm mối quan hệ mờ ám của Hạ Tưởng và vô số người đẹp. Tiêu Ngũ suy cho cùng tuổi vẫn còn trẻ, sẽ có đôi chút nghi ngờ, tuy nhiên không dám nghĩ nhiều, y cũng không dám oán thầm lãnh đạo. Chu Hổ cầu thả, càng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn theo dưới trướng của Hạ Tưởng. Phùng Húc Quang nhớ lại lúc mới quen Hạ Tưởng là lúc hắn và Tào Thù Lê yêu nhau, không khỏi thấy cay mũi, cũng không biết nghĩ gì, bất chợt mỉm cười. Nghiêm Tiểu thì tham dự hội nghị lần này tâm tình có chút phức tạp. Cô vốn đã thỏa mãn với thành tựu hiện tại, một phụ nữ xinh đẹp thành đạt, của cải trong tay lên đến hàng tỷ, cũng đủ cho cô cả đời tiêu xài một cách hào phóng. Cho nên đối với việc phát triển sau này, không giống như trước đây dám nghĩ dám làm nữa, chỉ muốn hiện tại bình an, đợi cơ hội thuận lợi,
có thể cùng Hạ Tưởng sinh một đứa con. Ý nghĩ này giống Liên Nhược Hạm, có thể cùng chung sống với Hạ Tưởng đến cuối đời. Nhưng cô ngồi ở bên trong, cảm nhận được sự náo nhiệt của những công ty, tập đoàn lớn quy mô hơn 1 tỷ, khí thế lúc họ quyết định một hạng mục khiến tim cô đập thình thịch, trong lòng bỗng trở nên kiêu ngạo. Không vì một lý do nào khác, chỉ cần đợi thời cơ thuận lợi cho Hạ Tưởng, cô có thể vung tay tùy ý điều động số vốn hơn 1 tỷ. Chẳng lẽ không thể có được một nụ cười của con người xấu xa đó? Đương nhiên không thể so sánh với Liên Nhược Hạm, nhưng chỉ cần bản thân có tiến bộ là được. Nghiêm Tiểu thì hạ quyết tâm, thế trận không an toàn nữa, cô phải nghĩ đến số vốn 1 tỷ mà cố gắng. Tuy nhiên, điều khiến Nghiêm Tiểu thì nhức mắt khó hiểu là, tập đoàn Giai Gia lai lịch ra sao? Tại sao chưa từng nghe qua, cũng không thấy Hạ Tưởng đề cập? Cô cũng biết Tùng Phong Nhi, có điều không thân thiết. Hơn nữa chỉ nhìn qua cũng biết Tùng Phong Nhi không phải một trong những người phụ nữ của Hạ Tưởng. Như vậy, Hạ Tưởng và tập đoàn Giai Gia thực chất có quan hệ gì? Nghiêm Tiểu thì được tham gia hội nghị tập đoàn lần này, cũng từng chịu ân huệ của Hạ Tưởng, hơn nữa có thể đi theo hắn, nghe lời hắn chỉ huy, chẳng qua chỉ làm bạn bè trong giới thương trường thương giới của Hạ Tưởng, chính là đơn giản như vậy. So với sự đa nghi của Nghiêm Tiểu thì, Cổ Ngọc lại thản nhiên, hờ hững. Cổ Ngọc vốn không muốn đến, không phải cô không ủng hộ Hạ Tưởng, mà là việc kinh doanh không quá mở rộng. Đồng thời hiện tại cô tâm tư ảm đạm, việc kinh doanh cũng giao cho người khác. Trong công việc cô cũng không có mục tiêu quá lớn, chỉ muốn có thể giữ được tình cảnh trước mắt. Nhưng dưới sự kiên quyết của Nghiêm Tiểu thì, cô vẫn đến đây, cũng muốn xem thực lực tổ chức kinh tế thành viên của Hạ Tưởng hùng hậu như thế nào. Cô vẫn có một chút muốn tận mắt nhìn xem Hạ Tưởng có gầy đi không, trạng thái tinh thần ra sao. Dùng lý trí và việc kinh quốc đại sự để đánh giá phụ nữ, luôn không chính xác. Ai cũng không thể ngờ rằng, vẫn còn một người tham dự tổ chức kinh tế thành viên không nghĩ đến cách kiếm tiền mà chỉ để có thể liếc nhìn Hạ Tưởng một cái. So với Cổ Ngọc, Hoa Nhài Vàng Bạc lại càng là những người khổ sở. Hai người cố ý từ nước ngoài bay về, cũng lấy thân phận thành viên của tổ chức kinh tế thành viên tham dự hội nghị, hơn nữa chịu sự phó thác của Nga Ni Trần tìm kiếm thời cơ mới. Nhưng khi nảy sinh tình cảm, sớm đem sự phó thác của Nga Ni Trần ném lên trên tầng mây. Chỉ biết si mê Hạ Tưởng, tâm tư dao động. Tấm lòng của phụ nữ, có đôi lúc không giống như cái kim nơi đáy biển, mà như áng mây thủy chung trên bầu trời, bất luận người kia đi đến đâu, áng mây vẫn luôn bay phía trên, vì hắn mà nguyện che khuất ánh mặt trời chói chang. Kỳ thật, Nga Ni Trần đối với việc Hoa Nhài Vàng Bạc tham dự hội nghị lần này đặt kỳ vọng cao. Vì y biết hành động của Hạ Tưởng nhất định có thâm ý. Trong trí nhớ của y, Hạ Tưởng chưa bao giờ triệu tập một hội nghị kinh tế quá quy mô như thế. Hiển nhiên, hành động của Hạ Tưởng công khai, trọng đại, Trần Thị cần nắm bắt cơ hội kỳ ngộ lần này, nói không chừng có thể tiến thêm một nấc thang nữa. Nếu cho Hạ Tưởng biết có hai người phụ nữ si mê dõi theo nhất cử nhất động của hắn, hắn nhất định sẽ thở vắn than dài rằng sinh con gái cũng không tốt bằng sinh một người con trai. Trong tất cả các thành viên, Liên Nhược Hạm thật ra rất ung dung. Cô biết rõ bước tiếp theo trong kế hoạch kinh tế lớn của Hạ Tưởng. Cũng không cần cô phải làm ra những hành động quá rõ ràng, trong tay cô nắm số tiền lớn, chỉ quan tâm đến những dự án cần tiền vốn nhiều là được. Đương nhiên, người cô muốn giúp đỡ nhất là Vệ Tân, sau đó là Hoa Nhài Vàng Bạc. Mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Hoa Nhài Vàng Bạc, Liên Nhược Hạm đã biết được một phần, biết rõ mối quan hệ phức tạp giữa Hạ Tưởng và Nga Ni Trần cũng là một lời khó nói hết. Không hiểu tại sao. Cô vừa thấy Hoa Nhài Vàng Bạc đã cảm thấy thích sự yếu đuối mỏng manh của họ, liền muốn giúp đỡ, coi bọn họ như em gái. Liên Nhược Hạm tình cảm dạt dào nhưng Hạ Tưởng không để tâm. Điều mà Hạ Tưởng lưu tâm chính là, cần phải thống nhất tư tưởng, từng bước quy hoạch tổ chức kinh tế thành viên một cách lâu dài. Bởi hắn biết rõ đừng thấy kinh tế thành viên thực lực hung hậu, nhưng nhìn chung gần như toàn bộ tập trung ở tỉnh Yến. Ví như để tất cả trứng vào trong một cái giỏ, rất nguy hiểm. Bởi vì nghe nói chỉ tịch tỉnh mới nhậm chức Đỗ Bang Trung tương đối bảo thủ trong vấn đề kinh tế. Đã đến lúc làm cho kinh tế thành viên bước ra khỏi tỉnh Yến rồi. Trong suy nghĩ về tương lai gần cũng như viễn cảnh sau này của Hạ Tưởng, phải đưa bộ máy kinh tế và bộ máy chính trị cùng hướng ra khỏi tỉnh Yến, vươn ra khắp cả nước. Tranh thủ để nảy nở ở khắp nơi trong nước, nỗ lực để trong 10 năm, xây dựng mấy tập đoàn có tầm ảnh hưởng trong khắp cả nước. Khác với đường lối của thế lực gia tộc là, Hạ Tưởng muốn đi theo con đường thị trường,
hoàn toàn dùng quy tắc thị trường để đấu tranh với những con số định mức trên thị trường, cạnh tranh công bằng, kiếm tiền hợp lý. Cũng không phải Hạ Tưởng không muốn nhúng tay vào làm lũng đoạn ngành sản xuất. Dù sao những ngành có thể lũng đoạn được cũng có hạn, mà cũng sớm đã bị phân chia không còn gì nữa, nếu hắn còn vươn tay vào, không những khó như lên trời, mà còn phải trả những giá chính trị rất lớn, mất nhiều hơn được. Huống hồ Hạ Tưởng tự nhận còn có thể nắm chắc được mạch đập của thị trường, càng tự cho là chỉ có thể thiết lập được một ngành thương nghiệp lớn trong con sóng lớn của thị trường, mới có thể thực sự thành lập được một đế quốc thương nghiệp, mới là tia hy vọng để có thể đưa doanh nghiệp trong nước vươn ra thế giới. Đợi sau khi một phần tổ chức kinh tế phát triển lớn mạnh đến một quy mô nhất định, có được sức ảnh hưởng quan trọng trong nước, thì đó cũng sẽ là lúc mà Hạ Tưởng bước nhanh đến một vị trí quan trọng. Đến lúc đó, sức ảnh hưởng chính trị có thể một lần nữa ảnh hưởng đến toàn bộ sức kinh tế, ngược lại, tổ chức kinh tế cũng có thể gián tiếp thúc đẩy tiến trình chính trị. Kinh tế và chính trị, tương hỗ lẫn nhau, không thể thiếu cái nào được. Hạ Tưởng chủ trì hội nghị, hắn ngồi trên đài, trước tiên là uống một ngụm trà do Lý Thấm bưng lên, cười nói. Khó có dịp ngồi nói chuyện cùng mọi người, uống chút trà, chúng ta đều đến từ khắp nơi, cùng đến với nhau vì một mục tiêu giống nhau. Có một số lời nên nói trước, có oán báo oán, có thù báo thù, sau khi oán thù đều đã báo xong hết rồi, thì vẫn còn là bạn bè. Bên dưới vang lên những tiếng cười. Tôn Hiện Vĩ hét lớn một câu. Lãnh đạo là đang nhắc nhở chúng ta, có ân báo ân. Dù sao tôi cũng không nói, lãnh đạo anh chỉ cần để lại cho tôi một chút tiền để nửa đời sau này dưỡng già và nuôi bổ nhí sau này. Những tiền khác, anh cứ lấy đi hết đi, lỗ thì tính cho tôi, lời thì tính cho anh. Tôn Hiện Vĩ nói rất lớn, vẻ mặt lại có vẻ rất khoa trương, lập tức khiến mọi người cười vang. Hạ Tưởng cười mắng một câu. Nếu các anh đi theo tôi, tiền kiếm được càng ngày càng ít, các anh không nói, tôi cũng cảm thấy ngại với các anh. Lãnh đạo, Hiện Vĩ nói đều là những lời thật lòng, bây giờ trong tay tôi có không ít tiền nhàn rỗi, nhưng vẫn không tìm được dự án nào thích hợp, nếu không đầu tư nữa thì bị mốc mất. Phùng Húc Quang nói đều là những lời nói thật, gã bây giờ đã mất đi sức khống chế giá cả đối với thành phố Giai Gia. Sau đòn bẩy, gã vẫn còn cầm giữ hơn 100 triệu, cũng chưa từng đầu tư vào dự án quan trọng nào, nhàn cư vi bất thiện. Hạ Tưởng triệu tập hội nghị các tổ chức thành viên kinh tế, một mặt là Phạm Duệ Hằng muốn điều chỉnh tư tưởng và đường lối của các tổ chức thành viên kinh tế, một mặt cũng là gặp thời mà làm. Bởi vì cho dù là bất động sản Thiên An của Tôn Hiện Vĩ, hay là bất động sản Giang Sơn của Thiên Ngũ, hay là tập đoàn Đạt Tài, trong thời kỳ phát triển gần đây, cũng đang lúc lâm vào tình trạng không phát triển. Trên cơ bản thị trường tỉnh Yến đã gần đến lúc bão hòa, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Nhưng xu hướng đóng băng của ngành bất động sản đã quá rõ ràng, những khu chung cư còn tồn lại quá nhiều, không đến 3 năm, nhất định sẽ đại giảm giá. Nhà nước đã ra rất nhiều chính sách hạn chế bất động sản phát triển theo xu hướng dị dạng, bất luận là về phương diện cấp phép sử dụng đất hay vay nợ ngân hàng, đã lần lượt có một loạt khống chế lớn. Quy định hạn chế mua vào đã có tác dụng, xa thì không nói, ngay những khu chung cư của thành phố Yến đã gặp phải tình trạng đóng băng. Có rất nhiều khu chung cư bên ngoài thì đẹp đẽ và mới, tin truyền ra bên ngoài thì đều là những tin giả dối như đã bán hết, không thể che giấu nổi sự thật là không thể cho vay. Đối với những người hiểu biết sâu về trong ngành như Hạ Tưởng mà nói, rất dễ nhìn thấu được sự thật bên trong. Thành phố Yến là một thành phố không đến 4 triệu dân, không có nhiều dân số như vậy, thì nhà bán cho ai? Quỷ lại không cần nhà ở. Đương nhiên, Bảo Thiên An, Giang Sơn ngay lập tức chuyển ngành là một điều không có khả năng thực tế, nhưng tách một bộ phận từ ngành bất động sản ra, một bộ phận chuyển qua thi công cầu đường hoặc những ngành khác, cũng không phải không có khả năng. Còn nữa, ngành bất động sản của thành phố Yến đã có xu hướng suy tàn, nhưng còn rất nhiều tỉnh lỵ đang ở trong thời kỳ phát triển mở đầu, cũng có kỳ vọng phát triển. Vì vậy, như trên đã nói, ra khỏi thành phố Yến, bước ra tỉnh Yến, cũng là điều phải làm. Chờ cho tiếng cười vang lên hết, Hạ Tưởng nói rõ ràng ý định của hắn. Nếu đã mời tất cả mọi người đến ngồi đây để thảo luận sự phát triển về sau này, chắc chắn sẽ đưa ra một vài ý tưởng để mọi người tham khảo. Tôi có một ý tưởng, có thể cùng thảo luận tính khả thi của nó. Lời này vừa nói ra, hội nghị lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều tập trung mọi ánh nhìn về phía Hạ Tưởng, sợ rằng sẽ để sót mất một từ nào đó. Bởi vì mỗi một câu một từ mà Hạ Tưởng nói ra, đều liên quan thiết thực đến lợi ích của tất cả mọi người ngồi ở đây.
đều là những người ở dưới sự lãnh đạo của Hạ Tưởng mà phát triển lớn mạnh, đều đã tận mắt chứng kiến sự nắm bắt đến mức chuẩn xác của Hạ Tưởng đối với tình hình thị trường. Tính ra cũng đã có đến mấy năm Hạ Tưởng không tự mình đứng ra chỉ đạo công tác vận hành nền kinh tế nữa, vì vậy kế hoạch lần này có ý nghĩa rất lớn. Ba đồng chí Chu Duệ Nhạc, Thiên Vũ và Bành Dũng đến tỉnh Tương nhậm chức, chính trị chưa đụng đến, kinh tế đã đi trước. Duệ Nhạc và Thiên Vũ lần lượt đảm nhiệm bí thư thành ủy, Bành Dũng đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực, những nơi mà ba đồng chí này đi đều được coi là những thành phố cấp trung trong tỉnh Tương, ngành bất động sản cũng đang nằm trong thời kỳ bắt đầu phát triển. Hạ Tưởng thấy sự chờ mong của Tôn Hiện Vĩ, nên cười nói. Tôi cho rằng, Á Nam vẫn luôn muốn thử sức với ngành bất động sản, vậy có thể đi thử cùng với Duệ Nhạc. Tập đoàn Tề Thị ở quận Hà Mã cũng đã từng chạm tay vào lĩnh vực bất động sản, hiệu quả coi như không tồi, nhưng sau đó vẫn luôn không tìm được một mặt bằng thích hợp, nên cũng không xây dựng khu chung cư nào mới. Ngoài việc đầu tư một phần sức lực góp sức cùng với Duệ Nhạc ở tỉnh Tương, Á Na, chờ đến lúc thời cơ thích hợp, tôi sẽ mời cho anh mấy nhà đầu tư thích hợp đến từ Bắc Kinh, để tập đoàn Tề Thị có thể mở rộng thị trường đến Bắc Kinh. Đương nhiên, anh bây giờ có thể tiếp xúc một chút với tập đoàn Giai Mỹ. Tề Á Nam liên tục gật đầu, sự vui mừng hiện rõ trên mặt, Hạ Tưởng sắp xếp chu toàn như vậy, xem như đã vạch ra một con đường rộng rãi cho sự phát triển của tập đoàn Tề Thị. Lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo, cao nhân, vừa ra tay đã khác người. Có lẽ nguyện vọng vươn ra tỉnh Yến của tập đoàn Tề Thị bấy lâu nay chưa được thực hiện, sẽ có thể mượn tay chủ nhiệm Hạ mà thực hiện. Tề Á Nam kích động đến mức gần như không nói nên lời. Tôi đi đến đâu, lãnh đạo? Không đợi Hạ Tưởng nói, Tôn Hiện Vĩ đã nhảy dựng lên. Sẽ có nơi để anh đi, gấp gì chứ? Hạ Tưởng thật ra biết rõ đừng nhìn Tôn Hiện Vĩ dường như quá hấp tấp vội vàng mà không thiết thực, thật ra gã đối nhân xử thế cũng rất có chừng mực. Đương nhiên, ngoài cái tật thấy người đẹp thì không thể rời bước đi được ra. Anh cùng với Bành Dũng cùng đi đến tỉnh Tương. Ngoại trừ đi về hướng Nam, có thể đi ra Bắc được không? Tôn Hiện Vĩ chưa nghe nốt câu, đã mở lớn mắt. Tôi thật ra rất hùng hậu, chỉ đi về một thành phố phía Nam, không đủ. Anh nói nhiều quá. Hạ Tưởng cười mắng một câu, thật ra có Tôn Hiện Vĩ làm không khí náo động một chút cũng không tồi. Đi về hướng Bắc thì đi theo bí thư Tào của tỉnh Hắc Liêu, toàn bộ tỉnh Hắc Liêu, đã đủ cho anh chưa? Tôn Hiện Vĩ sợ tới mức rụt cổ. Không dám khoác lác, dạ dày của tôi cũng không lớn như vậy, ăn không hết. Lập Xuân, anh cùng Chủ tịch Thành thương lượng một chút, cũng đến Hắc Liêu mở rộng đi. Nếu Chủ tịch Thành đồng ý, tôi sẽ sắp xếp cho anh ấy và người sắp nhậm chức bí thư tỉnh ủy ở đó gặp mặt nhau. Được thôi, đã có thể gặp mặt bí thư tỉnh ủy. Tập đoàn Đạt Tài lần này đến Hắc Liêu còn không thể mở được thị trường. Ít nhất trong phạm vi mà chính sách cho phép, có bí thư tỉnh ủy đứng ra ủng hộ, lại thêm uy tín và thực lực của tập đoàn Đạt Tài, thành công chắc chắn đang chờ. Thẩm Lập Xuân vô cùng vui mừng. Không thành vấn đề, tôi dám chắc, Chủ tịch Thành chắc chắn đồng ý với đề nghị của chủ nhiệm Hạ. Cái đó thì chưa chắc. Hạ Tưởng cũng không muốn nói gì thêm về Thành Đạt Tài nữa, tiếp tục nói. Tôi còn muốn nhờ Chủ tịch Thành quan tâm nhiều hơn đến hai thành phố Đan Thành và Ngưu Thành, còn cả Tần Đường, cũng có thể thử xem. Dù sao thành phố Yến cũng đã có xu hướng bão hòa, những thành phố dưới kia, còn có rất nhiều triển vọng. Bành Vân Phong là bí thư thành ủy nhiệm kỳ kế tiếp của thành phố Đan Thành, lần này tập đoàn Đạt Tài đi Đan Thành, không những có thể hợp tác chân thành với Bành Vân Phong, còn có thể mang đến một món lợi không nhỏ cho Bành Vân Phong, Trung Nghĩa Bình, một công đôi việc. Hơn nữa với thực lực của tập đoàn Đạt Tài, bốn bề nở hoa cũng không phải không thể. Mà Lưu Minh là thị trưởng của Ngưu Thành, vừa mới đến nhậm chức ở Ngưu Thành, nếu vừa mới đến đã có được một khoản đầu tư lớn từ tập đoàn Đạt Tài, thì uy vọng cũng sẽ rất lớn. Thẩm Lập Xuân đã vui vẻ ra mặt. Không giấu gì lãnh đạo, thật ra Chủ tịch Thành đã sớm rất muốn ngồi nói chuyện cùng anh, nhưng anh lại ở thành phố Yến, không có thời gian phù hợp. Hạ Tưởng gật đầu. Ngày mai tôi về tỉnh Tương, ngày mai sẽ dành thời gian đến thăm Chủ tịch Thành. Bất động sản Giang Sơn cũng chia làm hai bước để đi, phía Bắc thì đi về Bắc Kinh, hợp tác với tập đoàn Giai Mỹ, phía Nam phát triển ở thành phố Tương Giang, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho Tiêu Ngũ gặp mặt với thị trưởng thành phố Tương Giang Mai Hiểu Lâm. Bước tiếp theo tập đoàn Giai Mỹ sẽ phát triển theo hướng cổ phần và cổ phiếu, đồng thời sẽ phát triển lên tỉnh Cát Giang ở phía Bắc, tỉnh Sở ở phía Nam.
tỉnh Tề ở phía đông, chuẩn bị cho sự phát triển toàn diện. Giai đoạn này những thương mại nhỏ không nên quá phát triển ra bên ngoài, chỉ cần yên ổn ở tỉnh Yến là được. Tranh thủ để mở rộng ngành du lịch ra hai thành phố Tần Đường và Chương Trình. Cục diện chính trị của hai thành phố, do Bành Vân Phong ra mặt phụ trách liên hệ, nếu có khó khăn nữa, có thể trực tiếp tìm đến Bí Thư Cao hoặc Chủ tịch tỉnh Khâu. Công ty Cổ Ngọc có thể sống yên ở Bắc Kinh, sau đó mở rộng ra cả nước, trở thành một công ty nổi tiếng trên toàn quốc, mở ra trên 100 cửa hàng trên toàn quốc, có một câu nói không phải nói kim cương luôn trường tồn, một viên được truyền lưu mãi mãi. Hy vọng công ty Cổ Ngọc có thể làm được việc lưu truyền đến lâu dài, gia thế vĩnh viễn. Thương mại Trần Thị hiện tại thực lực còn quá yếu, nhất định không nên tham lam quá nhiều, chỉ cần đứng vững ở Tần Đường, tiếp tục làm lớn mạnh bản thân. Có thể chọn hợp tác với tập đoàn Tề Thị, đồng thời, cũng hy vọng tập đoàn Giai Mỹ có sự trợ giúp nhất định nào đó, để thương mại Trần Thị sớm phát triển lớn mạnh. Sau đó tôi sẽ giới thiệu cho Trần Mạt Trần Lị làm quen với Từ Tử Kỳ. Hơn 100 triệu của Húc Quang cũng có chỗ đầu tư, sau hội nghị tôi sẽ sắp xếp cho anh gặp mặt Lưu Minh của thành phố Ngưu Thành để nói chuyện trực tiếp. Đầu tư ở Ngưu Thành, có thể áp dụng phương pháp đầu tư an toàn là tranh thủ chính sách để tái đầu tư. Tin rằng Lục Minh sẽ cho anh một câu trả lời mãn nguyện nhất, anh và Lục Minh có lẽ cũng hợp nhau. Cuối cùng tôi báo cho mọi người một tin tốt, trong tay Chủ tịch Liên có một nguồn vốn mạo hiểm, ai có vấn đề về tiền vốn, có thể nói trực tiếp với cô ấy. Mặc dù nguồn vốn trong tay Chủ tịch Liên không nhiều, nhưng chỉ cần anh có năng lực và có hạng mục lớn, giúp đỡ một công ty để sau 35 năm nó trở thành một tập đoàn, có lẽ cũng không thành vấn đề. Dưới sự sắp xếp xuất quỷ nhập thần của Hạ Tưởng, mỗi người ngồi đây đều có một bên chính trị phối hợp với một bên kinh tế, tức là chính trị cùng hỗ trợ kinh tế, giúp đỡ lẫn nhau, chưa ra khỏi tỉnh Yến, nhưng đã đứng ở thế bất bại. Phải thừa nhận rằng, Hạ Tưởng đã tỉ mỉ sắp xếp không chút sai sót, gần như áo tiên không thấy vết chỉ khâu, đương nhiên trên đời không có gì là thập toàn thập mỹ cả, khả năng duy nhất để xuất hiện vấn đề là ở chỗ thành viên tổ chức kinh tế và thành viên tổ chức chính trị giữa các địa phương có hợp tác ăn ý hay hòa hợp hay không. Nếu Nhu Tể Á Nam đến tỉnh Tương khai thác thị trường, lại bất hòa tính cách với Chu Duệ Nhạc, rất nhiều quan niệm và ý tưởng bất đồng, kết quả là tạo thành xung đột, do đó việc ảnh hưởng đến tiền lời đầu tư Âu cũng là bình thường. Nhưng Hạ Tưởng tự tin là đã đem tất cả mâu thuẫn và manh mối bóp chết từ trong nôi, người khác có thể không chắc chắn, nhưng hắn thì có. Với hắn, chỉ vì hắn là người lãnh đạo mà tất cả thành viên tổ chức chính trị và thành viên tổ chức kinh tế tín nhiệm nhất. Bọn họ đối với hắn đều phục tùng vô điều kiện. Có gì cứ nói, thực ra Hạ Tưởng chưa từng ép buộc ai phải làm bất luận là cái gì, nhưng hắn rất tự tin, một khi xuất hiện mâu thuẫn không thể giảng hòa, chỉ cần hắn ra mặt mở miệng, khiến ai cũng phải làm ra vẻ nhượng bộ. Nếu làm không được sự khống chế tuyệt đối với bất kỳ người nào bất kỳ phương nào của thành viên tổ chức chính trị hay thành viên tổ chức kinh tế, kế hoạch hai tay phải bắt hai tay phải mạnh của Hạ Tưởng, chỉ còn thiếu một mấu chốt quan trọng, lại có khả năng cuối cùng sắp thành lại bại. Đương nhiên, bên trên chỉ là tính toán xấu nhất, trên thực tế, với sự hiểu biết của Hạ Tưởng với từng người, cùng với sức ảnh hưởng với ba người thâm căn cố đế. Hắn biết, về cơ bản sẽ không có tình trạng phân kỳ quá lớn xuất hiện. Không đề cập tới là kiến thức uyên thâm mà chỉ quan tâm tới chiến tích, lợi nhuận, đôi bên đạt được ích lợi bên trong cộng đồng thật lớn, cho dù có chỗ có cái nhìn bất đồng, nhưng cũng sẽ cố tìm ra điểm chung, gác lại bất đồng, hướng tới mục tiêu. Có bất cứ vấn đề gì, nếu không thể liên hệ lập tức với tôi, hãy liên hệ với Lý Thấm. Sau này Lý Thấm sẽ ở một gian văn phòng trong tòa nhà Tề Thị, làm đại bản doanh điều phối tài nguyên kinh tế, hơn nữa ngay cả việc cung cấp vốn của Liên Tổng, cũng do Lý Thấm phụ trách kiểm duyệt. Ai có nhu cầu tài chính, trực tiếp đem báo cáo khả thi trình đến tay Lý Thấm. Hạ Tưởng mỉm cười, đưa ra tinh thần chỉ thị cuối cùng, TRUIENICOM. Nói nhỏ một chút, tiền đầu tư mà Liên có thể huy động bất cứ lúc nào là 10 tỷ, quyết tâm của Liên Tổng rất lớn. Quyết định trong vòng 3 đến 5 năm, có thể tạo ra hai công ty tập đoàn loại hình lớn. Trong vòng 10 năm, giành được thực lực mà các vị ngồi đây đều có thể có được với quy mô lên 3 tỷ. Hạ Tưởng hướng về Liên Nhược Hạm gật đầu ra hiệu, Liên Nhược Hạm mỉm cười, tiếp nối lời Hạ Tưởng vừa nói. Vừa rồi Hạ Tưởng nói chưa rõ ràng, 10 tỷ ở đây đơn vị là đô la Mỹ. Trời! Phòng họp vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, các vị ở đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn.
nhưng nhắc đến 10 tỷ đô la Mỹ, mặt không khỏi biến sắc. Chẳng dè Liên Nhược Hạm dường như còn lo tạo thế chưa đủ, nói thêm. 10 tỷ đô la Mỹ chỉ là ở giai đoạn đầu, nếu có nhiều các hạng mục tốt cũng cần được đầu tư, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói cho các vị, lấy ra 10 tỷ đô la Mỹ cũng không phải nói chơi, đương nhiên điều kiện tiên quyết phải xem ánh mắt và sự quyết đoán của mọi người. Ồ! Phòng họp lại vang lên một tràng giật mình thán phục. Liên Nhược Hạm thấy đã đạt tới hiệu quả mong muốn, hướng về phía Hạ Tưởng đang lặng yên mà cười, còn nói thêm một câu sau cùng. Trải qua khảo sát, kế hoạch đầu tư đầu tiên với 3 triệu đô la Mỹ dùng để bồi dưỡng thương vụ điện tử vệ tân, khoản tiền đã được về đúng chỗ, hy vọng vệ tân sớm lợi dụng tốt vốn đầu tư này, sớm ngày thực hiện lý tưởng trong cảm nhận. Vệ tân vẻ mặt đỏ bừng đứng lên, trong tiếng vỗ tay như sấm, nhẹ nhàng mà nói một tiếng. Cảm ơn chị Liên ủng hộ, tôi nhất định sẽ cố gắng. Cuối cùng là Lý Thấm phát biểu tổng kết. Lý Thấm phát biểu rất đặc sắc. Đầu tiên là vì các vị đang tham dự đã nhìn về tương lai với triển vọng tốt đẹp, lại khen ngợi Hạ Tưởng suy xét chu toàn, gần như luôn chỉ đèn sáng cho mọi người, cuối cùng chuyển giọng điệu nói. Có chính sách chính trị ủng hộ, có tài chính kinh tế hậu thuẫn, hơn nữa chúng ta đều là những tinh anh trên thị trường, nếu có cơ hội tốt như vậy, vẫn không thể phát triển lớn mạnh, cái gì cũng không phải giải thích, thì về nhà mà ôm đứa con nhỏ đi. Tốt! Người đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi chính là Tôn Hiện Vĩ. Lý Thấm nói rất hay, phải như vậy, nếu tôi có đầu tư thất bại, mọi người đừng níu kéo tôi, từ nay về sau tôi sẽ phiêu bạt giang hồ, bài bạc, tình trường. Ồ! Một trận cười vang và trong tiếng cười chế nhạo, kết thúc một hội nghị của các thành viên tổ chức kinh tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mặc dù đang kết thúc bằng tiếng cười thoải mái, nhưng lần này thành tích của hội nghị tuyệt nhiên không thoải mái. Rất nhiều người sẽ nhớ lại lần đầu tiên tổ chức hội nghị thành viên tổ chức kinh tế, đều là vì Hạ Tưởng mưu tính sâu xa và nhìn xa trông rộng mà tán thưởng không ngừng. Sau khi hội nghị các thành viên tổ chức kinh tế kết thúc, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc tức khắc quay trở về thủ đô, cũng không ở lại lấy một chút, cũng không nói thêm gì với Hạ Tưởng, có lẽ không tiện nói chuyện, lại có lẽ là Cổ Ngọc có nhiều ý kiến, dù sao đối với đề nghị dây chuyền ngọc khí của thế gia Cổ Ngọc mà hắn đề xuất, Cổ Ngọc vừa không phản đối cũng không tán thành. Dường như trực tiếp bỏ qua. Hạ Tưởng chỉ biết, giữa Cổ Ngọc và hắn, dần dần có một tầng cách ly và cảm giác xa lạ. Hắn bất đắc dĩ nhưng chung quy cũng không ép buộc được cái gì. Hoa Nhài Vàng, Bạc lại biểu thị cảm tạ trực diện với hắn, các cô sau khi cùng Nga Ni Trần gặp mặt và trò chuyện, hướng về Hạ Tưởng đề xuất tận dụng vốn đầu tư, vừa lúc Liên Nhược Hạm cũng có ý này, liền ăn nhịp với nhau. Tuy nhiên đối mặt với Liên Nhược Hạm chín chắn và phong cách quý phái, nên Hoa Nhài Vàng Bạc hơi có chút ái ngại, Hạ Tưởng cũng chỉ dặn dò vài câu, muốn các cô dụng tâm học tập, kiên định kinh doanh, sau đó liền xoay người rời đi, không để thời gian nói chuyện quá lâu. Hạ Tưởng không dám đối mặt với những ánh mắt ai oán và sầu não, hắn bây giờ còn có rất nhiều chính sự lớn phải lo, thật sự là không có thời gian và tư tưởng để cho phép chút tình cảm len vào. Càng nhiều năm sau, có nhà sử học khảo chứng nhiều lần được biết lần hội nghị này tin tức cũng có phần chưa chuẩn xác. Đã có phóng đại và thổi phồng. Hội nghị lần này được mệnh danh là một sự kiện lịch sử trọng đại ảnh hưởng trong nước. Vậy mà đại bộ phận thời điểm đó, người tham dự trong đó và cải biến tiến trình lịch sử, cho tới bây giờ vẫn không biết những gì đã làm lúc đó đã ảnh hưởng đến mức nào về sau, mặc kệ là sau buổi tối liên hoan ngay sau đó, hay là sau khi ai về nhà nấy, hay là khi Lý Thấm và Bành Vân Phong sắp xếp cụ thể, lại cử hành một hội nghị quy mô nhỏ, tóm lại. Mặc kệ là thành viên tổ chức chính trị hay là kinh tế, đều đắm chìm trong một niềm vui sướng sắp bước ra một bước mấu chốt. Nhưng có người sung sướng thì ắt có kẻ buồn phiền. Ngay ngày hôm sau khi Hạ Tưởng và Thành Đạt Tài gặp mặt, bàn luận một loạt các quy hoạch viễn cảnh, Hạ Tưởng lại tự mình gọi điện thoại cho Bí thư Thành ủy Tưởng Tuyết Tùng ở thủ đô, Bí thư Tỉnh ủy Cát Giang Tống Chiêu Độ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong, Chủ tịch tỉnh Mai Thái Bình, còn có Bí thư Tỉnh ủy Tào Vĩnh Quốc sắp nhậm chức. Vì thành viên tổ chức kinh tế giải đều thành một đường bằng phẳng, lúc hắn sắp bay trở về tỉnh Tương bằng phi cơ là lúc bất ngờ nhận được điện thoại của Phạm Tranh. Nói là bất ngờ, kỳ thực cũng là chuyện tất yếu, Phạm Tranh sớm muộn gì cũng sẽ gọi điện tới, Hạ Tưởng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Hạ Tưởng, tôi và anh biết nhau 10 năm, thì tôi khâm phục anh mất 7 năm, không hề nghĩ cuối cùng chúng ta lại là kẻ thù, thực lòng tôi rất muốn chúng ta là bằng hữu. Không cần phải là bằng hữu tốt, chỉ cần là bằng hữu có thể tán dóc trò chuyện.
giọng Phạm Tranh trùng xuống, kìm nén sự phẫn nộ. Chỉ có điều tôi không rõ, vì sao anh lại phải hạ độc thủ, muốn cho nhà họ Phạm thất bại thảm hại. Nếu là bằng hữu sẽ không vì lợi ích của bản thân mà dẫm lên vai bằng hữu, tôi nghĩ anh rất minh bạch trong chuyện này.